Phan Vệ Đông ánh mắt hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, hắn nhận biết Hứa Thuần Lương, vị trí này kinh thành OMMIA cửa quán ba đối Vương Tắc Cường ra tay đánh nhau, thế mà có thể toàn thân trở ra. Về sau hắn lại đơn thương độc mã độc sông Đông Thịnh ô tô nhà máy sửa chữa, đánh tàn bạo Quách Thành Nghĩa. Vương Tắc Cường ăn ngậm bồ hòn, cũng không có đến tiếp sau động tác, Phan Vệ Đông sau đó hỏi thăm một chút, mới biết Hứa Thuần Lương là Mai Như Tuyết bạn trai, cho rằng Hứa Thuần Lương sở dĩ dám đem sự tình náo như thế lớn là bởi vì có Kiều gia làm hậu thuẫn. Phan Vệ Đông giả bộ đối Hứa Thuần Lương rất xa lạ bộ dáng, cố ý nói, vị này là. Hoa Trục Nguyệt nói, bằng hữu của ta Hứa Thuần Lương. Phan Vệ Đông hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn cũng không có cùng Hứa Thuần Lương nắm tay ý tứ, tiếp tục hướng Tạ Xuân Lôi nói, Tạ quản lý, các ngươi quầy rượu sự tình ta đều nghe nói, cần giúp bận bịu địa phương một mực nói một tiếng. Tạ Xuân Lôi nói, tạ ơn Phan Tổng. Sau khi nói xong lại nhìn Hoa Trục Nguyệt một chút, Phan Vệ Đông câu nói này rõ ràng có coi thường Hoa Trục Nguyệt ý tứ, mặt ngoài nghe nhiệt tình, nhưng phía sau hàm nghĩa lại là các ngươi sợ bá xử lý không tốt. Hoa Trục Nguyệt nói, sự tình mặc dù phát sinh ở rượu của chúng ta đi, nhưng Phan Tổng cũng muốn lấy đó mà làm gương, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Phan Vệ Đông nhiều hứng thú nhìn qua Hoa Trục Nguyệt nói, hôm nay là chúng ta khai trương ngày vui, Hoa Tổng lời nói này nhưng điểm xấu. Hứa Thuần Lương nói, thuộc đắng giã thật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho đi, tại Đông Châu không có chuyện gì là không thể nào phát sinh, hắn theo tới liền đứng tại Hoa Trục Nguyệt một bên, huống chi Phan Vệ Đông đi qua liền đắc tội qua hắn, đối phó người này căn bản không cần động viên. Phan Vệ Đông lòng tin tràn đầy nói, Hoa Tổng hẳn là học qua hiện đại quản lý, mỗi cái hạng mục áp dụng trước đó đều phải tiến hành phong hiểm ước định, chúng ta Hà Đông tập đoàn tại 2 năm này sở dĩ có thể phát triển được như thế cấp tốc, liền là bởi vì chúng ta tiến hành khoa học quản lý. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta vẫn luôn phi thường thưởng thức Hoa Tổng năng lực, nếu như tại Lam Tinh làm được không vui, đến chúng ta Hà Đông, ta tùy thời hoan nghênh. Hoa Trục Nguyệt nhìn qua cản rỡ Phan Vệ Đông, mỉm cười nói, Phan Tổng đã đào đi chúng ta không ít người, hiện tại lại bắt đầu có ý đồ với ta, ngươi không sợ ta đi Hà Đông thay thế vị trí của ngươi. Phan Vệ Đông ha ha cười nói, có thể có người vì ta phân ưu, cầu còn không được. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi làm nghề này nhất định phải tuân thủ luật pháp, Đông Châu là cái pháp trị chi địa. Nghe những lời này là đối ở đây tất cả mọi người nói, nhưng trên thực tế là tại gõ Phan Vệ Đông. Phan Vệ Đông hướng Hoa Trục Nguyệt nói, Hứa tiên sinh pháp luật ý thức rất mạnh đâu, đúng, Seven Star hung sát án có phải hay không có mi mục rồi. Hoa Trục Nguyệt nói, đang điều tra. Lúc này lại khách tới, Phan Vệ Đông một giọng nói xin lỗi không tiếp được, tiến đến đón lấy. Tạ Xuân Lôi điện thoại di động vang lên, lại là cửa quán ba có tình trạng, Dương Mộ Phong thân thích trong nhà làm không ít vòng hoa bày ở bọn hắn cửa quán ba, Tạ Xuân Lôi hướng Hoa Trục Nguyệt nói rõ một chút tình huống, vội vàng đuổi tới. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt tiếp tục khoan thai tự đắc tham quan, có chút hiếu kỳ nói, ngươi không quay về xử lý. Hoa Trục Nguyệt nói, nếu như sự tình gì ta đều muốn đích thân xử lý còn muốn Tạ Xuân Lôi những người kia làm gì? Hứa Thuần Lương nói, cái này Phan Vệ Đông rất ngông cuồng nha. Hoa Trục Nguyệt nói, người ta có cuồng lý do, tại kinh doanh bên trên hoàn toàn chính xác có lắm thủ đoạn. Ngẩng đầu nhìn ở khắp mọi nơi camera, nói khẽ, chuyện giống vậy phát sinh ở nơi này. Khả năng đã sớm chân tướng rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy giám sát ra trục trặc? Hoa Trục Nguyệt nói, trước đó không lâu mới vừa vặn thăng cấp qua hệ thống theo dõi, ấn lý thuyết không nên xảy ra chuyện như vậy. Nàng đem chén rượu để ở một bên, hiện trường người chủ trì bắt đầu sinh động bầu không khí, đêm nay đã là OMMIA khai trương khánh điển, cũng là thử kinh doanh, quán ba tại đương 7 giờ tối 18 điểm bắt đầu chính thức chúc mừng. SEVENSTAR cổng trưng bày 10 cái vòng hoa, một đám người đốt giấy để tang ngồi tại cửa ra vào hóa vàng mã, Tạ Xuân Lôi nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi nhíu mày, trước hắn một bước đến đây bảo an thấp giọng hướng hắn báo cáo tình huống, lại là Dương Mộ Phong thân thích trong nhà bỏ ra sự tình địa phương phúng viếng, bọn hắn làm một màn này là để quán ba cho cái thuyết pháp. Tạ Xuân Lôi không có ý định cùng những người này dây dưa, để bảo an trực tiếp báo cảnh, gặp được loại sự tình này tốt nhất để cảnh sát xử lý. Bảo an bất đắc dĩ nói cho hắn biết, cảnh sát đã tới, những cái kia thân nhân của người chết lấy cớ là phúng viếng chết đi thân nhân, cảnh sát cũng không tốt cưỡng ép khu ra. Có thể đoán được, Dương Mộ Phong tử vong sự kiện ảnh hưởng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài,
quán ba coi như mở cửa kinh doanh sinh ý cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tạ Xuân Lôi chính gọi điện thoại thời điểm, có người đi tới, người này là Dương Mộ Phong song bào thai đệ đệ Dương Phỉ Lâm, hắn đi vào Tạ Xuân Lôi trước mặt, ngươi là lão bản của nơi này à? 5. Tạ Xuân Lôi tức giận nói, chuyện gì? Dương Sâm Lâm nói, anh ta chết tại các ngươi quán ba, các ngươi có phải hay không muốn cho cái thuyết pháp? Tạ Xuân Lôi một đoán đám người này mục đích đúng là nghĩ lừa bịp tiền, thật sự là phiền muộn, Dương Mộ Phong chết ở chỗ này cho bọn hắn tạo thành như thế tổn thất lớn, hắn tìm ai phải bồi thường đi. Tạ Xuân Lôi rõ ràng người chết gia thuộc đều tại nổi nóng, nếu như mình nói chuyện quá cường ngạnh rất có thể sẽ tự rước lấy họa, hắn hướng Dương Thúy Lâm đạo, ca của ngươi chết tại chúng ta quán ba không giả, nhưng chúng ta cũng là người bị hại, cảnh phương đã tìm được nghi phạm, các ngươi hẳn là đi tìm chân chính hung thủ giết người. Đi tìm nàng bồi thường. Dương Sâm Lâm nói, người hồ thuyết, cảnh sát đều nói còn không có tìm được hung thủ giết người, chúng ta tìm ngươi, ngươi không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta liền không đi. Tạ Xuân Lôi nói, ta có thể hiểu các ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là các ngươi không thể giận chó đánh mèo tại trên người của ta à, muốn tìm bọn các ngươi cũng hẳn là đi tìm hung thủ thật sự, mà không phải tìm ta. Dương Sâm Lâm nói, hung thủ là cái nào? Hắn xem ra đối tình huống là không có chút nào rõ ràng. Một bên bảo an nhiều một câu miệng, gia niên quảng trường lầu ba sơn móng tay phòng Trần VVD, nghe nói nàng chính là hung thủ giết người. Tạ Xuân Lôi chừng bảo an một chút, chuyện này trước mắt cảnh sát đều không có kết luận, còn không thể nói lung tung, bất quá Tạ Xuân Lôi bọn hắn buổi chiều đều đi nhận hơn người, có hai tên phục vụ viên nhận ra Trần VVD, cho rằng chính là nàng tối hôm qua cùng Dương Mộ Phong uống rượu với nhau. Bây giờ còn có truyền ngôn nàng là Dương Mộ Phong tình phụ. Dương Mộ Lâm hướng cách đó không xa gia niên quảng trường nhìn thoáng qua, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử cái này đi tìm nàng. Tạ Xuân Lôi cười thầm đó là cái ngu xuẩn, Trần Vi Vi còn ở cục cảnh sát đâu, ngươi bây giờ đi cũng tìm không thấy, bất quá cái này không có quan hệ gì với mình, con hàng này tìm ai đều được chỉ cần không tìm chính mình. Tạ Xuân Lôi hướng bảo an nói, lại đánh 110. Ta không tin bọn họ liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Trần Vi Vi bị cảnh sát hỏi một ngày lời nói, buổi tối 7 giờ cuối cùng đem nàng tung ra ngoài, mặc dù không ít chứng cứ đều chỉ hướng Trần Vi Vi, nhưng là những chứng cứ này tập hợp cũng không phù hợp logic. Tại phóng thích Trần Vi Vi trong chuyện này, tiểu tổ nội bộ cũng có khác biệt ý kiến, Lý Trung cùng những tổ viên khác đều cho rằng không thể thả, Trần Vi Vi hiện tại là hiểm nghi lớn nhất người. Lục Kỳ lại cho rằng người hiểm nghi cùng tội phạm là khái niệm khác nhau. Bọn hắn hiện tại còn không cách nào nhận định Trần Vi Vi có tội, bình thường tới nói lưu đưa đề ra nghi vấn không được vượt qua 24 tiếng, mặc dù Trần Vi Vi khoảng cách cái này lúc ở giữa kỳ hạn còn có một đoạn thời gian, nhưng là bọn hắn nên hỏi đều hỏi qua, tiếp tục đưa nàng lưu lại cũng hỏi không ra những đầu mối khác. Lục Kỳ đưa ra để Trần Vi Vi về trước đi, bọn hắn có thể theo dõi cũng giám sát Trần Vi Vi nhất cử nhất động, cũng có thể phát hiện đầu mối mới. Lý Trung cùng những người khác đều cho rằng Trần Vi Vi trên cơ bản chính là hung phạm, động cơ phạm tội chính là tiền, vân tay, tóc, son môi, khải sẹo mụn chính là chứng cứ. Seven Star hai tên nhân viên công tác đều nhận ra Trần Vi Vi tối hôm qua tại quán ba xuất hiện qua. Lục Kỳ cho rằng tồn tại ngộ nhận khả năng, đồng dạng quần áo đồng dạng kiểu tóc cũng không thể đại biểu liền là cùng một người, nói tóm lại điều tra là một cái khoa học cẩn thận quá trình, trừ phi nắm giữ xác thực chứng cứ, không thể tùy tiện đối một người định tội. Đương nhiên quay chung quanh Trần Vi Vi toàn diện điều tra cũng đã triển khai, bao quát nàng cùng Dương Mộ Phong quen biết quá trình, những năm này giữa bọn hắn kinh tế vãng lai. Trần Vi Vi rời đi cục cảnh sát chuyện thứ nhất đi ra niên quảng trường, nàng muốn đi sơn móng tay cửa hàng lấy một chút vật phẩm tư nhân, hôm nay để ra nghi vấn đã để nàng tâm lực tiêu tủy. Mỗi người đều có bí mật, Trần Vi Vi cũng không có hướng cảnh sát toàn bộ bàn giao, Dương Mộ Phong cho nàng không chỉ có riêng là 100 vạn. Đi qua Dương Mộ Phong tại Hải Châu hai viện đương tâm nội khoa chủ nhiệm thời điểm, thu lấy không ít tiền hoa hồng, vì cẩn thận lý do, hắn để nhà cung cấp hàng tướng không ít tiền đánh tới Trần Vi Vi trong chương mục, chờ có cần thời điểm hắn lại từ Trần Vi Vi nơi này lãnh. Dương Mộ Phong xảy ra chuyện về sau, vì miễn ở khởi tố hướng cơ quan kiểm soát nộp lên trên hơn 300 vạn, lúc đầu hắn muốn cho Trần Vi Vi cho hắn cầm 200 vạn ra, nhưng hoạn nạn mới biết được nhân tâm, Trần Vi Vi đi qua đáp ứng hảo hảo là hắn đảm bảo. Nhưng là chân chính để nàng ra bên ngoài lấy tiền thời điểm, nàng không bỏ được, lấy cớ nói mình dùng tiền mua phòng. Dương Mộ Phong từ Trần Vi Vi trong tay không thể muốn tới tiền, vì góp đủ tiền phạt, cuối cùng còn bán Hải Châu một phòng nhỏ mới may mắn quá quan.
Dương Mộ Phong ly hôn về sau tỉnh thân gia hộ, hắn đi vào Đông Châu tìm Trần Vi Vi, Trần Vi Vi cũng là ra ngoài áy náy tạm thời chứa chấp hắn, nhưng là lẫn nhau ở giữa bởi vì chuyện tiền bạc đã sinh ra vết rách, trong lúc đó phát sinh nhiều lần cãi lộn, Dương Mộ Phong thậm chí còn xuất thủ đánh nàng. Song phương thật vất vả đàm khép, Trần Vi Vi cho Dương Mộ Phong viết một chương 100 vạn phiếu nợ, đáp ứng trước cuối năm trả nợ, trên một điểm này Dương Mộ Phong vẫn là để bước không ít. Chỉ là Trần Vi Vi làm sao cũng không nghĩ tới Dương Mộ Phong lại đột nhiên chết đi, mà nàng cũng biến thành người hiểm nghi. Cảnh sát đã toàn diện điều tra qua sơn móng tay cửa hàng, Trần Vi Vi dự định mang đi một chút mình thường dùng vật phẩm, tạm thời ngừng kinh doanh. Tại Dương Mộ Phong nguyên nhân cái chết không có tra ra trước đó, nàng không được rời đi Đông Châu, nàng cũng không tâm tình làm cái gì sinh ý, đêm nay trở về, nàng muốn tỉ mỉ đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình trải vuốt một lần, thực sự. Không được liền đem sự tình từ đầu chí cuối hướng cảnh sát bàn giao. Dù sao nàng không giết người, cùng lắm thì tướng Dương Mộ Phong những số tiền kia tất cả đều lấy ra. Trần Vi Vi vừa nghĩ vừa mở cửa. Lúc này, có người tại sau lưng kêu một tiếng, Trần Vi Vi. Thanh âm này có chút quen thuộc, Trần Vi Vi dọa đến rung động run một cái, xoay người sang chỗ khác, đã thấy nơi xa một cái thân ảnh quen thuộc hướng mình nhanh chân đi đến, người kia rõ ràng chính là Dương Mộ Phong. Nhìn qua khởi tử hoàn sinh Dương Mộ Phong, Trần Vi Vi một đôi mắt bởi vì sợ hãi mà trừng tròn xoe, nàng không để ý tới mở cửa, quay người hướng thang máy chạy tới. Sau lưng người kia hét lớn, Trần Vi Vi, người đứng lại đó cho ta. Trần Vi Vi hoảng hốt chạy bừa, nàng hướng lan can thang máy chạy tới, không để ý, chân đạp cái không, thân thể đã mất đi cân bằng, thét chói tai vang lên từ lan can trên thang máy lăn xuống dưới. Rơi xuống nửa đường phần cổ của nàng va chạm tại cứng rắn trên cầu thang, phát ra thanh thúy tiếng gãy xương. 4. Trần Vi Vi, ngươi dừng lại, cực giống Dương Mộ Phong nam tử nhưng thật ra là hắn song bào thai đệ đệ Dương Mộ Lâm. Dương Mộ Lâm cũng không nhận ra Trần Vi Vi, thế nhưng là trời xui đất khiến, hắn đi vào sơn móng tay cửa hàng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Trần Vi Vi tại mở cửa, thế là hắn hô Trần Vi Vi danh tự. Trần Vi Vi nhìn thấy hắn còn cho là mình nhìn thấy quỷ. Phản ứng đầu tiên chính là trốn rời hiện trường, Dương Mộ Lâm bởi vậy nhận định nàng chính là Trần Vi Vi, lập tức đuổi theo. Dương Mộ Lâm đuổi tới cửa thang máy, nhìn thấy Trần Vi Vi không nhúc nhích nằm ở trong thang máy, đầu lấy một cái khoa trương góc độ vặn tại đầu vai, hắn ý thức được không ổn, quay người hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Đối diện một nam tử bỗng nhiên vọt lên vặn chặt cánh tay của hắn đem hắn ép ngã trên mặt đất, Dương Mộ Lâm kiệt lực giãy giụa lấy, đừng đụng ta. Thành thật một chút, ta là cảnh sát, kịp thời xuất hiện cũng chế trụ Dương Mộ Lâm là phụ trách theo dõi Trần Vi Vi Lý Trung, vì để tránh cho Trần Vi Vi cảnh giác, qua sớm phát hiện cảnh sát theo dõi, cho nên bọn hắn một mực duy trì khoảng cách, phát giác sự tình thời điểm khởi động đã chậm. Cửa thang máy hét lên kinh ngạc cùng tiếng thét chói tai, cùng Lý Trung cộng tác nữ cảnh sát đè xuống tay vịn thang máy khẩn cấp đình chỉ khóa, nhìn thấy vẫn nằm ở trong thang máy không nhúc nhích Trần Vi Vi, nàng biết xảy ra chuyện lớn. Bước nhanh đến Trần Vi Vi bên người, đưa tay sờ sờ cổ của nàng động mạch, đã cảm giác không thấy bất kỳ đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, lại thăm dò hơi thở của nàng cũng không có cảm giác được hô hấp, nữ cảnh sát cấp tốc gọi 120. Hiện trường vây xem đám người càng ngày càng nhiều có người hoảng sợ nói, người chết. Người chết. Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu quần chúng. Trên sân khấu Lưu Lượng Minh Tinh Tạ Vĩ Đình chính đang điên cuồng vũ động, không thể không thừa nhận hiện trường rất đốt. Đêm nay đến đây đều là đặc biệt khách quý cùng ký giả truyền thông, chủ yếu là vì kiến tạo bầu không khí, chế tạo ảnh hưởng, đem phấn tia cự tuyệt ở ngoài cửa là chính xác, nếu như hơn ngàn tên bánh phở tất cả đều tiến vào quán bar, bọn hắn trước mắt bảo an lực lượng không cách nào duy trì trật tự. OMMIA quán bar bên ngoài trên quảng trường nhỏ đã tụ tập hơn ngàn tên Tạ Vĩ Đình mê đệ mê muội, không có thư mời không cách nào đi vào, bọn hắn chỉ có thể thông qua màn hình lớn thưởng thức Tạ Vĩ Đình biểu diễn. Mặc dù như thế không ít người cũng đã kích động đến cuồng loạn. Hoa Trục Nguyệt theo âm nhạc vũ động, mặc dù kinh doanh bên trên gặp một chút phiền toái, nhưng là cái này không tổn hao gì tại tâm tình của nàng, Hứa Thuần Lương đi bưng hai chén rượu tới. Hoa Trục Nguyệt nói, thực là không tồi, tiếp tục như vậy rượu của chúng ta khoảng cách đóng cửa không xa. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt uống một hớp rượu, cười tủm tỉm nói với nàng, người không sợ ta hướng bên trong hạ dược. Hoa Trục Nguyệt lườm hắn một cái, cho là hắn cái này trò đùa mở không đúng lúc, biết rõ Seven Star tao ngộ phiền phức còn như thế nói, bị tổn thương miệng sát muối ý tứ. Hứa Thuần Lương nói,
ngươi nói có phải hay không là đối thủ cạnh tranh làm ra? Hoa Trục Nguyệt lắc đầu, mặc dù Hà Đông cùng Lam Tinh là đối thủ cạnh tranh, mà dù sao cùng thuộc Lan Hoa Môn, Cơ Bộ Diêu là Lan Hoa Môn môn chủ, Phan Thiên Hóa còn không có lá gan lớn như vậy tại bọn hắn chàng tử náo ra án mạng a. Hoa Trục Nguyệt vẫn luôn đang điều tra, Hà Đông trong khoảng thời gian này tiểu động tác không ngừng, đào đi Lam Tinh không ít cốt cán, tại trong thương trường thủ đoạn như vậy cũng không tươi gặp, nếu như không phải Cơ Bước ngăn cản, Hoa Trục Nguyệt đã sớm đối Lữ Ngọc Mạch chi lưu động thủ. Chính là Cơ Bộ Diêu mặc kệ, mới đưa đến Lam Tinh nhân tài không khô mất, nàng thực sự làm không rõ ràng, Cơ Bộ Diêu vì sao muốn đối Phan Thiên Hóa như thế nhượng bộ. Chẳng lẽ hắn có nhược điểm gì bị Phan Thiên Hóa giữ tại tay bên trong? Cho nên mới lựa chọn ẩn nhẫn không phát. Tạ Vĩ Đình biểu diễn kết thúc về sau, Phan Vệ Đông đi vào trên sân khấu nói chuyện, hắn đêm nay phá lệ đắc ý, lòng tin tràn đầy nói, cảm tạ các vị khách quý đêm nay đến, chúng ta Hà Đông tập đoàn luôn luôn tận sức tại chế tạo nước bên trong đỉnh cấp giải trí, OMMIA là chúng ta đỉnh cấp quán bar, ở chỗ này, mọi người có thể hưởng thụ được cấp cao nhất hoàn cảnh, cấp cao nhất ánh đèn, cấp cao nhất biểu diễn, cấp cao nhất phục vụ. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Phan Vệ Đông trong đám người tìm tới Hoa Trục Nguyệt, cười nói, ta có thể cam đoan, tại chúng ta OMMLA, các ngươi có thể có được nhất toàn diện an toàn bảo hộ, các ngươi cứ yên tâm to gan đi hưởng thụ, đi phóng thích bằng hữu, thỏa thích cảm thụ OMMIA cuồng nhiệt, không bị cản trở, mộng ảo ban đêm đi. Tiết tấu nhiệt liệt huyết mạch sôi sục tiếng âm nhạc vang lên, Tạ Vĩ Đình xuất lĩnh 4 tên da trắng mỹ mạo xinh đẹp nữ lang lại lần nữa leo lên sân khấu, hét lớn, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, thiêu đốt máu của ngươi, cùng ta cùng một chỗ tiến vào cuồng nhiệt đêm. Tiếng âm nhạc tiếng hoan hô đan vào một chỗ, hiện trường khách quý cánh tay theo âm nhạc múa. Hoa Trục Nguyệt cũng theo thiết tấu bãi động thân thể, gợn sóng chập trùng có chút xinh đẹp. Nàng đem Hứa Thuần Lương chén rượu cầm lấy để ở một bên, hai tay khoác lên đầu vai của hắn, dạy hắn như thế nào nhảy múa, nhập ra tùy tục, chính xem người khác ưu tú cũng không có gì không tốt. Hứa Thuần Lương nói. Ngày cuồng có mưa, người cuồng có hỏa. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, một đôi mắt đẹp nhìn qua Hứa Thuần Lương con mắt, ngươi không nói ta đều quên, ngươi ở kinh thành OMMIA cửa quán ba đánh qua người. Hứa Thuần Lương nói, Phan Vệ Đông cháu trai này để cho người ta làm ngụy chứng, ta kém chút bị cảnh sát cho làm đi vào. Hoa Trục Nguyệt nói, sự tình đều đi qua, ngươi cũng êm đẹp, cũng đừng nhớ ở trong lòng. Hứa Thuần Lương mặc dù rất có bản lĩnh, nhưng là lấy lực lượng một người cùng toàn bộ Hà Đông tập đoàn đối kháng cũng không sáng suốt, Hoa Trục Nguyệt cũng là vì hắn suy nghĩ. Hứa Thuần Lương nói, ta lúc đầu ngược lại là nghĩ khoan dung độ lượng lấy ơn báo oán đâu, nhưng đêm nay cháu trai này trước mặt nhiều người như vậy nói móc ngươi, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hoa Trục Nguyệt cười nói, ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ta mình có thể xử lý. Hứa Thuần Lương nói, cái này nhưng không phải do ngươi. Ngươi muốn làm sao xử lý? Hoa Trục Nguyệt mặc dù là cái nữ cường nhân, từ không nghĩ tới qua muốn đi phụ thuộc nam nhân, nhưng là Hứa Thuần Lương muốn vì nàng ra mặt, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Hứa Thuần Lương từ trong túi lấy ra một con màu đen N95 khẩu trang trợ giúp Hoa Trục Nguyệt đeo lên, Hoa Trục Nguyệt hơi kinh ngạc, không biết hắn đang làm cái gì, hít vào một hơi, cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hoa lan hương. Hứa Thuần Lương cũng làm một con đeo lên, cười tủm tỉm nói, nơi này trùng tu không lâu. Bên trong formaldehyde hương vị quá nặng, vẫn là làm chút phòng hộ, phòng ngừa chu đáo. Trên sân khấu Tạ Vĩ Đình chính kích tình bắn ra bốn phía bên cạnh nhảy bên cạnh hát thời điểm, bỗng nhiên nghe được một cỗ mùi thối, cái này mùi thối để hắn kém chút không có tắt thở đi, vốn cho rằng là bạn nhảy không nín được thả cái rắm, nhưng nhìn đến bạn nhảy một cái khuôn mặt vặn vẹo dáng vẻ, đoán chừng cũng giống như hắn ngửi thấy mùi thối. Bốn tên bạn nhảy cũng đủ chuyên nghiệp, tại loại tình huống này vẫn có thể kiên trì khiêu vũ. Nhìn lẫn nhau, trong lòng suy nghĩ đến cùng là ai thả. Trung tâm Tạ Vĩ Đình cũng đang hoài nghi liệt kê, đi qua cũng phát sinh qua loại này trạng huống, nhưng là lại thối biểu diễn cũng muốn tiếp tục, còn phải miễn cưỡng vui cười, giả ra rất hưởng thụ dáng vẻ. Băng khô kiến tạo sương mù mang theo mùi thối hướng bốn phía tỏ khắp, hiện trường khách quý cùng kêu lên reo hò, nhưng hoan hô không bao lâu liền tạm ngừng, cơ hồ tất cả mọi người ngửi thấy mùi thối. Cái này mùi thối thật sự là quá đặc biệt. Tựa như là hôi nách thêm cả rốt hỗn hợp cây thì là phấn hương vị, ở giữa chi dục ọe. Trên sân khấu sương mù tán đi, Tạ Vĩ Đình cùng bốn tên bạn vũ nữ múa cột đã không để ý dáng vẻ bưng kín cái mũi, cái này kích thích tính hương vị đã để bọn hắn bắt đầu rơi lệ, Tạ Vĩ Đình thầm mắng, cái này mẹ nó là ai?
ta cha ra nhất định phải mở nàng. Bốn tên bạn vũ nữ múa cột cũng rất vô tội, các nàng tận lực rời đi Tạ Vĩ Đình xa một chút, lại không dám rời đi sân khấu. Tạ Vĩ Đình người này có hôi nách, cho nên bình thường hắn thích xịt nước hoa, nhưng là đã đi qua hương vị không có như thế lớn a. À. Chẳng lẽ hôm nay múa lực toàn bộ triển khai, mùi thối cũng phá lệ mãnh liệt. Các nàng rất nhanh phát hiện Tạ Vĩ Đình dưới chân có hai con màu vàng sinh vật, bọn chúng đứng ở đó, tựa hồ bị điên cuồng hiện trường dọa sợ, lại tựa hồ đang hưởng thụ cái này điên cuồng kích thích tràng diện. Tạ Vĩ Đình lúc này mới lưu ý đến bên người sinh vật, hắn phản ứng đầu tiên là chuột, bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được cái này căn bản không phải chuột, mà là chồn. Hiện trường DJ còn không biết trên sân khấu đến cùng xảy ra chuyện gì, một vị là Tạ Vĩ Đình quên từ sự tình phát sinh ở lưu lượng minh tinh trên thân rất bình thường, dù sao bọn hắn cũng không phải rất chuyên nghiệp. Cứu chàng như cứu hỏa, DJ bắt đầu phóng túng kịch liệt hơn vũ khúc. Hai con chồn liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đối Tạ Vĩ Đình thả một cái giấm. 4. Tạ Vĩ Đình bị chấn động đến một hơi không có đi lên, thẳng tắp ngã xuống trên sân khấu. Cuống quýt chạy tới bảo an lúc này mới nhìn đến trên sân khấu chồn, bọn hắn xông lên đi bắt, hai con chồn lấy kinh người nhanh hư ẩn nấp xuống sân khấu. Từ các ngõ ngách mấy chục cái chồn tại cuồng nhiệt vũ khúc bên trong vọt ra, bọn chúng chạy trốn tứ phía, vừa đi vừa về va chạm, chạy quá trình bên trong không ngừng phóng thích ra bọn chúng độc môn sinh hóa vũ khí. Trong lúc nhất thời cả cái quầy rượu bên trong mùi thối minh ngày, mấy tên trang điểm lộng lẫy mỹ nữ đã bị kiếm được tắt thở đi. Mới vừa rồi còn vong tình múa khách quý nhóm từng cái chạy tứ tán bốn phía, quán ba là cái tương đối phong bế không gian không khí khuyết thiếu lưu thông, mùi thối trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tiêu tán, cả cái quầy rượu bên trong đều tràn đầy thối hoắc hương vị. Hoa Trục Nguyệt mang theo khẩu trang, Hứa Thuần Lương trước đó ở bên trong thả hương liệu thiếp phiến, cho nên người không thấy mùi thối. Hứa Thuần Lương cũng cất giấu khẩu trang tại chuyện xảy ra trước đó đã lặng yên hướng cửa chính thối lui, một bên lui lại. Một bên lấy người đứng xem góc độ thưởng thức loạn thành một bầy hiện trường. Phan Vệ Đông chịu đựng mùi thối chỉ huy bảo an đi xua đuổi chồn, đột nhiên cảm giác một con lông xù đồ vật chui vào hắn ống quần, Phan Vệ Đông kêu rên nói, nhanh, nhanh tới giúp ta. Con kia chồn thế mà tại hắn trong đúng quần thả cái rắm, hai tên tới gần hỗ trợ bảo an bị chấn động đến hai mắt rơi lệ, cũng không phân rõ đánh rắm chính là chồn vẫn là Phan Vệ Đông. Hoa Trục Nguyệt nhìn Hứa Thuần Lương một chút, không cần hỏi. Đạo diễn cái này ra nháo kịch chính là hắn không thể nghi ngờ, Hoa Trục Nguyệt mặc dù biết hắn bản lĩnh lớn, nhưng vẫn là không nghĩ ra, hắn là thế nào lấy được mấy chục con chồn, mà lại những này chồn sẽ nghe theo chỉ huy của hắn, đại náo OMMIA quán ba, toàn bộ quá trình giống như quá ma huyễn một chút. Bọn hắn đã thối lui đến cửa chính, lúc này bị mùi thối cần hoài nghi nhân sinh khách quý nhóm cũng tranh nhau chen lấn hướng đại môn trốn đến, đi đầu một bước Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Hoa Trục Nguyệt bả vai. Nhắc nhở nàng thừa dịp không có tạo thành chen chúc trước đó mau chóng rời đi, trễ một bước nữa cửa chính liền sẽ kín người hết chỗ. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt một trước một sau rời đi quán bar, vừa tới cửa, sau lưng khách quý đã chen chúc mà tới, trước cửa loạn thành một bầy. Đồng thời sớm sẽ ở cửa chờ đợi thần tượng Tạ Vĩ Đình đám fan hâm mộ thừa dịp hỗn loạn vào bên trong vọt vào, bọn hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhìn thấy người ra bên ngoài thoát đi, còn tưởng rằng thần tượng gặp phải phiền toái. Từng cái nhiệt huyết xông lên đầu, xông đi vào muốn bảo vệ bọn hắn yêu đậu. Hai cỗ đám người tại chỗ cửa lớn chính diện gặp lại, người ở bên trong căn bản không trốn thoát được ngược lại bị những cái kia cuồng nhiệt bánh phở một lần nữa đẩy về trong quán rượu. Hứa Thuần Lương che chở Hoa Trục Nguyệt đã đi tới trống trải địa phương, nhìn thấy những cái kia bánh phở che già măng mọc vọt vào, Hứa Thuần Lương cảm thán nói, thật nhiều hình người tịnh hóa khí, mấy chục con hoàng đại tiên tiên khí thật không đủ bọn hắn hút. Một. Hoa Trục Nguyệt nhìn không được bật cười, lấy xuống khẩu trang, giận trách, người a, thật sự là ý định quỷ quái gì cũng có thể nghĩ ra được. Hứa Thuần Lương cũng lấy xuống khẩu trang, không quan hệ với ta vừa nói qua, ngày cuồng có mưa, người cuồng có họa, người ta Hoàng Đại Tiên đều không quen nhìn hắn cái kia thể trương bộ dáng. Hắn nhắc nhở Hoa Trục Nguyệt, hiện tại hẳn là hướng phòng cháy, trị an, bảo vệ môi trường các ngành khiếu nại, OMMIA quán ba tồn tại quá nhiều an toàn tai họa ngầm. Nếu như không tiến hành chỉnh đốn và cải cách là xảy ra đại sự. Cái này không gọi bỏ đá xuống giếng, đây là một cái công dân tốt ứng tận trách nhiệm, nếu như Hoa Trục Nguyệt không chịu làm, hắn không ngại đánh mấy điện thoại. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi phí nhiều ý nghĩ như vậy cho ta xuất khí, ta có phải hay không đến khao ngươi a? Hoa Trục Nguyệt sóng mắt lưu chuyển nói, thịt thường đi. 2.
Hứa Thuần Lương có chút thụ sủng nhược kinh, tỷ, có phải hay không long trọng điểm? Hoa Trục Nguyệt nũng nịu cười nói, đừng nghĩ sai, mời ngươi ăn Đông Bắc thịt nướng. 1. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bụng nói, ngày mai đi. 2. Trần Vi Vi đưa đến bệnh viện trước đã đình chỉ hô hấp, nàng bởi vì kinh sợ quá độ, vô ý từ lan can trên thang máy lăn xuống đi nửa đường liền bẻ gãy cổ, đưa đến phụ cận Trường Hưng bệnh viện, bác sĩ phán đoán nàng đã không có sinh mạng thể trinh, lúc này tuyên cáo tử vong. Dương Mộ Lâm nghe nói tin tức này về sau dọa đến hồn phi phách tán, miệng bên trong không ngừng giải thích, ta cùng chuyện này không quan hệ, ta liền cũng không đụng tới nàng một chút. Lý Trung tức giận đến chỉ vào Dương Mộ Lâm cái mũi nói, không sao. Ngươi dám nói thêm câu nữa không quan hệ, ta nhìn tận mắt ngươi ở phía sau truy Trần Vi Vi, nếu như không phải ngươi đuổi theo, nàng làm sao lại trốn. Dương Mộ Lâm nói, ta chưa thấy qua nàng, nàng hại anh ta, cho nên ta đi tìm nàng muốn thuyết pháp, nàng gặp ta trốn là bởi vì nàng hại chết anh ta, nàng có tật giật mình. Lục Kỳ cũng là nổi giận trong bụng, chuyện này quá uất ức. Là hắn lực bài chúng nghị quyết định trước thả Trần Vi Vi rời đi, cái này mới rời khỏi cục cảnh sát không đến một giờ người liền chết, đối với chuyện này hắn là muốn nhận gánh trách nhiệm. 2. Lục Kỳ cả giận nói, ngươi nghe ai nói nàng hại ca của ngươi? Dương Mộ Lâm đem tin tức nơi phát ra nói, một mực chắc chắn là Tạ Xuân Lôi nói với mình. Dương Mộ Lâm bàn giao tiền căn hậu quả về sau, thận trọng nói, cảnh sát, ta đem sự tình đều nói rõ, nàng là mình đạp hụt trượt chân ngã chết. Không quan hệ với ta, các ngươi có phải hay không có thể thả ta đi? Lục Kỳ nói, không thể. Hắn để đồng sự trước tiên đem Dương Mộ Lâm cho mang đi, coi như Dương Mộ Lâm không có sát tâm, hắn truy đuổi cũng là dẫn đến Trần Vi Vi tử vong nguyên nhân chủ yếu, đối với chuyện này khẳng định phải truy cứu trách nhiệm của hắn. Lý Trung vỗ vỗ Lục Kỳ bả vai, đề nghị đi bên ngoài thấu khẩu khí. Hai người tới mái nhà sân thượng Lý Trung đưa cho hắn một điếu khói giúp hắn đốt. Lục Kỳ hít một hơi thuốc lá, viết một câu, mẹ nó. Lý Trung an ủi hắn nói, sự tình đến loại tình trạng này, người sinh khí cũng là vô dụng, trách ta không có kịp thời ngăn lại Dương Mộ Lâm, nếu như ta sớm một chút khống chế lại hắn có lẽ bi kịch liền sẽ không phát sinh. Lục Kỳ nói, không trách ngươi, là ta đề nghị để Trần Vi Vi trở về. Trên một điểm này hắn cảm giác sâu sắc áy náy, nếu như hắn đồng ý những đồng nghiệp khác ý kiến, tướng Trần Vi Vi giam tiếp tục thân ở giữa. Cũng sẽ không phát sinh cái này. Ra bi kịch. Lý Trung nói, Dương Mộ Lâm cùng Dương Mộ Phong là song bào thai, hai vóc người cơ hồ giống nhau như đúc. Hẳn là hắn đột nhiên xuất hiện đem Trần Vi Vi cho dọa, ta đoán chừng Trần Vi Vi còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Lục Kỳ nói, loại lời này cũng không phải chúng ta cảnh sát có thể nói ra được, Trần Vi Vi cùng Dương Mộ Phong nhận biết lâu như vậy chẳng lẽ đối gia đình của hắn tình trạng hoàn toàn không biết gì cả. Lý Trung nói, lại không là lão bà của hắn. Nam nhân kia không có điểm bí mật a, lại nói Trần Vi Vi cảm thấy hứng thú chính là Dương Mộ Phong tiền, đối với hắn người nhà căn bản không hề hứng thú. Lục Kỳ nhẹ gật đầu. Lý Trung nói, bản án có phải hay không phiền toái? Trần Vi Vi cái chết tất cả manh mối đều bên trong gãy mất. Lục Kỳ nói, ta cảm thấy điều tra trọng điểm không tại Trần Vi Vi mà tại Dương Mộ Phong. Điện thoại di động của hắn vang lên, Lục Kỳ nhìn thoáng qua, tiếp thông điện thoại nói, đầu nhi. Lý Trung biết điều đi đến một bên, chờ Lục Kỳ nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy sắc mặt của hắn không vui, đoán được hắn 89 phần 10 bởi vì Trần Vi Vi chết bị phê bình, thấp giọng nói, nếu không ta đi tiền thối lại mà giải thích một chút. Lục Kỳ lắc đầu nói, cấp trên để Trần đội đến phụ trách vụ án này. Lý Trung vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị an ủi, Lục Kỳ hiển nhiên bởi vì Trần Vi Vi chết bị truy trách, cấp trên đã đem hắn đá ra vụ án này. OMMIA quán ba khai trương sự kiện bại lộ rất nhiều an toàn tai họa ngầm, tại cuối cùng mê ca nhạc chen chúc tiến vào quầy rượu quá trình bên trong, có 3 người bị chen tổn thương nằm viện, mặc dù hiện trường không người tử vong, nhưng vẫn là đưa tới tương quan bộ môn tỉnh táo. Liên hệ đến đây trước đó không lâu Seven Star quán ba đầu độc án giết người, chủ quản bộ môn quyết định tại Tết Xuân trước tại toàn thành phố phạm vi bên trong tiến hành một lần liên hợp chấp pháp an toàn lớn kiểm tra, lần này kiểm tra thừa hành lấy một xem cùng nhân. Tra đến cùng nguyên tắc đối tổn đang vấn đề chỗ ăn chơi kiên quyết quan ngừng chỉnh đốn và cải cách. Seven Star dù sao không có ý định năm trước khai trương, nguyên bản làm tốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm trước khách hàng OMMIA vừa mới khai trương, liền trở thành trong thành phố sửa trị trọng điểm, thậm chí so cái trước đạt được càng nhiều chú ý. Chủ thư ký tại năm trước an toàn trong hội nghị đặc địa nâng lên tràng sở giải trí vấn đề an toàn, yêu cầu công an,
cảnh sát giao thông, phòng cháy, bảo vệ môi trường, tư pháp, công thương các loại 9 bộ cửa thành lập tổng hợp đội chấp pháp, đối xảy ra vấn đề đơn vị tìm căn nguyên tố nguyên. Tra xảy ra vấn đề chỉ là bước đầu tiên, còn muốn đào sâu vấn đề sinh ra nguyên nhân, chẳng những muốn tra ra trực tiếp người có trách nhiệm, còn muốn truy tra ngành tương quan phê duyệt nhân viên trách nhiệm. Lần này trong thành phố thật sự quyết tâm, Chu thư ký nhất là đối hệ thống công an gần đây công việc rất không hài lòng. Trần Cục tại nội bộ trong hội nghị bị phê đến đầy bụi đất, nhưng là hắn cũng không thể nói gì hơn, liên tiếp hai ngày ra hai khởi án mạng, cũng đều phát sinh ở Đông Châu trung tâm thành phố, hắn có lửa chỉ có thể xông lấy thủ hạ phát. Lục Kỳ rất không may gánh chịu cái này hành sự bất lực trách nhiệm, nguyên bản từ hắn phụ trách bản án không thể không giao cho người khác, cấp trên để hắn tạm thời cách chức kiểm tra. Lục Kỳ cũng là một bụng phiền muộn, ban đêm rời đi phân cục thời điểm, rất muốn tìm cá nhân tâm sự. Hắn nghĩ tới Hứa Thuần Lương, thử cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương chính cùng Hoa Trục Nguyệt tại khu công nghệ cao ha ha thịt nướng, ăn thịt nướng uống vào bia. 1. Lục Kỳ đón xe đến lúc đó, Hoa Trục Nguyệt nghe nói hắn đến đây, để cho người ta đổi căn phòng nhỏ một lần nữa mang thức ăn lên. Lục Kỳ nói, ta không có quấy rầy các ngươi à. Hoa Trục Nguyệt cười nói, hai huynh đệ các ngươi trò chuyện, ta cái này liền đi. Lục Kỳ nói, ngươi không cần né tránh, dù sao nói chuyện sự tình cùng ngươi cũng có quan hệ. Hứa Thuần Lương mở cho hắn chai bia, lại nghĩ tới hắn khả năng tại trong lúc công tác, có thể uống sao. Lục Kỳ cầm lên mình đổ đầy, một hơi uống một ly lớn. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn cảm xúc có chút thất lạc, quan tâm đem một khối vừa mới nướng xong thịt ba chỉ kẹp đến hắn trong mâm. Lục Kỳ ăn xong thịt ba chỉ, bưng ly rượu lên nói, ta tự phạt một chén a. Tấn tấn tấn. Lại cạn một chén. Hứa Thuần Lương nhỏ giọng nhắc nhở hắn, các ngươi không phải có cấm rượu khiến sao? Lục Kỳ nói, cấp trên cho ta nghỉ, tạm thời cách chức kiểm tra. Hứa Thuần Lương nở nụ cười. Lục Kỳ nói, ngươi cười cái rắm a, cười trên nỗi đau của người khác, là người sao? Hoa Trục Nguyệt nói, ta đứng lại ngươi một bên, Hứa Thuần Lương, làm người muốn thiện lương, nhưng không cho mình khoái hoạt xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, ngươi lời nói này, ta hiện tại cũng là tạm thời cách chức kiểm tra trạng thái bên trong, ta cười là bởi vì chúng ta hai anh em đồng bệnh tương liên. Lục Kỳ lúc này mới nhớ tới hắn hai ngày trước liền tạm thời cách chức kiểm tra sự tình, quả nhiên bọn hắn là đồng bệnh tương liên, trong lòng dễ chịu nhiều, xem ra hai người không may so một người đổ cần dễ chịu. Hứa Thuần Lương giơ ly rượu lên nói, vì hai anh em ta đồng bệnh tương liên. Lục Kỳ lập tức hưởng ứng. Hoa Trục Nguyệt cũng giơ chén rượu lên, tăng thêm ta, chúng ta tổng giám đốc đối ta hiện tại cũng rất không hài lòng, ta đoán chừng hai ngày này liền muốn để cho ta tạm thời cách chức kiểm tra, chúng ta ba đều là đồng bệnh tương liên. Lục Kỳ cùng bọn hắn đụng chén rượu, ba người cùng cạn ly rượu này. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại tâm tình có phải hay không tốt hơn nhiều. Lục Kỳ nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương hướng Hoa Trục Nguyệt nói, nhìn xem. An ủi người khác biện pháp tốt nhất chính là chứng minh ngươi so với hắn còn muốn không may. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười. Lục Kỳ cũng cười, khoan hãy nói cái này thịt ba chỉ không tệ, lại cho ta đến một khối. Hoa Trục Nguyệt nói, bông tuyết thịt bò càng tốt hơn, các ngươi trò chuyện, ta trước nướng bên trên. Hứa Thuần Lương nói, là không phải là bởi vì Seven Star bản án. Lục Kỳ thở dài, hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chân chính để hắn buồn bực cũng không phải là bản án bản thân, mà là Trần Vi Vi chết, cho tới bây giờ hắn đều không qua được đạo khảm này, hắn cho rằng nếu như không phải sáu. Mình làm ra phóng thích Trần Vi Vi quyết định, nàng có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Hứa Thuần Lương nói, Lục ca, không phải ta nói ngươi a, có một số việc ngươi đừng hướng trên người mình mù dọn dẹp. Trần Vi Vi chết đơn thuần ngoài ý muốn, coi như truy trách cũng là Dương Mộ Phong huynh đệ phải chịu trách nhiệm, cùng ngươi không có đóng hệ. Hoa Trục Nguyệt cũng nghe nói chuyện này, nàng tướng nướng xong thịt bò điểm một chút, phá án phương diện ta là ngoài nghề, bản không có quyền phát ngôn gì, nhưng chuyện này đã phát sinh ở rượu của chúng ta đi, ta vẫn còn muốn nói vài lời. Lần này tới chúng ta cửa quán bà bầy hoa đồ người gây chuyện bên trong cũng không có vợ của hắn hài tử, mà là huynh đệ của hắn phụ mẫu, theo ta được biết, Dương Mộ Phong cùng trong nhà tình cảm không tốt, khi còn sống cũng rất ít liên lạc bọn họ mục đích đúng là nghĩ phải bồi thường. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng phi thường rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tạm thời cách chức cũng chỉ là tạm thời sự tình, lấy năng lực của ngươi phá vụ án này còn không dễ dàng,
hiện tại loại này loạn thất bát tao tình trạng, để ngươi tạm thời lui ra ngoài ngược lại là chuyện tốt, chính đương sự mê ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ngươi lấy người đứng xem góc độ nhìn vụ án này nói không chừng nhìn càng thêm rõ ràng. Hoa Trục Nguyệt nói, ta đề nghị chúng ta tạm thời quên vụ án này, vô luận sự tình biến thành bộ dáng gì, sinh hoạt tổng phải tiếp tục, mọi người cùng cạn một chén. Đêm đó ba người uống đến đều rất tận hứng, nhanh lúc kết thúc, Phu Lị tới đón Lục Kỳ, Hứa Thuần Lương giúp đỡ đem đã uống say Lục Kỳ nhét vào trong xe, Phu Lị hướng hắn cười nói, đêm nay nhờ có ngươi khuyên bảo hắn, muốn không muốn ta đưa các ngươi trở về. Nàng đoán chừng hai người bọn họ 8-9 phần 10 còn có tiết mục. 2. Hứa Thuần Lương khoát tay áo nói, các ngươi đi về trước đi. Hoa Trục Nguyệt phụ trách tính tiền, ra tới chậm một chút, nhìn thấy người đã đi, cười nói, cái này Lục Kỳ, cũng không thuận đường mang hộ chúng ta một đoạn. Hứa Thuần Lương nói, trên thế giới này hơn phân nửa nam nhân đều là trọng sắc khinh hữu, giống ta dạng này giảng cứu cũng không nhiều, ngươi ở chỗ nào a? Ta đưa ngươi. Hoa Trục Nguyệt nói, phố cũ bên kia hoa gian đường, dứt khoát sắt đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tàu điện ngầm thẳng tới phố cũ, lại hướng phía trước hai trạm chính là nhà hắn. Hai người hướng tàu điện ngầm miệng đi đến, đi không có mấy bước, Hoa Trục Nguyệt điện thoại di động vang lên, cầm lấy xem xét là cái lạ lẫm điện thoại. Hoa Trục Nguyệt tưởng rằng điện thoại quấy rầy, phủ lên về sau, điện thoại lại kiên nhẫn vang lên, lần này nàng nhận nghe điện thoại. Một cái âm trầm thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt sửng sốt một chút, ngươi là ai? Kỳ thật nàng đã từ thanh âm của đối phương nghe được ra hắn là Vũ Viên Nghĩa. Lần trước bởi vì trợ giúp Hứa Thuần Lương truy tra hổ cốt góc phòng hạ lạc, bọn hắn trước hướng Hạ Bi Vũ thôn thần nông thuốc đông y trồng căn cứ, cùng bí môn chuyên môn xử lý chợ đen dược liệu buôn bán Vũ Viên Nghĩa giao dịch, không khéo Vũ Viên Nghĩa là Hoa Trục Nguyệt cừu gia, hắn trong lòng có đoán nhi tử chết tính tại Hoa Trục Nguyệt cùng Lam Tinh tập đoàn trên thân. Đặt bẫy ra hại Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương, may mắn Hứa Thuần Lương chí dũng song toàn liên thủ Hoa Trục Nguyệt chạy ra căn cứ. Vũ Viên Nghĩa tại bại lộ về sau tướng chồng căn cứ cho một mồi lửa, từ đó trở đi liền không biết tung tích. Hoa Trục Nguyệt biết Vũ Viên Nghĩa sẽ không dễ dàng buông xuống kia đoạn thù cũ, sớm tối sẽ còn trả thù. Vũ Viên Nghĩa nói, ngươi không nhớ rõ ta, ta lại quên không được ngươi. Hoa Trục Nguyệt nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thu tay lại, tìm không ai phát hiện địa phương bảo dưỡng tuổi thọ, chừa chút tiền quan tài phương đến kết thúc yên lành. Vũ Viên Nghĩa khặc khặc cười nói, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao bỏ được chết. Tới tìm ta a, Hoa Trục Nguyệt không hề nhượng bộ chút nào. Vũ Viên Nghĩa nói, muốn cho ngươi chết còn không dễ dàng, bất quá ta hiện tại đổi chủ ý, để ngươi chết chẳng phải là tiện nghi ngươi. Hoa Trục Nguyệt hướng một bên đi đến, nàng không muốn Hứa Thuần Lương nghe được mình cùng Vũ Viên Nghĩa đối thoại. Vũ Viên Nghĩa nói, chết cũng không sợ, trơ mắt nhìn xem đối với mình người trọng yếu nhất chết đi, hết lần này tới lần khác mình còn bất lực. Kia mới đáng sợ. Từ khi nhi tử sau khi chết nội tâm của hắn vết thương một mực tại nhỏ máu, về sau quãng đời còn lại đều không thể khép lại. Ngươi muốn làm gì? Vũ Viên Nghĩa nói, ta muốn hủy đi ngươi coi trọng nhất hai người, một cái là Cơ Bộ Diêu, còn có một cái. Hắn dừng lại một chút, chính là bên cạnh ngươi Tiểu Bạch Kiểm. Hoa Trục Nguyệt nội tâm siết chặt đối phương đã cúp điện thoại, nàng hướng bốn phía nhìn lại, Vũ Viên Nghĩa câu nói sau cùng kia để lộ ra một chút tin tức. Hắn liền tại phụ cận. Chung quanh xe tới xe đi, đám người như nước chảy, bốn phía công trình kiến trúc sớm đã là nhà nhà đốt đèn, muốn tìm được một người tựa như mỏ kim đáy biển. Vũ Viên Nghĩa câu nói sau cùng để Hoa Trục Nguyệt có chút thấp thỏm, không bài trừ Vũ Viên Nghĩa có khuếch đại thành phần, nhưng là địch tối ta sáng, Vũ Viên Nghĩa thủ hạ chiêu mộ được một nhóm kẻ liều mạng, cơ bước thân là Lan Hoa môn chủ Lam Tinh tập đoàn tổng giám đốc, nghĩ muốn tới gần hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhưng là nếu như hắn muốn đối phó Hứa Thuần Lương thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng thần sắc có chút dị thường, nói khẽ, có phiền phức. Nếu như hắn biết Vũ Viên Nghĩa đem mình làm Tiểu Bạch Kiểm, chỉ sợ muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Hoa Trục Nguyệt cân nhắc một chút, vẫn là phải nhắc nhở hắn đề phòng một chút, nàng tướng Vũ Viên Nghĩa gọi điện thoại uy hiếp sự tình nói cho Hứa Thuần Lương, bất quá nàng cũng không có ăn ngay nói thật, biến mất Vũ Viên Nghĩa nguyên thoại. Mặc dù Hứa Thuần Lương đối nàng đích xác phi thường trọng yếu. Hứa Thuần Lương nghe nàng nói xong, không khỏi cười lạnh nói, lão vương bát đản này thật đúng là chán sống rồi, sự tình lần trước chúng ta còn không có lo lắng tìm hắn tính sổ sách, hắn lại dám tới tìm chúng ta suối quẩy. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi ngàn vạn không thể lấy khinh thị người này, bì môn làm việc không từ thủ đoạn, Vũ
Vũ Viên Nghĩa một mực xử lý chợ đen dược liệu sinh ý, những năm này tích lũy tài phú cũng khá kinh người, có tiền có thể ma xui quỷ khiến ngươi lần trước cũng nhìn thấy, thủ hạ của hắn tất cả đều là một bang dân liều mạng, ngươi là đồ sứ hắn là mảnh ngói, hắn thông suốt được ra ngoài, cái gì đều có thể không quan tâm. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, coi như mình không quan tâm, nhưng người nhà đâu? Vũ Viên Nghĩa người này thật đúng là một con nổi điên chó ghẻ, dính vào hắn không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Hứa Thuần Lương nói, cùng chờ hắn tìm tới cửa, không bằng chúng ta khai thác chủ động, ta cũng không tin hắn Vũ Viên Nghĩa không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hoa Trục Nguyệt nói, vô luận như thế nào, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, con trai duy nhất của hắn đã chết, nói đến vẫn là ta liên lụy ngươi. Hứa Thuần Lương nói, cùng ta đừng khách khí như vậy, lần kia nếu như không phải ngươi giúp ta, gia gia của ta oan tình cũng không có nhanh như vậy đạt được giải tội. Đúng, tìm tới Vũ Viên Nghĩa mặc dù không dễ dàng, nhưng là tìm tới Bì Môn đệ tử không khó lắm a. Chúng ta trước tiên có thể từ Bì Môn ra tay tìm hiểu nguồn gốc, bức chó nhập nghèo ngõ hẻm. Hoa Trục Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, Hứa Thuần Lương nói đến chưa chắc không phải một cái biện pháp, đối diện Vũ Viên Nghĩa loại này tên điên, chỉ có thể khai thác chủ động. Trần Vi Vi chết không tại Bùi Lâm kế hoạch bên trong, nghe nói nàng tin chết về sau, Bùi Lâm một mực lòng thấp thỏm bất an tình rốt cục bình phục lại, nàng phát hiện Thượng Thiên là đứng tại phía bên mình. Trước mắt Trần Vi Vi là hiểm nghi lớn nhất người, nàng chết liền mang ý nghĩa không có chứng cứ, căn cứ chưa chứng thực tin tức, Trần Vi Vi từ Dương Mộ Phong nơi đó đạt được không chỉ có riêng là 100 vạn. Sáng hôm nay cảnh sát đi Trần Vi Vi trong nhà tiến hành toàn diện điều tra, từ Trần Vi Vi trong nhà lục ra được chế tác hoàn thành thành phẩm cây thầu dầu độc tố, còn tìm được chế tác công nghệ tư liệu. Bùi Lâm có chút hồ đồ rồi, chẳng lẽ Trần Vi Vi cũng giống như mình, cũng đối Dương Mộ Phong sinh ra sát tâm. Hai người liền hạ thủ phương thức đều đã nghĩ đến cùng một chỗ. Trên đời này không có vừa khéo như thế sự tình. Bùi Lâm đã không dám suy nghĩ nhiều, tướng hết thảy tất cả đều quy kết làm trời cũng giúp ta, có lẽ Thượng Thiên đáng thương nàng tao ngộ, cho nên giúp nàng đào thoát pháp võng, để nàng trong bụng hài tử không đến mức vừa ra đời liền mất đi mẫu thân. Bùi Lâm âm thầm làm ra quyết định, nếu như lần này mình bình an vượt qua lần này kiếp nạn, như vậy cuộc sống sau này nàng tướng đem hết khả năng làm nhiều việc thiện, dùng một đời đến chuộc tội. Hoa Niên lớn khỏe mạnh đứng trước nghiêm trọng nhân viên thiếu, Chiêu Hiền nạp sĩ đã lửa xém lông mày. Bùi Lâm tại trong lúc nguy cấp đứng ra xung làm cái này đội viên cứu hỏa, nàng muốn cho Hứa Thuần Lương về đến giúp đỡ, lại bị Hứa Thuần Lương qua loa đi qua. Thông báo tuyển dụng quảng cáo cũng đánh ra ngoài, có trọng thưởng tất có dũng phu. Có thể là liền muốn ăn Tết nguyên nhân, đến đây nhận lời mời người không nhiều, quảng cáo đánh đi ra 2 ngày, tới nhận lời mời chỉ có 1 cái, để Bùi Lâm khóc cười không được chính là, cái này tên là Vũ Pháp Quân ứng viên chỉ là tề lỗ thuốc khoa đại học sinh viên chưa tốt nghiệp, bọn hắn yêu cầu thấp nhất trình độ là thạc sĩ. Nhưng là cái này Vũ Pháp Quân phi thường chấp nhất, đưa ra nghĩ gặp mặt Bùi Lâm, tin tưởng năng lực của hắn có thể để Bùi Lâm hạ thấp trình độ tiêu chuẩn. Bùi Lâm 2 ngày này tâm thần không yên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, suy nghĩ lung tung còn không bằng tìm một chút chuyện làm, thế là đáp ứng gặp Vũ Pháp Quân một mặt. Vũ Pháp Quân năm nay 28 tuổi, bởi vì màu da đen nhánh, cho nên nhìn muốn so với tuổi thật lớn. Bùi Lâm nhìn một chút Vũ Pháp Quân lý lịch, người tại Ân Hằng chế dược làm việc qua. Vũ Pháp Quân nhẹ gật đầu, trước sau ở nơi đó công tác 2 năm, cơ hồ mỗi cái cơ sở cương vị ta đều quen thuộc. Ngươi thật giống như chưa làm qua quản lý công việc, nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu chúng ta thông báo tuyển dụng quảng cáo, ngươi hẳn phải biết chúng ta lần này cần phải là nhân viên quản lý. Vũ Pháp Quân nói, ta đối năng lực của mình có lòng tin. Bùi Lâm nở nụ cười, chỉ có lòng tin là không đủ, chúng ta muốn được là kinh nghiệm, nhất là quản lý kinh nghiệm. Vũ tiên sinh không có ý tứ, ngươi cũng không phù hợp chúng ta dùng người yêu cầu. Vũ Pháp Quân mỉm cười nói, ngươi làm sao không hỏi ta am hiểu cái gì? Bùi Lâm nói, ta không có hứng thú, nàng đang muốn hạ lệnh trục khách thời điểm. Vũ Pháp Quân nói, trong văn phòng không có giám sát a. Bùi Lâm sửng sốt một chút, nàng tiếp cận Vũ Pháp Quân, mình đi qua chưa bao giờ thấy qua người này, hắn rõ ràng đang ám chỉ mình cái gì. Vũ Pháp Quân nói, hẳn là không có, ta là thuốc bách khoa học tốt nghiệp, ta am hiểu chế tác đủ loại dược liệu, nhất là. Hắn hạ giọng nói, giết người ở vô hình độc dược. Bùi Lâm một gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt không có huyết sắc, nàng ý thức được sự tình trở nên không ổn, đối phương đến có chuẩn bị. Vũ Pháp Quân nói, Seven Star dạng này quy mô quán bar, giám sát xảy ra vấn đề xác suất rất nhỏ, có người ngay đầu tiên liền phát hiện vấn đề.
hắn móc ra điện thoại di động của mình, ấn mở video đặt ở Bùi Lâm trước mặt. Bùi Lâm nhìn qua video, trong video nữ nhân một bên hôn xó xỉnh bên trong nam nhân, một bên thừa dịp hắn không sẵn sàng hướng chén rượu bên trong tăng thêm một vài thứ. Nam nhân giãy giụa lấy, nữ nhân dùng tay che miệng của hắn. Bùi Lâm trong đầu trống rỗng, nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, phảng phất có một đôi tay vô hình giữ lại cổ họng của nàng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nàng cuối cùng vẫn là bại lộ. Bất quá Bùi Lâm cũng không có triệt để từ bỏ chống lại, cho dù sự thật bày ở trước mặt, nàng cũng sẽ không thừa nhận tội ác. Mà lại đối phương nếu như muốn khuếch trương chính nghĩa, đoạn video này liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình, hắn hẳn là tìm đến không phải mình mà là cảnh sát. Mà mình cũng không cách nào an nhiên ngồi ở chỗ này. Bùi Lâm đầu tiên nghĩ đến là dọa dẫm, đối phương nhất định là thông qua đoạn video này đến dọa dẫm mình, hắn muốn tiền. Bùi Lâm đưa điện thoại di động còn đưa đối phương, người muốn cái gì? Vũ Pháp Quân mỉm cười nói, người thật giống như không nên căm thù ta, người hẳn là lần đầu tiên làm như vậy đi, mặc dù kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, nhưng là tại cụ thể áp dụng quá trình bên trong vẫn là lưu lại không ít chỗ sơ suất. Như quả bên người có một cái kinh nghiệm phong phú người hỗ trợ hoặc là chỉ đạo liền tốt, bất quá lần thứ nhất làm thành dạng này đã rất xuất sắc, lần sau khẳng định sẽ càng hoàn mỹ hơn. Hắn phảng phất tại đàm luận một cái trò chơi, không có chút nào tướng giết người xem như là một loại tàn nhẫn sự tình. Bùi Lâm trong lòng âm thầm run rẩy, cái này Vũ Pháp Quân rốt cuộc là ai? Hắn nghĩ muốn bao nhiêu? Đoán chừng cũng là một cái thiên văn sổ tự, Bùi Lâm lần nữa sinh ra sát ý, nhưng là nàng rõ ràng. Mình không thể nào diệt trừ đối phương. Vũ Pháp Quân dừng lại một chút, lễ phép thỉnh cầu nói, Bùi tiểu thư có thể cho ta đổ chén trà nóng sao? Bùi Lâm mím môi, nàng cố nén sợ hãi cùng khuất nhục, đứng dậy là Vũ Pháp Quân rót chén trà, nàng có loại bị đối phương lột sạch cảm giác, tại Vũ Pháp Quân trước mặt không chỗ che thân. Vũ Pháp Quân tiếp nhận ly kia trà đạo, cây thầu dầu độc tố mặc dù rất lợi hại, nhưng là trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả. Cây thầu dầu độc tố có thể từ cây thầu dầu tử bên trong rút ra, loại thực vật này protein kỳ độc tính là thạch tín mấy ngàn lần, là rắn hổ mang độc tố gấp 3, là cyanua độc tố 6.000 lần. Nó có bột phấn, hạt tròn, sương mù trạng các loại hình thái, cũng có thể tan trong nước hoặc axit yếu. Cây thầu dầu độc tố không thông suốt qua tiếp xúc thẩm thấu tiến làn da, nhưng nếu như bị hút vào hoặc thu hút đường hô hấp, khả năng gây nên buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, cùng dạ dày cùng tràng đạo nội bộ chảy máu. Cuối cùng dẫn đến lá gan, tỳ cùng thận các loại thực chất khí quan suy kiệt, khiến người thể bởi vì hệ thống tuần hoàn mất cân đối mà tử vong. Bùi Lâm nói, chế dược quả nhiên là của sở trường của ngươi. Vũ Pháp Quân cải chính, chế tác độc dược, kỳ thật chế tác độc dược cũng không khó, hạ độc không bị người phát hiện mới là khó khăn nhất. Bình thường tới nói cây thầu dầu độc tố trúng độc sau bình thường tại 36 đến 72 giờ bên trong tử vong, cụ thể lấy quyết tại trúng độc liều lượng cùng độc tố tiến vào nhân thể phương thức. Nếu như là không cẩn thận ăn nhầm, có thể sẽ gây ra buồn nôn, nôn mửa, huyết tính tiêu chảy cùng lá gan thận tổn hại, trình độ hơi nhẹ. Nếu như là trực tiếp tiêm vào đến trong thân thể, cây thầu dầu độc tố tác dụng cấp tốc mà chí mạng, không sai biệt lắm một hạt muối ăn lớn nhỏ lượng liền có thể làm một người trưởng thành trúng độc bỏ mình. Vũ Pháp Quân nhấp một ngụm trà nói, một người một khi bị cừu hận chỗ chi phối, như vậy thì sẽ xem nhẹ rất nhiều vấn đề, một là khắp nơi có thể thấy được giám sát. Hai là dược lực có thể hay không đạt tới muốn hiệu quả, cảnh sát hiển nhiên đối loại độc tố này hiểu rõ cũng không đủ tỉ mỉ gây nên. Bùi Lâm dùng sức bắt lấy chỗ ngồi lan can, nàng tại Vũ Pháp Quân trước mặt đã không có phản kháng vốn liếng. Vũ Pháp Quân nói, ngươi không cần khẩn trương, cảnh sát tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng Trần Vi Vi, mà Trần Vi Vi lại chết, ngươi tạm thời là an toàn. Bùi Lâm thấp giọng nói, tạm thời. Vũ Pháp Quân gật đầu nói, sau đó phải nhìn ngươi làm thế nào. Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Vũ Pháp Quân nói, ta muốn được đồ vật ngươi không cho được, bất quá hoa niên hẳn là có thể. Bùi Lâm không hiểu nhìn qua hắn. Vũ Pháp Quân nói, Dương Mộ Phong hẳn là nguy hiểm cho đến cuộc sống của ngươi, ta sẽ không, ta chỉ muốn cùng ngươi tương hỗ thành tựu, ngươi giúp ta tại hoa niên đặt chân, ta bảo đảm ngươi bình an, ta tạm thời đảm nhiệm ngài trợ lý, có bất luận cái gì không giải quyết được vấn đề, ngài một mực giao cho ta đi làm. Ta làm sao biết có thể hay không tin tưởng ngươi? Vũ Pháp Quân nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này, tất cả đều là bái ta ban tặng, ngươi cho tới bây giờ bình an vô sự, không phải dựa vào cái gọi là vận khí, mà là bởi vì ta giúp ngươi dọn dẹp không ít chướng ngại.
Hắn nói xong, tướng hồ sơ của mình một lần nữa đưa tới, Bùi tổng có thể hay không nói cho ta nhận lời mời kết quả như thế nào? Bùi Lâm rốt cục vẫn là hướng hắn vươn tay ra, hoan nghênh người gia nhập Hoa Niên. Hoa Niên tập đoàn năm trước một lần cuối cùng ban giám đốc bên trên, có mấy tên đồng sự công khai hướng Đường Kinh Luân nổi lên. Cái này cũng không trách bọn hắn, Đường Kinh Luân đảm nhiệm CEO về sau gióng trống khua chiêng làm Hoa Niên lớn khỏe mạnh, lại không để ý tập đoàn tiền mặt lưu giật gấu vá vai tình trạng, nóng lòng khởi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Đường Kinh Luân lúc trước ban giám đốc nghị bên trên lòng tin tràn đầy, hắn cam đoan trong thời gian ngắn nhất tăng lên Hoa Niên giá cổ phiếu, để trấn cỗ dân lòng tin. Nhưng hắn mưu kế tỉ mỉ một hệ liệt cử động liền cái bọt nước đều không có nhấc lên đến, cái gọi là lợi tốt cũng thành hoa trong gương, trăng trong nước. Tốn hao trăm vạn khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện điện cơ điển lễ, hẹn xong nặng cân khách quý Lâm thời lỡ hẹn. Chỉnh hợp Trường Hưng bệnh viện mấy trung tâm tâm thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh, vừa mới trò xiếc đài dựng lên đến, hát hí khúc hai đại nhân vật, một cái từ chức một cái bị giết, loại này bắt đầu quả thực là chật vật, trở thành trong mắt mọi người trò cười. Lâu không tại ban giám đốc bên trên công khai lộ diện Hoa Niên thực khống người Đường Kinh Vĩ hôm nay thế mà có mặt hội nghị, nghe thành viên hội đồng quản trị một cái tiếp theo một cái đứng ra chỉ trích Đường Kinh Luân, trong lòng của hắn đừng đề cập sảng khoái hơn, sự thật chứng minh, Hoa Niên tập đoàn không phải mỗi người đều có thể chơi đến chuyển, rời đi mình Hoa Niên sẽ chỉ ngày càng sa sút. Đường Kinh Luân a Đường Kinh Luân, người bức bách ta giao ra Hoa Niên quyền quản lý thời điểm sao mà uy phong, hiện tại làm sao không lên tiếng. Đường Kinh Vĩ ngoài mặt vẫn là thay đệ đệ nói chuyện, hắn hắng giọng một cái nói, Hoa Niên lớn khỏe mạnh tình huống ta cũng nghe nói, Dương Mộ Phong chết đơn thuần ngoài ý muốn, cùng tập đoàn bản thân không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có cho tập đoàn mang đến tổn thất quá lớn, ta cảm thấy mọi người không cần thiết trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Chủ tịch, không phải chúng ta dây dưa a, Dương Mộ Phong đi vào Hoa Niên lớn khỏe mạnh tài cán mấy ngày. 200 vạn an gia phí đã lấy đến trong tay. Hắn là tập đoàn chúng ta làm cái gì? Kia 200 vạn là an gia phí, không phải tiền trợ cấp, Hoa Niên tập đoàn tiền kiếm cũng quá dễ dàng. Đường Kinh Luân nói, chuyện này ta nhất định phải giải thích một chút, vì dẫn vào cấp cao nhân tài, cho bọn hắn an gia phí là ban giám đốc bỏ phiếu biểu quyết, Dương Mộ Phong phù hợp điều kiện, hắn xảy ra ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ tới, ta trước mắt đã ủy thác luật sư xử lý chuyện này, tranh thủ tướng tiền khoản truy hồi, tận lực giảm bớt cho tập đoàn tổn thất. Đồng Trường Hạo chuyện từ trước nói thế nào? Vì cái gì hắn rời chức không có ký cạnh nghiệp hiệp nghị? Mời Đường Tổng giải thích một chút Đồng Trường Hạo đi Đại Hằng nguyên nhân. Đồng Trường Hạo từ Hoa Niên lớn khỏe mạnh rời chức về sau vậy mà đi ăn máng khác đi Đại Hằng, trở thành Đại Hằng khỏe mạnh người phụ trách, có thể nói hành vi của hắn rất không chính cống. Đồng Dài Khiết sở dĩ làm như vậy, cùng Đường Kinh Luân đối với hắn bỏ mặc có quan hệ, tại Đồng Trường Hạo rời chức quá trình bên trong cũng không cùng hắn ký tên bất kỳ ước thúc văn kiện. Đường Kinh Luân nói, Đồng Trường Hạo cùng Hoa Niên hiệp ước đã đến kỳ, nói xác thực, lần này hắn là rời chức không phải từ chức. Hơn phân nửa đồng sự đối Hoa Niên lớn khỏe mạnh hứng thú không lớn, chân chính quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích chính là Hoa Niên tập đoàn, bây giờ Hoa Niên tập đoàn gặp phải vấn đề đã lửa xém lông mày, cơ hồ tất cả mọi người ý thức được Hoa Niên tập đoàn đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, trước đây ít năm bọn hắn tại Đường Kinh Vĩ lãnh đạo hạ đi lên thi đỗ dương cao mắc nợ con đường. Đường Kinh Vĩ thỏa thuê mãn nguyện tiến hành hải ngoại bố cục, trọng kim thu mua tài sản không những không cách nào cho Hoa Niên truyền máu kéo dài tính mạng, ngược lại gia tốc hút máu. Hai năm này quốc tế tình thế đột biến, hoàn cảnh bên ngoài không tốt, đến cuối cùng Đường Kinh Vĩ không thể không lấy tráng sĩ chặt tay bi tráng tướng hải ngoại tài sản chảy nước mắt bán phá giá một mua một bán khiến cho mắc nợ từng đống. Hiện tại Hoa Niên tập đoàn căn bản chính là lấy nợ nuôi nợ, đối ngoại tuyên bố là cái gì trăm tỷ cấp bậc dân xí, nội bộ sớm đã bừa bộn một mảnh. Đoạn thời gian gần nhất, mấy ngân hàng liên thủ ép trả nợ hành vi càng làm cho Hoa Niên tập đoàn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Có thể nói Đường Kinh Luân là tại nguy nan lúc đứng ra, hắn nói lên phương án một lần thu được đồng sự ủng hộ, cũng làm cho mọi người thấy một chút hy vọng, nhưng là đầu năm nhiều nhà cơ quan tài chính lần lượt đối Hoa Niên tập đoàn nổi lên, nhiều nhà bên ngoài tỉnh ngân hàng các loại cơ quan tài chính yêu cầu sớm trả khoản, rút ra tài chính theo thống kê vượt qua 30 ức. Hoa Niên tập đoàn không ngừng xuất hiện nợ nần trái với điều ước, lâm vào thất tín tuần hoàn ác tính. Tính đến trước mắt, Hoa Niên tập đoàn tài sản tổng quy mô là 812 nguyên, chỉ toàn tài sản quy mô là 235 nguyên, tổng mắc nợ quy mô cao tới 577 ức nguyên. Chỉ bằng lớn khỏe mạnh sản nghiệp có thể xoay người, chỉ sợ liền Đường Kinh Luân mình cũng sẽ không tin tưởng,
dựa theo hiện tại thị trường đối Trường Hưng bệnh viện đánh giá gặp, cũng chính là tại 2 tỷ tả hữu, mà lại tổng hợp bệnh viện cũng không phải là bạo lợi ngành nghề, Trường Hưng sở trường ở chỗ ổn định tiếp tục phát triển, tại chữa bệnh tài nguyên tiếp cận bão hòa Đông Châu, trong ngắn hạn thực hiện công trạng bạo tăng là không thể nào, mà lại hiện tại Trường Hưng vẫn còn bị truyền máu giai đoạn, Hoa Niên tập đoàn mấy năm này muốn xuất ra 30 ức đến phát triển Trường Hưng. Coi như có thể xoay người, ngân hàng sẽ cho bọn hắn thời gian sao? Những chủ nợ kia sẽ cho bọn hắn thời gian sao? Thành viên hội đồng quản trị đã dẫn đầu đã mất đi tính nhẫn nại, bọn hắn đối Đường Kinh Luân năng lực sinh ra chất vấn, nếu như Hoa Niên tập đoàn tình trạng trong ngắn hạn không còn cải thiện, như vậy bọn hắn liền sẽ không khách khí chút nào tướng Đường Kinh Luân từ chưa sấy khô nóng trên ghế ngồi đuổi xuống. Đường Kinh Vĩ mặc dù ước gì đệ đệ không may, thế nhưng là hắn lại rõ ràng hiện tại hai anh em họ vẫn là bị buộc chặt tại trên một cái thuyền, tổ chim bị phá không chứng lành. Trước đây Đường Kinh Luân đã kiên trì tới nhà hướng hắn cầu trợ, nếu như hắn chẳng quan tâm, xui xẻo không chỉ có riêng là Đường Kinh Luân một người. Đường Kinh Vĩ nói, mọi người không nên đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng, khó khăn chỉ là tạm thời, ta tin tưởng hết thảy cuối cùng rồi sẽ đi qua, ta có thể cho mọi người lộ ra một tin tức tốt. Ngân bảo đảm giám sẽ cùng tỉnh ngành tương quan sẽ ở gần đây dẫn đầu tổ chức hội nghị, nghiên cứu bố trí cùng thúc đẩy Hoa Niên tập đoàn nợ nần phong hiểm hóa giải công việc. Ta tin tưởng thông qua các phe hòa giải, chúng ta nợ nần nguy cơ rất nhanh có thể vượt qua, chúng ta chất áp cổ quyền rất nhanh có thể làm tan. Đường Kinh Luân có chút kinh ngạc nhìn qua đại ca, những tin tức này hắn cũng không biết. Đường Kinh Luân có chút kinh ngạc nhìn qua đại ca, những tin tức này lúc trước hắn không có đạt được bất kỳ phong thanh. Đường Kinh Vĩ trước mặt mọi người nói ra những việc này, không chỉ có riêng là muốn trấn an mọi người, hắn là muốn biểu hiện ra mình tại phía chính phủ giao thiệp quan hệ, đồng thời cũng tại nói cho tất cả mọi người, đệ đệ đạo hạnh so với hắn còn kém xa lắm. Đường Kinh Vĩ nhìn cũng không nhìn đệ đệ một chút, chậm rãi nói, ta tin tưởng Kinh Luân có năng lực xử lý tốt Hoa Niên nguy cơ, cũng có năng lực dẫn đầu Hoa Niên đi ra khốn cảnh, hy vọng mọi người cho thêm hắn một chút lòng tin. Nhiều cho hắn một chút thời gian, cũng nhiều cho hắn một chút trưởng thành không gian. Tất cả mọi người nghe ra Đường Kinh Vĩ lời nói này mặt ngoài đang ủng hộ Đường Kinh Luân, nhưng trên thực tế là tại mỉa mai hắn làm việc không đủ thành thục, Đường Kinh Luân trong lòng không phục, nhưng là cũng không dám trước mặt mọi người phản bác. Tan họp về sau, Đường Kinh Vĩ cũng không có lập tức rời đi, Đường Kinh Luân tâm lĩnh thần hội lưu đến cuối cùng, đương phòng họp chỉ còn lại huynh đệ bọn họ hai cái thời điểm. Đường Kinh Luân đứng dậy đến bên cạnh đại ca, giúp hắn giữ ấm chén tục chén nước nóng. Đường Kinh Vĩ một câu hai ý nghĩa nói, lạnh sao? Đường Kinh Luân nói, ta thêm mạnh nước. Đường Kinh Vĩ nói, bên trong lá trà không có hương vị, không bằng rửa qua làm lại. Đường Kinh Luân đương nhiên biết rõ đại ca chỉ là cái gì, hắn nhẹ gật đầu, cầm lấy đại ca chén trà, tướng bên trong trà rửa qua, một lần nữa đổi lại lá trà. Tướng ngược lại tốt trà mới cung cung kính kính bưng đến Đường Kinh Vĩ trước mặt, Đường Kinh Vĩ ngửi ngửi hương trà, nói khẽ, đồng dạng chén trà đồng dạng nước, đồng dạng lá trà, nhưng biến thành người khác pha, hương vị lại hoàn toàn không cùng, người nói là vì cái gì? Đường Kinh Luân nói, có thể là tâm tính duyên cớ. Ngầm đâm đâm là nói dễ bản liền là chính ngươi nguyên nhân. Đường Kinh Vĩ cười nói, ngươi nhìn vấn đề thật sự là càng ngày càng toàn diện, ta phát hiện tướng Hoa Niên giao cho ngươi là đúng. Đường Kinh Luân cười cười, hắn không nói gì, đại ca nhìn mình lại không vừa mắt, cũng sẽ không ở thời điểm này đem mình cầm xuống, không ai nguyện ý hiện tại đứng ra thống lĩnh cái này cục diện rối rắm, chỉ tại Hoa Niên tập đoàn xong thành nợ nần gây dựng lại trước đó, đại ca sẽ không động chính mình. Đường Kinh Vĩ nói, thân là Hoa Niên tập đoàn CEO, người có chút quá độ chú ý lớn khỏe mạnh phát triển, mọi người đề cử ngươi đảm nhiệm chức vị này, là muốn để ngươi trưởng khống toàn cục. Mà không phải phát triển cục bộ, chỉ dựa vào lớn khỏe mạnh cứu không được Hoa Niên. Đường Kinh Luân không dám phản bác, sông lớn không có nước tiểu hà làm, Hoa Niên nợ nần nguy cơ nếu như tiếp tục phát triển tiếp, tất cả mọi người đến chơi xong, loại thời điểm này, nếu như đại ca không ra cân đối, mình rất khó lấy được quan phương ủng hộ, mặc dù hắn cho rằng đại ca chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng là trước mắt hắn nhất định phải cúi đầu, đại ca, của ta nhãn giới vẫn là quá hẹp hòi. Đường Kinh Vĩ nói, lớn khỏe mạnh phương diện vẫn là Triệu Phi Dương đến phụ trách đi. Đường Kinh Luân nhíu mày đại ca đây có phải hay không định mình tại lớn khỏe mạnh lĩnh vực tất cả cố gắng, thu hẹp quyền lực của hắn. Đường Kinh Luân có chút không cam tâm, đại ca, Triệu Phi Dương người này xác thực có năng lực, nhưng là nếu như giao phó hắn quyền lực quá lớn, sợ rằng sẽ không dễ khống chế.
Đường Kinh Vĩ nói, gia niên bách hóa có thể mới tăng hai tên đồng sự, ta nhìn Bùi Lâm cùng Thiên Nhất tương đối phù hợp. Đường Kinh Luân mím môi, tại khống chế Triệu Phi Dương phương pháp bên trên, đại ca cùng mình cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều là dùng Bùi Lâm đến ngăn được Triệu Phi Dương, thay lời khác tới nói Bùi Lâm chính là Triệu Phi Dương uy hiếp. Đường Kinh Luân cũng không có gia niên bách hóa cổ phần, mặc dù Hoa Niên tập đoàn cùng gia niên bách hóa thực khống người đều là Đường Kinh Vĩ, nhưng là cái sau vận doanh tình trạng muốn so cái trước tốt hơn nhiều. Để Bùi Lâm tiến vào ban giám đốc là vì tốt hơn khống chế Triệu Phi Dương, mà để Đường Thiên Nhất tiến vào gia niên bách hóa ban giám đốc thì là vì tương lai tiếp ban làm chuẩn bị. Đường Kinh Luân không có quyền can thiệp đại ca quyết định, thấp giọng nói, đại ca, Đông Châu bên kia thúc rất chặt, nhiều cái hạng mục đều đang đợi lấy tài chính. Ngài nhìn. Đường Kinh Vĩ nói, Hoa Niên tình trạng ngươi không rõ ràng. Hiện tại đừng nói Trương Mục không có tiền, cho dù có tiền cũng sẽ bị ngân hàng cho hoạch đi, bất quá ta nghĩ đến một cái phương án, gia niên bách hóa có thể cùng Hoa Niên tập đoàn tiến hành tài sản đổi thành, lấy cổ quyền đổi thành phương thức bơm tiền Trường Hưng. Đường Kinh Luân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đại ca, lúc này hắn mới hiểu được đại ca muốn hạ cái gì cờ, đại ca đây là muốn tay trái đổ tay phải. Tướng chất lượng tốt tài sản lấy đổi thành phương thức tập trung ở gia niên bách hóa, sau đó tướng gia niên bách hóa hơi lợi thậm chí hao tổn vật nghiệp ném cho Hoa Niên, tiếp tục như vậy Hoa Niên tập đoàn tình trạng tài chính sẽ chỉ càng ngày càng kém, thậm chí thói quen khó sửa. Đường Kinh Luân cũng không tin ý nghĩ của đại ca có thể thông qua, mình có thể nhìn ra được, bên trong giao chỗ những chuyên gia kia sẽ không nhìn không ra. 27 tháng chạp, Đường Kinh Luân chuyên tiến về Đông Châu. Tự mình tổ chức cũng tổ chức Hoa Niên lớn khỏe mạnh cuối năm tổng kết hội nghị. 1. Lần này hội nghị đầu tiên tuyên bố mới ban lãnh đạo, trải qua một phen dày vò về sau, Hoa Niên lớn khỏe mạnh từ điểm cuối cùng lại trở lại điểm xuất phát. Công ty hai cái đùi đi đường chính sách không thay đổi, nhưng là minh xác Triệu Phi Dương tại Hoa Niên chữa bệnh tập đoàn lãnh đạo địa vị, kết thúc Đường Kinh Luân trước đây muốn đem Hoa Niên lớn khỏe mạnh độc lập đi ra ý nghĩ. Hoa Niên lớn khỏe mạnh cụ thể quản lý công việc từ Bùi Lâm phụ trách. Cái này mang ý nghĩa Triệu Phi Dương thu hoạch được càng quyền cao hơn lực đồng thời cũng không thể không tiếp nhận ước thúc. Hoa Niên lớn khỏe mạnh mới xính nhiệm một vị phó tổng Vũ Pháp Quân, người này trình độ mặc dù không cao, nhưng là năng lực làm việc xuất chúng, hắn định ra quản lý mục tiêu cùng phát triển bản kế hoạch đạt được Bùi Lâm hết lòng, Triệu Phi Dương nhìn qua sau cũng cho rằng Vũ Pháp Quân là cái hiếm có nhân tài. Quan trọng hơn là người này cũng không phải là tập đoàn sai khiến, khống chế lại tương đối dễ dàng. Hoa Niên thái tử ra Đường Thiên Nhất chẳng những trở thành gia niên bách hóa tân nhiệm đồng sự, lần này còn nhiều thêm một cái chức vị, hắn được an bài tại Trường Hưng, đảm nhiệm Trường Hưng bệnh viện phó viện trưởng lấy tên đẹp đi theo Triệu Phi Dương bên người học tập lịch luyện, Triệu Phi Dương đối cái này an bài cảm thấy đau đầu, lại không thể không tiếp thụ. Đường Kinh Luân tại trong hội nghị biểu thị, về sau công tác của hắn trọng điểm sẽ chuyển rời đến tập đoàn chỉnh thể vận doanh bên trên, chữa bệnh nghiệp vụ từ Triệu Phi Dương chủ trảo. Hắn đồng thời cũng tuyên bố tổng bộ một cái khác trọng yếu quyết định, Bùi Lâm chính là bị đề danh là gia niên bách hóa đồng sự. Tin tức này liền Triệu Phi Dương cũng không nghĩ tới, trở thành gia niên bách hóa đồng sự vốn là Đường Kinh Vĩ hứa hẹn với hắn, nhưng cuối cùng thế mà rơi vào thê tử trên đầu. Mặc dù nói hắn cùng Bùi Lâm là người một nhà, nhưng là tình cảm của bọn hắn còn không có tốt đến lẫn nhau không giữ lại chút nào tình trạng. Triệu Phi Dương ý thức được Bùi Lâm chính là treo tại đỉnh đầu của mình một thanh kiếm. Anh em nhà họ Đường tại nhiệm dùng mình phương diện kỳ thật, bọn hắn đã nghĩ để cho mình nỗ lực, lại không thể đáp lại 100% tín nhiệm. Hoa Niên lớn khỏe mạnh tân nhiệm giám đốc Bùi Lâm tại Đường Kinh Luân về sau phát biểu, nàng đầu tiên đối tập đoàn tổng giám đốc cùng các vị đồng sự tín nhiệm biểu thị cảm tạ, sau đó lại cảm tạ Hoa Niên lớn khỏe mạnh tất cả đồng nghiệp, lại duy chỉ có không có cảm tạ trượng phu của nàng Triệu Phi Dương, tại dạng này trường hợp nhắc lên Triệu Phi Dương ngược lại là không sáng suốt sự tình. Tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn quan hệ, cũng đều cho rằng Bùi Lâm sở dĩ có thể ngồi tại vị trí này bên trên toàn đều là Triệu Phi Dương nguyên nhân. Được mời tham gia hội nghị mấy vị Trường Hưng cao tầng trong lòng hơn phân nửa đều có chút xem thường, bọn hắn đều cho rằng Bùi Lâm đức không xứng vị, đồng thời cũng cho rằng Triệu Phi Dương tướng ăn có chút khó coi, đã không chút kiêng kỵ làm lên phu muốn cửa hàng. Hứa Thuần Lương hôm nay cũng tiếp vào thông chi tới họp, nhìn thấy hăng hái Bùi Lâm, hắn thật là có chút bội phục. Này nương môn tâm lý tố chất không phải bình thường. Hai ngày trước còn vẻ mặt cầu xin ăn nói khép nép khẩn cầu mình cho nàng hỗ trợ, hiện tại lắc mình biến hóa trở thành Hoa Niên lớn khỏe mạnh tổng giám đốc, thế mà còn lên làm gia niên bách hóa đồng sự. Không phải nói vì Triệu Phi Dương suy nghĩ, muốn triệt triệt để từ Trường Hưng thối lui ra không?
cái này không những không có rời khỏi, ngược lại càng phát ra xâm nhập. Hứa Thuần Lương nhìn Triệu Phi Dương một chút, phát hiện nét mặt của hắn không hề tầm thường bình tĩnh, vốn cho là hắn sẽ rất tức giận đâu, đừng nhìn Triệu Phi Dương là Hoa Niên chữa bệnh tập đoàn tổng giám đốc, người ta Bùi Lâm đã trà trộn vào Gia Niên bách hóa ban giám đốc. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, chẳng lẽ lại hai người này kẻ sướng người họa cùng mình diễn kịch, liên thủ tiến hành lợi ích thu hoạch, trong hiện thực tình trạng như vậy cũng không tươi gặp. Từ tình huống trước mắt đến xem, Dương Mộ Phong ngộ hại, Bùi Lâm mới là người được lợi lớn nhất, chuyện này sẽ không phải cùng nàng có quan hệ a. Hội nghị kết thúc về sau, Đường Kinh Luân xuất rời đi trước hội trường. Triệu Phi Dương đem hắn đưa đến trước xe, Đường Kinh Luân cùng Triệu Phi Dương nắm tay nói, Phi Dương, về sau chuyện bên này liền giao cho ngươi. Triệu Phi Dương nói, tạ ơn cửa hàng tổng tín nhiệm. Trong lòng minh bạch bọn hắn chưa hề tín nhiệm qua chính mình. Đường Kinh Luân nói, ta đại ca hết thảy để danh hai người, Thiên Nhất cùng Bùi Lâm, ta lúc đầu còn tưởng rằng là ngươi, ta đại ca nói thân phận của ngươi quá nhạy cảm. Triệu Phi Dương cười nói, ta hiện tại chỉ muốn đem Trường Hưng kinh doanh tốt, không cô phụ mọi người tín nhiệm. Đường Kinh Luân gật đầu nói, về sau gặp được sự tình gì cùng Bùi Lâm nhiều thương lượng, ta còn có việc, đi trước. Hắn vô tâm lưu lại, chui vào ô tô, Triệu Phi Dương nhìn qua hắn đi xa, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, Đường Kinh Luân câu nói sau cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ mình làm việc còn muốn hướng Bùi Lâm báo cáo? Bùi Lâm tướng Hoa Niên lớn khỏe mạnh lãnh đạo đoàn đội lưu lại tiếp tục mở cái tiểu hội, đầu tiên nàng hướng lớn ra long nặng đẩy ra công ty tân nhiệm phó tổng Vũ Pháp Quân. Mọi người cùng nhau vỗ tay hoan nghênh, Vũ Pháp Quân hướng mọi người cúi đầu gửi lời chào, hắn cười nói, ta mới đến, mong rằng các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Hắn tướng danh thiếp của mình từng cái dâng lên, sau đó đưa ra mời. Đêm nay hắn tại Thúy Hồ Xuân Hiểu mua một bàn cơm, mời mọi người năm trước tiểu tụ, thuận tiện tăng tiến một chút tình cảm. Bùi Lâm một bên giúp đỡ yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải đi, nếu ai vắng mặt, liền khấu trừ nghỉ lễ phí. Hứa Thuần Lương dự định thời điểm ra đi, Bùi Lâm để hắn đến phòng làm việc của mình một chuyến. Hứa Thuần Lương đi vào phòng làm việc của nàng, Bùi Lâm đem chuẩn bị xong hồng bao đưa cho hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, cái này có ý tứ gì a? Phí bịt miệng. Bùi Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất quá nàng biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, nói khẽ, nghỉ lễ phí, chúng ta đoàn đội mỗi người đều có. Tiền này Hứa Thuần Lương đường đến yên tâm thoải mái, hắn đem tiền thăm dò tại trong túi, từ độ dày đoán chừng phải có 1 vạn. Bùi Lâm nói, ta đã triệt tiêu đối ngươi tất cả xử phạt, dựa theo chế độ ngươi ngày mai nên đi làm lại. Hứa Thuần Lương nói, lập tức đều qua Tết, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Ta suy nghĩ nhiều yên tĩnh 2 ngày, lại nói, ta công việc địa điểm tại Nguy Sơn đảo bên kia, đến bên này cũng chính là góp số lượng. Bùi Lâm cười nói, được, chúng ta còn có lời gì khó mà nói, ta nhưng đem ngươi trở thành thân đệ đệ nhìn, công việc sau này còn nhiều hơn dựa vào ngươi ủng hộ đâu. Hứa Thuần Lương nói, Bùi Tổng, ngươi bây giờ đều là đưa ra thị trường công ty đồng sự, ta chỉ sợ không với cao nổi. Bùi Lâm nói, ngươi ít nói móc ta, để danh thôi. Có thể hay không thông qua còn muốn khác nói. Nàng đối Hứa Thuần Lương là phi thường kiêng kỵ, Hứa Thuần Lương năng lực là một mặt, còn có một nguyên nhân, Hứa Thuần Lương biết nói nàng cùng Dương Mộ Phong đấy, mà lại là nàng chủ động lộ ra bây giờ suy nghĩ một chút có chút biết vậy chẳng làm. Bùi Lâm rõ ràng có lấy lòng Hứa Thuần Lương ý tứ, đúng rồi, người quay đầu chọn một gian phòng làm việc. Hứa Thuần Lương cười nói, được rồi, ta công việc địa điểm lại không ở chỗ này. Bùi Lâm nói, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện người phụ trách sao có thể không có một cái nào văn phòng đâu, vậy cứ thế quyết định, người đi chọn. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một chút phòng làm việc của nàng nói, ta nhìn ngươi căn này liền rất tốt. Bùi Lâm cười nói, vậy ta để cho người ta dọn dẹp một chút dọn ra ngoài, nơi này tặng cho ngươi. Hứa Thuần Lương cũng chính là cùng với nàng đùa giỡn một chút, để Bùi Lâm nhìn xem an bài là được rồi, hắn không muốn cùng Bùi Lâm đi được quá gần, bao quát Triệu Phi Dương cũng giống như vậy. Bùi Lâm là cái cực độ tư tưởng ích kỷ người, Triệu Phi Dương kỳ thật cũng so với nàng cũng không khá hơn chút nào, chỉ là dùng tình hoài đóng gói tinh xảo tư tưởng ích kỷ. Khó trách nói không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, hiện tại xem ra hai người này thật đúng là xứng. Về phần ban đêm Vũ Pháp Quân an bài trận cục này, Hứa Thuần Lương không có hứng thú gì, tới gần năm mới, hắn dự cục rất nhiều, mà lại đêm nay hắn làm chủ an bài một trận cục, Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa đều sẽ có ghế. Hứa Thuần Lương mời được cục du lịch phó cục trưởng Phạm Lý Đạt cùng Lục Minh, hắn hướng Bùi Lâm nói rõ tình huống,
Bùi Lâm tỏ ra là đã hiểu. Sáu chính là, Hứa Thuần Lương an bài địa điểm tại Thúy Hồ Xuân Hiểu sát phách hồ cảnh nhất hào. Bùi Lâm hy vọng hắn tận lực rút thời gian trôi qua xuyên xuyên bàn, Hứa Thuần Lương đáp ứng. Hứa Thuần Lương trở lại hồi xuân đường, nhìn thấy Cao Tân Hoa bồi tiếp Cao Hoành Đường đến đây. Hứa Trường Thiện cùng Cao Hoành Đường hai vị lão hữu vừa thấy mặt liền rơi ra cờ. Cao Tân Hoa một bên quan chiến, phụ trách cấp hai người bọn họ bưng trà đưa nước, lãnh đạo cũng có ba ba, nên làm con trai thời điểm vẫn là phải đóng vai tốt nhân vật. Hứa Thuần Lương cười nói, Cao Bí Thư, loại này việc nặng sao có thể làm phiền ngài đâu. Ta tới, ta đến. Cao Tân Hoa nói, ít cùng ta giả mù sa mưa, ta đều làm xong, ta nói ngươi làm sao mới trở về. Hội nghị không phải đã mở xong. Hứa Thuần Lương nói, Bùi Tổng triệu hoán, ta cũng không thể vỗ mông rời đi à. Hắn đi qua kêu một tiếng Cao Gia Gia. Cao Hoành Đường hướng hắn cười cười, chào hỏi một tiếng, lập tức lực chú ý lại rơi ở trên ván cờ, thật không có coi hắn là thành ngoại nhân, vào xem lấy đánh cờ, đều không để ý tới hàn huyên. Cao Tân Hoa hảo tâm cho lão cha thêm điểm trà nóng, lại gặp đến hắn ghét bỏ, bên cạnh đi, không thấy được ta đánh cờ sao. Cao Tân Hoa bất đắc dĩ cười cười, Hứa Thuần Lương hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đi lầu hai. Cao Tân Hoa nói, hôm nay trong nhà làm sao lại ra ngươi một người a? Hứa Thuần Lương nói, ta tiểu cô mang chân thuần đi Nam Giang chơi, hậu thiên trở về. Ôi, năm hết Tết đến rồi còn chạy ra ngoài. Hứa Thuần Lương nói, nàng không phải tại Nam Giang dạy học nha, trường học cung cấp một phòng nhỏ, rút thời gian trôi qua sửa sang một chút, đúng. Cao Gia Gia lúc nào trở về? Giữa trưa đến, trong nhà tùy tiện lột phần cơm liền đến tìm Gia Gia ngươi đánh cờ, ta nhìn hắn là ở kinh thành nhịn gần chết. Không cần nhìn bước đằng rồi. Cao Tân Hoa nói, Vương Phương Điền trở về, bọn hắn một nhà năm nay về nhà ăn Tết, Hiểu Bạch cùng lão gia tử đồng thời trở về. Nhắc lên nữ nhi, Cao Tân Hoa liền có chút tiếc nuối, nếu như hai đứa bé này có thể đi đến cùng một chỗ tốt bao nhiêu, chỉ tiếc lẫn nhau đều không có phương diện này ý tứ. Hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Dù sao ban đêm muốn cùng Hứa Thuần Lương cùng đi uống rượu, Cao Tân Hoa dứt khoát liền ở tại hồi xuân đường. Hứa Thuần Lương cầm hai hộp thuốc xịn chiêu đãi hắn. Cao Tân Hoa thấy là hai hộp cửu ngũ chí tôn, cảm thán nói, thuốc lá này ta phải cõng người rút, ở bên ngoài rút ảnh hưởng không tốt. Mở ra đến điểm một chi, cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, có cần phải tới một chi. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ngài giáo khác ta học cái xấu được không? Cao Tân Hoa cười ha ha, không cẩn thận bị khói cho bị sặc, liên tiếp ho khan, Hứa Thuần Lương giúp hắn vỗ vỗ phía sau lưng, thật sự là náo không rõ, cái đồ chơi này có cái gì tốt rút? Một, Cao Tân Hoa nói, quen thuộc a, có nhiều thứ biết rõ đối thân thể có hại nhưng ngươi chính là không thể cự tuyệt, rượu cũng là như thế này. Hứa Thuần Lương nói, ngài đối Bùi Lâm sự tình thấy thế nào? Triệu Phi Dương đều không quản được sự tình ta mới lười nhắc quản. Cao Tân Hoa dùng sức hít một hơi thuốc lá nói thật, ta càng ngày càng không coi trọng Trường Hưng. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Phi Dương trước đó không lâu còn nói cho ta, Bùi Lâm rốt cục nghĩ thông suốt, muốn làm sau lưng của hắn nữ nhân cùng Trường Hưng triệt để làm cắt chém. Bây giờ người ta Bùi Lâm lắc mình biến hóa trở thành hoa niên lớn khỏe mạnh lão tổng, thật đúng là có chút bản lãnh. Nàng có thể có bản lãnh gì? Một cái y dược đại biểu thôi. Muốn trình độ không có trình độ, muốn năng lực quản lý không có năng lực quản lý, hoa niên tập đoàn đối nàng ủy thác trách nhiệm, còn không phải nghĩ dùng nàng để kiềm chế Triệu Phi Dương. Vậy bọn hắn đã thành công. Cao Tân Hoa nói, đây mới là ta chuyện lo lắng nhất, Triệu Phi Dương người này tâm cao khí ngạo, đi qua một mực phản đối Bùi Lâm nhúng tay Trường Hưng sự vụ, Đường Kinh Luân đảm nhiệm hoa niên CEO về sau một mực tại áp chế hắn quyền lực, hội nghị hôm nay có mấy điểm động tĩnh phi thường trọng yếu. Một là nhấn mạnh Triệu Phi Dương tại Hoa Niên chữa bệnh tập đoàn lãnh đạo địa vị, cái này mang ý nghĩa hắn cùng Đường Kinh Luân đánh cờ bên trong thu được thắng lợi, Đường Kinh Luân không được không đình chỉ đối Hoa Niên chữa bệnh trực tiếp can thiệp. Hai là liên quan tới Bùi Lâm phân công, Triệu Phi Dương ngầm cho phép tập đoàn an bài, thế mà không có nói ra phản đối. Hứa Thuần Lương nói, tại sao là Bùi Lâm trở thành gia niên bách hóa đồng sự mà không phải Triệu Phi Dương? Cao Tân Hoa thở dài nói, ta nghe nói Hoa Niên tập đoàn Đường ra hai huynh đệ minh tranh ám đấu, Đường Kinh Luân gần nhất một loạt tao thao tác đã khiến cho rất nhiều đồng sự bất mãn. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, thông qua hội nghị hôm nay liền có thể biết Đường Kinh Vĩ tại đấu tranh bên trong chiếm thượng phong, Triệu Phi Dương một mực đặt cửa tại Đường Kinh Vĩ một bên,
cho nên Đường Kinh Luân mới không thể không tướng Hoa Niên chữa bệnh một lần nữa giao cho hắn. Bất quá Đường Kinh Vĩ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn đối Triệu Phi Dương cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, cho nên mới sẽ trọng dụng Bùi Lâm, dùng Bùi Lâm đến kiểm chế Triệu Phi Dương. Cao Tân Hoa cảm thán nói, Triệu Phi Dương ánh mắt thật sự là có vấn đề, làm sao tìm được một cái dạng này một cái cam tâm bị người lợi dụng nữ nhân ngu xuẩn. Hứa Thuần Lương nói, Bùi Lâm không có chút nào xuẩn, nàng phi thường rõ ràng mình trèo cao Triệu Phi Dương, nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, không dám tướng mình chung thân hạnh phúc tất cả đều đặt cửa tại Triệu Phi Dương trên thân, ngài thật sự cho rằng nàng nhìn không thấu anh em nhà họ Đường xáo lộ. Nàng hẳn là thấy phi thường minh bạch. Cao Tân Hoa nói, minh bạch còn phải tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn, nữ nhân này không phải quá xấu chính là quá tham. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, không bài trừ cặp vợ chồng bí mật đã đạt thành hiệp nghị khả năng. Cao Tân Hoa đem trong tay đầu mẩu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc nhấn diệt, hắn sớm muộn cũng sẽ triệt để đảo hướng Hoa Niên. Kỳ thật từ Triệu Phi Dương từ đi công chức một khắc kia trở đi, hắn liền đã đảo hướng Hoa Niên, chỉ bất quá Triệu Phi Dương còn ủng có tình hoài cùng lý tưởng, hắn cái gọi là tình hoài cùng lý tưởng thậm chí đều lừa gạt chính hắn. Cao Tân Hoa phi thường minh bạch, Triệu Phi Dương dạng này người một khi đã mất đi tình hoài cùng lý tưởng, vậy sẽ là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Đêm nay mời khách chính là Hứa Thuần Lương, bỏ tiền chính là Đinh Tứ. Hứa Thuần Lương cùng Cao Tân Hoa đến hồ cảnh nhất hào thời điểm phát hiện Triệu Phi Dương đã đến, đang cùng Lục Minh, Phạm Lý Đạt, Lục Kỳ cùng một chỗ đánh bài. Cao Tân Hoa đối Triệu Phi Dương hiểu rõ vô cùng, bình thường chỉ có hắn cho rằng vô cùng trọng yếu yến hội hắn mới có thể đến sớm, kỳ thật làm lãnh đạo đều là giống nhau. Cao Tân Hoa vốn cho rằng là bởi vì Lục Minh, bất quá rất nhanh hắn liền biết nói hôm nay người trọng yếu nhất là Phạm Lý Đạt. Phạm Lý Đạt bổ nhiệm đã chính thức hạ đạt, trong thành phố quyết định hắn đảm nhiệm cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu bộ chỉ huy tổng chỉ huy. Trước đó không lâu Phạm Lý Đạt đi Nguy Sơn đảo cải trang vi hành, Hứa Thuần Lương an bài đến tương đương đúng chỗ. Lúc đầu Phạm Lý Đạt đưa ra năm trước hắn đến an bài họp gặp, nhưng Hứa Thuần Lương kiên trì muốn chúc mừng Phạm Lý Đạt vinh thăng. Tại người trong nước xã giao trường hợp bên trong, rượu là quấn không ra, nâng cốc ngôn hoan, hảo tửu chi nhân, hơn phân nửa đều là tính tình người. Có cồn thôi hóa, lẫn nhau lại càng dễ tiến tới cùng nhau. Phạm Lý Đạt cùng Hứa Thuần Lương mặc dù niên kỷ kém mười mấy tuổi, nhưng hai người đã thành bạn rượu. Bạn nhậu tuyệt không phải là một cái nghĩa xấu, nếu như hai người liền nhậu nhẹt đều không muốn ngồi cùng một chỗ, bọn hắn rất khó trở thành bằng hữu. Triệu Phi Dương đánh bài đơn thuần góp đủ số, nhìn thấy Cao Tân Hoa tới, tranh thủ thời gian chủ động nhường hiền, Cao Bí Thư, người đến rất đúng lúc, Phạm chủ nhiệm chính chê ta bài đánh cho thối đâu. Phạm Lý Đạt rất ưa thích Phạm chủ nhiệm xưng hô, đi qua bình thường người khác đều gọi hắn Phạm Cục, nghe cùng bữa tiệc, rất bất nhã, xưng hô thế này có chút mục nát, mặc dù hắn cũng không phản đối bữa tiệc. Lục Minh nói, chính hắn bài đánh cho cũng không có gì đặc biệt còn thích oán trách người khác, ngoại trừ ta, không ai có thể cùng hắn cộng tác. Phạm Lý Đạt cười nói, Triệu Viện, là chính ta bài thối, ta cũng không có chỉ trích ngươi. Cao Tân Hoa đi qua tiếp Triệu Phi Dương bài. Hắn vừa vào sân lập tức thế cục nghịch chuyển, cùng Phạm Lý Đạt hai người một hơi đánh tới A, Lục Minh nói, không đánh, lại đánh uống liền rượu tâm tình cũng bị mất. Lục Kỳ nói, người ta Cao Bí Thư mới thật sự là cao thủ. Cao Tân Hoa khiêm tốn nói, đó là bởi vì mọi người thấy ta là lão đồng chí cho nên đều để lấy ta. Móc ra thuốc lá phát một vòng, không quên giải thích, thuốc lá này là Hứa Thuần Lương vừa đưa cho ta. Triệu Phi Dương nói, tiểu tử này xưa nay không cho ta tặng lễ. Hứa Thuần Lương nói, ta dám đưa ngài dám thu sao? Có cái gì không dám? Mọi người bầu không khí rất hòa hài, ngồi hàng hàng thời điểm, Phạm Lý Đạt đề nghị mời lớn tuổi thượng tọa, Triệu Phi Dương cũng là ý tứ này. Bữa cơm này là Đinh Tứ tài trợ, một dương mao đài sớm đã vào chỗ. Bình thường xã giao chính là như vậy, có người được mặt mũi, có người được lớp vải lót, đừng nhìn Đinh Tứ không có gì văn hóa. Làm việc lại vô cùng rộng thoáng, đương nhiên suy cho cùng vẫn là từ Hứa Thuần Lương nơi này đến không ít tốt chỗ, hắn đối Hứa Thuần Lương là từ đáy lòng bội phục, cam tâm tình nguyện cho Hứa Thuần Lương đương tiểu đệ. Đừng nhìn Lục Kỳ so Hứa Thuần Lương lớn hơn vài tuổi, nhưng phương diện này xáo lộ đã còn kém rất rất xa tiểu huynh đệ này, trong lòng suy nghĩ Hứa Thuần Lương cái này bỗng nhiên đạt được không ít máu. Bất quá hắn cũng biết Hứa Thuần Lương vốn liếng hùng hậu, hồi trước ba hắn từ Bắc Mỹ trở về còn chuyên môn mua cho hắn căn biệt thự. Ẩn hồ quan để thế nhưng là Đông Châu đỉnh cấp hào trạch,
Lục Kỳ cùng Vu Lị vợ chồng trẻ suy nghĩ đến bây giờ còn không có bỏ được ra tay mua bộ dương phòng đâu, tổng nhớ các loại hạ giá, nhưng nơi đó giá phòng không những không có hàng, mỗi bình phương còn tăng 500. Bởi vì là Hứa Thuần Lương làm chủ, cho nên mọi người đề cử Hứa Thuần Lương gây nên mở màn từ, Hứa Thuần Lương cũng không có vắng vẻ Triệu Phi Dương, tướng cơ hội này cho hắn, biết Triệu Phi Dương sĩ diện. Triệu Phi Dương nói, bữa cơm này lúc đầu nên là để ta làm đông, thế nhưng là để Thuần Lương cho vượt lên trước, hắn là ta tiểu huynh đệ, ta cũng không thể cùng hắn đoạt cho nên hôm nay chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, cùng chúc mọi người tân xuân nhanh vui, thân thể khỏe mạnh, có khỏe mạnh hết thảy đều có khả năng. 1. Cạn ly, đám người cùng kêu lên hưởng ứng, đối bọn hắn tới nói cung chúc thăng quan phát tài loại hình liền miễn đi, mặc dù nhiều nửa người đáy lòng đều nghĩ như vậy, nhưng là nói ra luôn luôn không tốt. Thăng quan các hiển thần thông, về phần phát tài chính là thể chế bên trong tối kỵ, tại trước mắt thể chế bên trong, thăng quan cùng phát tài bình thường không thể đều chiếm được, người nghĩ hai loại đều muốn, sớm tối là muốn xảy ra vấn đề. Triệu Phi Dương sở dĩ tự đi công chức chính là vì lẩn tránh phương diện này vấn đề. Bất quá hắn cũng không cho là mình điểm xuất phát là vì phát tài, với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là làm một phen sự nghiệp, từ đi công chức là phòng ngừa người khác nói xấu, cũng là vì tốt hơn buông tay buông chân làm việc. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Chân chính rời chức về sau, hắn mới phát hiện dân sĩ chưa hẳn như thể chế bên trong tự do, tập đoàn người phụ trách tha thứ độ còn so ra kém đi qua phân công quản lý lãnh đạo, truy cứu nguyên nhân điểm xuất phát không giống, cách cục cũng không giống. Đường thị huynh đệ điểm xuất phát chính là một cái chữ lợi, cái gì tạo phúc xã hội, tạo phúc nhân dân chẳng qua là khẩu hiệu thôi, những thương nhân này thực chất bên trong tự tư lại lãnh huyết. Rời chức về sau, Triệu Phi Dương cũng dần dần thấy rõ mình, hắn quá khứ là đảng cùng nhân dân làm việc nghiệp, hiện tại là vì Hoa Niên tập đoàn đám kia thương nhân kính dâng lực lượng. Hắn một lòng muốn chứng minh năng lực của mình, một lòng muốn làm một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp. Đến bây giờ mới phát hiện tập đoàn đồng sự đối với hắn năng lực tán thành cũng không phải là hắn chế tạo nhiều ít xã hội hiệu quả và lợi ích, mà là kinh tế lợi ích, chỉ còn lại có kinh tế lợi ích. Nghĩ tại Hoa Niên tập đoàn đứng vững gót chân cũng đạt được tất cả đồng sự tán đồng, biện pháp duy nhất chính là chứng minh hắn cho tập đoàn sáng tạo ra nhiều ít kinh tế hiệu quả và lợi ích, đây cũng là hắn giá trị tồn tại chỗ, đương ngày nào đó hắn mất đi giá trị lợi dụng thời điểm, đám này thương nhân liền sẽ đem mình vô tình đá một cái bay ra ngoài. Thấy rõ hiện thực bước kế tiếp chính là tiếp nhận hiện thực về sau liền sẽ ý thức được chính mình lúc trước tình hoài ra sao buồn cười. Lục Minh kính Triệu Phi Dương hai chén rượu, trước đó không lâu hắn nhạc mẫu tiến về Trường Hưng bệnh viện tẩy răng, mặc dù bị khoang miệng trung tâm cho nhổ xong 3 viên, nhưng là cuối cùng Triệu Phi Dương ký tên miễn trừ lão thái thái tất cả tiền thuốc men, còn cho chồng lên 3 viên răng. Quá trình mặc dù có chút khúc chiết, nhưng là kết quả rất tốt. Lão thái thái hiện tại nhắc lên Trường Hưng bệnh viện còn khen không dứt miệng đâu, cả ngày nói may mắn Trường Hưng giúp nàng nhổ xong 3 viên nát răng, hiện tại răng không đau, ăn cái gì cũng có sức lực, có người quen chính là không giống. Phạm Lý Đạt cũng cùng Triệu Phi Dương uống 2 chén, hắn là cảm tạ Hoa Niên lớn khỏe mạnh ủng hộ, thượng cấp đã đồng ý thỉnh cầu của hắn, cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy làm việc địa điểm tạm thời thuê khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện địa phương. Hứa Thuần Lương sớm liền cùng Triệu Phi Dương chào hỏi. Đi qua chuyện này thật đúng là không phải Triệu Phi Dương phụ trách, bất quá hôm nay sẽ lên đường kinh luân một lần nữa minh xác Triệu Phi Dương lãnh đạo địa vị, Hoa Niên lớn khỏe mạnh cũng là Triệu Phi Dương phạm vi quản hạt. Triệu Phi Dương mừng rỡ làm cái này thuận nước song thuyền, lúc này biểu thị dựa theo nơi đó tiền thuê tiêu chuẩn thu lấy. Đây chính là hắn chỗ khôn khéo, công đối công sự tình không thể chút xu bạc không thu, người ta cũng không muốn thiếu hắn người này tình, dựa theo nơi đó tiền thuê tiêu chuẩn thu lấy trên cơ bản tương đương tặng không. Nguy Sơn đảo nơi đó làm việc thuê tiêu chuẩn cao nhất cũng chính là mỗi tháng 10 đồng tiền 1 mét vuông, nghỉ phép khu bộ chỉ huy coi như thuê 200 mét vuông, tính toán đâu ra đấy mỗi tháng tiền thuê mới 2.000 khối. Phạm Lý Đạt mừng rỡ lúc này cùng Triệu Phi Dương lại làm 2 chén. Cao Tân Hoa đêm nay tuổi tác dài nhất, đương nhiên trở thành mời rượu trọng điểm, đổi thành đi qua hắn khẳng định phải đứng ngồi không yên, nhưng bây giờ hắn cấp bậc là tối cao. Bản thân tuổi tác lại là lớn nhất coi như Triệu Phi Dương cũng phải thành thành thật thật cho hắn mời rượu. Cao Tân Hoa cùng Triệu Phi Dương lúc uống rượu nói một câu, hy vọng một năm mới, Trường Hưng tại Triệu Viện lãnh đạo hạ có thể phi tốc phát triển, thịnh vượng phát đạt. Triệu Phi Dương cười nói, Trường Hưng cũng không phải ta một người lãnh đạo, đại phương hướng vẫn là phải do Cao Bí Thư nắm chắc. Hai người trên danh nghĩa vào ngành, nhưng trên thực tế các sự tình kỳ chủ, mặt ngoài hòa hợp êm thấm.
nhưng trong lòng bên trong khoảng cách lại càng ngày càng xa. Hứa Thuần Lương hỏi Lục Kỳ hôn lễ chủ bị sự tình, Lục Kỳ bởi vì Dương Mộ Phong bản án gần nhất tạm thời cách chức tỉnh lại, có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Đều là Vu Lỵ tại xử lý, nàng để cho ta phụ trách ra người là được rồi. Đầy bàn người đều nở nụ cười, Triệu Phi Dương nói, người cái này tân lang nên được nhưng đủ bớt lo. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, người còn không phải như vậy liên kết cưới đổ vét đều là ta giúp ngươi thử. Lần này tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, từng cái truy vấn ngọn nguồn, đến tột cùng tình huống như thế nào. Vừa vặn lúc này Bùi Lâm đến đây, nàng tại sát vách khách sạn uống rượu, biết Triệu Phi Dương bọn hắn ở chỗ này, cho nên chuyên tới mời rượu. Trong này, Lục Minh cùng Phạm Lý Đạt đều là lần đầu tiên gặp Bùi Lâm. Hứa Thuần Lương an bài phục vụ viên thêm bộ đồ ăn, Bùi Lâm tại Triệu Phi Dương bên người ngồi. Phạm Lý Đạt cười nói, Triệu Viện, tẩu tử thật sự là tuổi trẻ xinh đẹp a. Ngươi đến tột cùng là thế nào cua nàng vào tay? Lục Minh biết con hàng này uống chút rượu miệng liền không có giữ cửa, lặng lẽ đá hắn một cước. Bùi Lâm ngọt cười ngọt ngào nói, Phạm Cục quá khen, không dối gạt ngài nói, ta là bề ngoài hiệp sẽ, nhìn thấy Phi Dương lần đầu tiên liền thích, là ta truy hắn. Không thể không nói Bùi Lâm thật sự là thông minh, tại trường hợp công khai rất cho Triệu Phi Dương mặt mũi, chỉ là vô luận nàng đem lời nói được bao nhiêu xinh đẹp, người khác cũng không có khả năng không nghĩ ngợi thêm. Triệu Phi Dương cùng với nàng chênh lệch mười mấy tuổi, mà lại Triệu Phi Dương là ly hôn sau tìm nàng, Bùi Lâm nguyên bản chức nghiệp lại là y dược đại biểu, cái này mấy món sự tình nối liền nhau chính là một chó máu cố sự, muốn nói bên trong không có điểm quy tắc ngầm đều không ai vui lòng tin tưởng. Bùi Lâm đứng dậy cho Phạm Lý Đạt mời rượu, Phạm Cục, về sau chúng ta Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện còn muốn dựa vào ngài nhiều hơn bồi dưỡng. Phạm Lý Đạt cũng không rõ ràng Bùi Lâm phía chính phủ thân phận, còn tưởng rằng nàng thật là một cái hiền nội trợ, đều biết giúp đỡ trưởng phu sự nghiệp góp một viên gạch. Hứa Thuần Lương nói, Phạm ca, ta quên giới thiệu cho ngươi, tẩu tử hiện tại là Hoa Niên lớn khỏe mạnh tổng giám đốc, là ta người lãnh đạo trực tiếp. Phạm Lý Đạt giờ mới hiểu được vì cái gì Bùi Lâm muốn cái thứ nhất cho mình mời rượu, hắn cười nói, nguyên lai là Bùi Tổng, thất kính, về sau chúng ta bộ chỉ huy còn phải dựa vào các ngươi chiếu cố. Bùi Lâm vừa mới nhậm chức không lâu, còn không có quen thuộc tất cả nghiệp vụ, nghe Phạm Lý Đạt nói chuyện mới biết được bộ chỉ huy muốn thuê phòng ốc của bọn hắn làm việc. Bùi Lâm nói, kia thật là cầu cũng không được, nàng hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, tiền thuê, vật nghiệp phí, phí điện nước toàn miễn. Liền xem như chúng ta Hoa Niên tập đoàn đối chính phủ kiến thiết ủng hộ. Hiện trường đột nhiên yên lặng xuống, Bùi Lâm nửa đường tới, nàng cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Triệu Phi Dương vừa mới trước mặt mọi người biểu thị qua muốn lấy nơi đó tiền thuê tiêu chuẩn thu lấy phí tổn, hiện tại nàng tới cái toàn miễn, mặc dù bộ chỉ huy không kém điểm ấy tiền thuê, nhưng nàng kiểu nói này tương đương lộ ra Triệu Phi Dương cách cục nhỏ, tương đương với công nhiên đánh Triệu Phi Dương mặt. Triệu Phi Dương trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy lại không thể phát tác, cười nói, Bùi Tổng đều nói, tiểu Hứa ngươi nhất định phải chấp hành đúng chỗ. Hứa Thuần Lương cảm thấy được Triệu Phi Dương phiền muộn, trong lòng trong bụng nở hoa, cặp vợ chồng thật sự là một điểm ăn ý đều không có a. Phạm Lý Đạt nói, tiền thuê vẫn là phải cho, giải quyết việc chung. Hứa Thuần Lương giúp đỡ tìm bồi thêm một câu, đương nhiên muốn cho, bất quá thu nhiều ít chúng ta chứa tổng định đoạt. Phạm Lý Đạt cười nói, ta kính Bùi Tổng một chén. Bùi Lâm lấy trà thay rượu, Phạm Lý Đạt hỏi nàng làm sao không uống, Bùi Lâm nói liền sắp kết hôn rồi, ở vào chuẩn bị mang thai giai đoạn. Cao Tân Hoa cùng Hứa Thuần Lương đều rõ ràng nội tình, hai người kém chút không có cười ra tiếng, nữ nhân này nói láo thật sự là há mồm liền ra, đều mang thai hơn mấy tháng, còn nói là chuẩn bị mang thai. Bùi Lâm chuyện trò vui vẻ, bưng nước kính một vòng, rất có điểm huyên tân đoạt chủ ý tứ. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Hứa Thuần Lương phát hiện nàng phạm vào mấy cái sai lầm, một là mời rượu vị lần không đúng, đem tuổi tác lớn nhất Cao Tân Hoa cho lướt qua, hai là nói chuyện quá nhiều, quá độ đột ra bản thân, Triệu Phi Dương lộ ra bồi nhưng không ánh sáng, Triệu Phi Dương hiển nhiên có chút không cao hứng, Bùi Lâm đến về sau liền không gặp hắn nói mấy câu. Bùi Lâm kính đến Lục Kỳ, nàng cũng là mới biết được Lục Kỳ cùng Lục Minh là thân huynh đệ, cười nói, Lục cảnh sát thật sự là tuấn tú lịch sự. Có bạn gái hay không, có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu. Lục Kỳ cười nói, ta lập tức đều muốn kết hôn. Triệu Phi Dương một bên nhìn qua Bùi Lâm biểu hiện, trong lòng yên lặng cầm nàng cùng vợ trước làm cái so sánh, vợ trước từ không nóng lòng những trường hợp này,
cũng rất ít có mặt, dù cho có mặt cũng là ngồi ở chỗ đó mặc không lên tiếng, Triệu Phi Dương bởi vậy cảm giác mình cùng vợ trước ở giữa tồn tại rất sâu ngăn cách. Bùi Lâm cùng vợ trước rõ ràng là hai thái cực, Triệu Phi Dương lần thứ nhất cảm giác được Bùi Lâm quá kiêu ngạo thậm chí có chút ồn ào. Hắn lại nghĩ tới Từ Dĩnh, nếu như là Từ Dĩnh ở chỗ này, nhất định có thể rất tốt mà nắm chặt phân tắc, để mỗi một vị khách nhân như Mộc Xuân Phong. Đến tột cùng là Bùi Lâm tự thân vấn đề còn là lòng của mình thái sản sinh biến hóa. Triệu Phi Dương làm không rõ ràng. Hứa Thuần Lương không có đi Thúy Hồ Xuân Hiểu, Bùi Lâm cũng không hề rời đi, nàng một mực ngốc đến muộn yến kết thúc. Hứa Thuần Lương không có đi Thúy Hồ Xuân Hiểu xuyên bàn, Bùi Lâm cũng không hề rời đi, một mực ngốc đến muộn yến kết thúc, dưới cái nhìn của nàng bên này cục muốn so bên kia trọng yếu được nhiều. Hứa Thuần Lương đứng tại cửa ra vào đưa mọi người rời đi. Bùi Lâm chủ động đưa ra tiễn hắn trở về, Hứa Thuần Lương biểu thị lập tức có người đón hắn. Triệu Phi Dương đưa ra đưa Cao Tân Hoa trở về, Cao Tân Hoa thì nói đã thông chi nữ nhi xe lập tức tới ngay. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Cao Tân Hoa cùng Hứa Thuần Lương xe đều không đến, hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời cười ra tiếng, lẫn nhau đều hiểu đối phương không muốn cùng Triệu Phi Dương cặp vợ chồng cùng xe, từ đáy lòng đều có cùng bọn hắn phân rõ giới hạn ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, ta đón xe đưa ngài. Cao Tân Hoa chỉ nơi xa, ta xe tới. Kỳ thật hắn là sau khi ra cửa mới cho nữ nhi gọi điện thoại. Một cỗ màu trắng Audi Q3 đi vào bên cạnh của bọn hắn, chiếc xe này là Cao Tân Hoa vừa cho lão bà mua, còn không có tới kịp bên trên bài. Cao Hiểu Bạch cầm chứng bất quá nửa năm, bình thường khuyết thiếu thực tiễn, kỹ thuật lái xe hiển nhiên khiếm khuyết, đổ mấy cái đều không thể tướng đầu xe điều tới. Có mấy chiếc xe không được không dừng lại chờ lấy. Trong đó mấy cái tính tình nóng nảy chủ xe đã tức giận đến nhấn lên loa. Bọn hắn cái này thúc giục, Cao Hiểu Bạch càng là luống cuống tay chân. Cao Tân Hoa một bên khuyên nữ nhi không cần hoảng, một bên hỗ trợ chỉ huy, đồng thời hướng phía sau xe chắp tay tạ lỗi, hy vọng đối phương nhiều đảm đương. Ai cũng không phải ngay từ đầu liền biết lái xe, kinh nghiệm luôn luôn muốn từ từ tích lũy. Bị chắn ở trên đường BMW 535 chủ xe không có gì tính nhẫn nại. Đối Cao Tân Hoa tạ lỗi làm như không thấy, một bên cuồng nhấn loa, một bên dùng xa chỉ riêng đèn mãnh tránh, đem Cao Tân Hoa giả mắt đều tránh bỏ ra. Lái xe là vị sấy lấy đại ba lãng quyển nữ lái xe, tính tình rất sông, quay cửa sổ xe xuống liền mắng, người mẹ nó có biết lái xe hay không? Ngu xuẩn! Hứa Thuần Lương đưa tay chỉ kia nữ lái xe, người mắng ai đây? Cho ta xuống tới! Cao Tân Hoa mau chóng tới khuyên, không cần thiết một chuyện nhỏ cùng người ta phát sinh tranh chấp. Hứa Thuần Lương mặc dù nổi nóng cũng không đáng cùng nữ nhân động thủ, nhìn thấy Cao Hiểu Bạch còn trên đường giày vò khốn khổ, đoán chừng còn phải chờ một lát mới có thể đem xe đầu điều tới. Hứa Thuần Lương đi qua hướng Cao Hiểu Bạch nói, người trước xuống xe. Cao Hiểu Bạch sửng sốt một chút, cho là hắn muốn giúp mình chuyển xe, nàng hiện tại ước gì có người hỗ trợ, mau đem xe treo ở bên ngăn, đẩy cửa xe ra xuống tới, ta đều hồ đồ rồi. Đằng sau kia nữ lái xe lại tại chửi ầm lên. Miệng đầy ô ngôn uế ngữ khó nghe, Cao Hiểu Bạch hủy khuất đến độ muốn khóc lên, Cao Tân Hoa cũng là cố nén khí, thân phận của hắn cùng tố dưỡng không cho phép hắn cùng loại này bắt phụ chấp nhặt. Hứa Thuần Lương lên xe trực tiếp đem xe tắt máy, chìa khóa rút ra chứa trong túi quần, Audi Q3 cứ như vậy nằm ngang ở con đường bên trong, một chốc lát này, đằng sau đã chặn lại hơn 10 chiếc xe. Cao Hiểu Bạch không rõ Hứa Thuần Lương dạng này là làm gì, ngạc nhiên nói, đều kẹt xe, người ngược lại là nhanh lên một chút. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng ngươi cha đều uống rượu, nhiều người nhìn như vậy, ngươi lại để hai ta ai đi lái xe. Cao Hiểu Bạch ngây ngẩn cả người thật đúng là không thể để cho bọn hắn say rượu điều khiển. Cao Tân Hoa mặc dù uống rượu, nhưng hắn hiểu được Hứa Thuần Lương không nghe được đằng sau có người mắng, lại không tiện động thủ đánh nữ nhân, cho nên áp dụng loại phương thức này đến ứng đối. Các ngươi không phải là gấp đi sao? Lão tử không mở, mọi người cũng đừng hòng đi. Không thể không nói tiểu tử này oai chiêu là thật nhiều, Cao Hiểu Bạch cho rằng dạng này không tốt, nhưng mà phía sau kia nữ lái xe ô ngôn uế ngữ cũng làm cho nàng khó mà chịu đựng. Hứa Thuần Lương không chút hoang mang hướng Cao Tân Hoa đề nghị, ẩn long hồ cảnh đêm không tệ, đi lên xem một chút. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, hướng nữ nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cao Hiểu Bạch hiện tại đã hoàn toàn minh bạch Hứa Thuần Lương xáo lộ, các ngươi không phải gấp sao? Các ngươi không phải mắng chửi người sao? Ta không mở, cho các ngươi chết. Ba người nghênh ngang rời đi, sau lưng truyền đến kia nữ lái xe ác độc tiếng chửi rủa. Hứa Thuần Lương nói,
nhắm mắt làm ngơ, tâm không thấy không phiền, nàng đều chửi mình, quyền đương nàng tại đánh giám. Cao Hiểu Bạch nói, thế nhưng là chúng ta chặn lại nhiều người như vậy luôn luôn không đạo đức. Cao Tân Hoa nhịn không được bật cười, nữ nhi thật đúng là đơn thuần, đối loại kia miệng đầy ô ngôn uế ngữ người chính là hẳn là tiến hành trừng trị, đường cũng không phải nhà nàng lái xe BMW liền coi trời bằng vung, khiến cho toàn thế giới người đều đến làm cho lấy nàng, hơi không như ý, liền miệng đầy lời xấu xa, ác ngôn tương hướng, loại người này chính là hẳn là cho chút giáo huấn. Cao Hiểu Bạch quay đầu nhìn một chút, kia nữ lái xe đã xuống xe, chống nạnh không buông tha chỉ về phía nàng mắng. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ nếu như đây không phải nữ nhân chính mình cũng đến xông đi lên hung ác đánh một trận. Cao Hiểu Bạch nói, nàng sẽ không đụng xe của ta à. Hứa Thuần Lương cười nói, nàng nếu là thật dám đụng, ta phải chúc mừng ngươi. Lúc này kia nữ lái xe đã một lần nữa lên xe, lui về phía sau một điểm, sau đó tăng lớn chân ga hướng giữa đường tâm quy ba đánh tới. Bồng, hai xe chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Nữ nhân kia thật sự là bưu hãn, thế mà thực có can đảm đụng. Cao Tân Hoa hai cha con vẻ mặt cầu xin, vừa mua xe mới, lần này bị đụng thảm rồi. Hứa Thuần Lương tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra ghi lại cái này khó gặp tràng diện. Nữ lái xe liền đụng hai lần, không có thể đem Audi Q3 phá tan, chính nàng BMW động cơ đóng vỉnh lên lên, nàng xuống xe chỉ vào Cao Hiểu Bạch hung ác nói, tiểu biểu nện, người mẹ nó chờ đó cho ta. Cao Tân Hoa nghe được nàng nói mình như vậy nữ nhi, lập tức phát hỏa, người mắng ai đây? Hứa Thuần Lương ngăn lại Cao Tân Hoa, Cao Thúc, ngài đừng nóng giận, ta đến xử lý, ta đến xử lý. Cao Hiểu Bạch trong lòng tự nhủ vừa rồi chính là giao cho ngươi xử lý đem sự tình càng náo càng lớn, lúc đầu nhịn một chút, lái xe rời đi là được rồi, hiện tại ngược lại tốt, mà sát nhỏ náo thành đại sự cho nên, không nghĩ tới gặp một cái đường giận chứng. Hứa Thuần Lương để Cao Tân Hoa hai cha con đi một bên gọi điện thoại báo cảnh, loại tràng diện này một mình hắn liền có thể ứng phó. Nữ lái xe gọi điện thoại động người, nàng động tốc độ của con người thế mà so cảnh sát xuất động còn nhanh hơn, cũng không lâu lắm, hơn 10 tráng hán liền chạy tới. Đám người này cũng đều là tại phụ cận uống rượu, từng cái mùi rượu ngút trời. Nữ nhân kia nhìn thấy tới giúp đỡ, lập tức lực lượng 10 phần, chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, chính là hắn cố ý chắn đường. Còn đem ta xe đụng. Hơn 10 người tráng hán hướng Hứa Thuần Lương xúm lại đi qua, Hứa Thuần Lương một mặt cười xấu xa, đem tay áo cho lột chuẩn bị mở làm, cái này nửa ngày nhưng kìm nén một luồng khí nóng. Lúc này một thân ảnh xông tới, ngăn lại đám người kia nói, chuyện gì cũng từ từ. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim đến tột cùng là vị nào. Tập trung nhìn vào lại là hoa niên lớn khỏe mạnh mới mời Phó Tổng Vũ Pháp Quân. Cầm đầu tên kia tráng hán đầu chọc, cực kỳ thô bạo hướng Vũ Pháp Quân lồng ngực đẩy đi, cút cho ta một bên. Vũ Pháp Quân xuất thủ trái tay nắm lấy tên kia tráng hán cổ tay, vặn một cái một vùng, thân thể của đối phương không tự chủ được xông về phía trước, Vũ Pháp Quân hữu quyền hướng về phía trước nghênh kích mà ra, trọng kích tại đối phương trên bụng. Chỉ một quyền liền đem đối phương đánh ngã xuống đất. Cái này hoàn toàn ra khỏi Hứa Thuần Lương dự kiến, hắn tức sôi ruột, đang chuẩn bị ra tay đánh nhau đâu. Vũ Pháp Quân thế mà vượt lên trước đại lao. Vũ Pháp Quân đã như là mãnh hổ phóng tới kia hơn 10 người tráng hán, quyền cước tề xuất, trong nháy mắt đánh bại 3 người. Hứa đại giáo chủ danh tiếng đều bị cướp sạch, Cao Tân Hoa nhìn thấy đánh nhau, vốn cho rằng là Hứa Thuần Lương kìm nén không được hỏa khí, đi nhanh lên tới can ngăn, không nghĩ tới là Hứa Thuần Lương đứng ở một bên đương quần chúng, xông đi lên đánh nhau lại là Vũ Pháp Quân. Cao Tân Hoa triệt để hồ đồ rồi. Đêm nay đây rốt cuộc diễn là cái nào một màn. Hứa Thuần Lương cuối cùng vẫn là xông tới, không thể để cho Vũ Pháp Quân độc đẹp, ta phải tìm hai cái bao cắt thịt bớt giận a. Hai người cướp xuất thủ, mất một lúc 13 tên tráng hán bị bọn hắn đều đánh lui. Cảnh sát chạy đến lúc sau đã kết thúc chiến đấu. Hứa Thuần Lương hôm nay vẫn là bảo lưu lại thực lực, chủ yếu là hắn nghĩ mượn cơ hội này quan sát một chút Vũ Pháp Quân thực lực. Vũ Pháp Quân khẳng định là cao thủ. Lấy một chống trăm khó mà nói, bất quá lấy một trọi 10 tuyệt không hỏi đề. Hứa Thuần Lương gia nhập chiến đoàn mục đích là vì yểm hộ, Vũ Pháp Quân vì bọn họ ra mặt, tổng không có thể khiến người ta ăn thiệt thòi. Cao Tân Hoa từ đầu tới đuôi đều không có gia nhập chiến đấu, đến một lần cố kỵ thân phận, thứ hai hắn còn phải bảo hộ khuê nữ, dẫn phát va chạm nữ nhân kia nhìn chằm chằm Cao Hiểu Bạch, phảng phất tùy thời đều muốn xông lên đến xé nàng. Chuyện tối nay kiện cũng không tranh cãi.
cuối cùng từ Đường Dận gây nên. Kia nữ lái xe tại Vũ Pháp Quân xuất thủ về sau đã bắt đầu hối hận, nàng ý thức được đừng nhìn mình động người tới nhiều, nhưng là sức chiến đấu cùng người ta thật không tại một cái đẳng cấp bên trên. Cảnh sát giải quyết việc chung, mặc dù Cao Hiểu Bạch tướng xe nhét vào trên đường, nhưng là kia nữ lái xe cũng không nên lái xe va chạm. Tại pháp luật bên trên tên kia ngang ngược nữ lái xe đã tạo thành cố ý tổn hại người khác tài vật tội. Cảnh sát hiện trường phổ cập khoa học, hư hao mức nhỏ bé, tình tiết hơi nhẹ tình huống dưới, bình thường sẽ đối với người gây ra họa chỗ lấy câu lưu hoặc cảnh cáo cũng bồi thường tương quan tổn thất. Tình tiết so sánh nghiêm trọng cấu thành cố ý hủy hoại tư nhân tài vật tội, tạo thành hư hao tài sản mức khá lớn lúc, có thể sẽ bị chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là phạt tiền. Mức to lớn có lẽ có cái khác đặc biệt nghiêm trọng tình tiết lúc, chỗ 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn. Nữ lái xe hiện tại biết sợ hãi, vội vàng bận rộn gọi điện thoại tìm quan hệ, tới xử lý sự cố cảnh sát nói cho nàng, hiện đang tìm ai đều vô dụng, tốt nhất chính là lấy đối phương thông cảm, tự mình giải quyết. Thật vừa đúng lúc chính là, nữ lái xe tìm tới tìm lui, tìm được Ân Hằng chế dược tổng giám đốc Thịnh Chiêu Huy, cô gái này lái xe lại là Thịnh Chiêu Huy đường tỷ. Thịnh Chiêu Huy nghe nói phát sinh xung đột một phe là Hứa Thuần Lương, chỉ có thể kiên trì cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương nhìn thấy cái giờ này gọi điện thoại tới liền đoán chừng 89 phần 10 nói là tình. Thịnh Chiêu Huy nói cho Hứa Thuần Lương, nữ nhân kia là hắn đường tỷ Thịnh Chiêu Mai, ỷ vào chính mình quan hệ, tại Đông Châu mở mấy nhà mắt xích tiệm thuốc, trong túi có mấy cái tiền trinh, bình thường ngang tàng đã quen, không ít cho hắn gây chuyện, Thịnh Chiêu Huy cũng không nghĩ tới nàng lần này chọc phải Hứa Thuần Lương trên thân. Hắn thái độ phi thường thành khẩn, để Hứa Thuần Lương một mực ra điều kiện, hắn phụ trách an bài. Thịnh Chiêu Huy từ khi bị đánh về sau, biểu hiện cũng không tệ, Hứa Thuần Lương cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, nói cho Thịnh Chiêu Huy hắn đường tỷ đem Cao Bí Thư nữ nhi xe mới đụng. Thịnh Chiêu Huy ngựa bên trên biểu thị hắn đến bồi thường, tổn hại cỗ xe hắn phụ trách giá gốc mua xuống, để Cao Hiểu Bạch lại đi mua chiếc xe mới. Người ta tư thái thả thấp như vậy, Hứa Thuần Lương cũng không tốt nhắc lại quá phận yêu cầu. Hắn đem sự tình thương lượng kết quả nói cho Cao Tân Hoa, Cao Tân Hoa vốn là không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, hắn dù sao cũng là thể chế bên trong người, sự tình làm lớn chuyện đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Xử lý sự cố cảnh sát gặp bọn họ đạt thành hiệp nghị, tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình, để người trong cuộc ngày mai đi ký một bản giải quyết riêng hiệp nghị thư, gần sang năm mới vẫn là dĩ hòa vi quý. Về phần song phương về sau diễn sinh ra kia khởi xung đột, mặc dù Thịnh Chiêu Mai người bên kia nhiều, nhưng bị đánh thua thiệt cũng là bọn hắn, nơi đó đồn công an cũng không xuất động, song phương cũng đạt thành hòa giải. Vũ Pháp Quân cùng Hứa Thuần Lương xuất thủ đều lưu có chừng mực, không có người bởi vì cái này khởi xung đột bị thương tổn, Hứa Thuần Lương bởi vậy đánh giá ra Vũ Pháp Quân khẳng định có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Thịnh Chiêu Mai bị nàng đường đệ hung hăng mắng một trận, hiện tại đã triệt để tỉnh táo lại, nghe nói Thịnh Chiêu Huy đáp ứng bồi cho người ta một cái xe mới, nàng hối hận đến hận không thể quất chính mình hai cái tát. Thịnh Chiêu Huy chắc chắn sẽ không giúp nàng móc số tiền kia, Thịnh Chiêu Mai đánh rất răng cửa hướng trong bụng nuốt, nàng không dám chống lại Thịnh Chiêu Huy quyết định, dù sao về sau còn phải dựa vào Thịnh Chiêu Huy kiếm tiền. Đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, đã không thấy trước đây vài chương, rũ cục lấy đầu, tựa như đấu bại gà trống, Hứa viện trưởng, thật xin lỗi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Hứa Thuần Lương nói, người hẳn là người nói xin lỗi không phải ta. Thịnh Chiêu Mai mặc dù tố chất thấp, nhưng cũng không phải là ngốc, lại tranh thủ thời gian chạy tới cho Cao Tân Hoa cha con chịu tội. Cao Hiểu Bạch thiếu khuyết lịch luyện, nhìn thấy đối phương xin lỗi ngược lại có chút xấu hổ, nàng cho rằng là mình chuyển xe không thuần thục đưa tới cái này khởi tranh chấp, chuyện nguyên nhân gây ra là chính mình. Cao Tân Hoa căn cứ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tâm tư, nhìn qua nữ nhi thấp thỏm lo âu dáng vẻ, trong lòng thầm than, đọc sách cho dù tốt có thể có làm được cái gì, thời khắc mấu chốt xử lý vấn đề liền biểu hiện ra chênh lệch tới. Hứa Thuần Lương gặp nguy không loạn, xử sự bình tĩnh tự nhiên, nghịch cảnh hạ có thể đổi bị động làm chủ động, năng lực như vậy liền xem như mình cũng phải cam bái hạ phong, nghĩ tới đây lập tức bình thường trở lại, Hứa Thuần Lương nhân tài như vậy phóng nhãn Đông Châu lại có thể có mấy cái, mà lại hắn là đứa bé trai, đối nữ nhi cũng không cần làm quá nhiều yêu cầu. Công ty bảo hiểm gặp được loại tình huống này khẳng định là sẽ không bồi thường, Thịnh Chiêu Mai cũng không dám báo bảo hiểm, không phải nàng đêm nay hành vi đủ để bị kéo vào sổ đen. Các loại xe kéo tới đem hai chiếc xe phân biệt kéo đi 4S cửa hàng, mọi người cũng liền ai đi đường nấy. Hứa Thuần Lương hướng Vũ Pháp Quân cười cười nói, Vũ Tổng, sự tình vừa rồi tạ ơn a.
Vũ Pháp Quân nói, khách khí, ngươi gọi tên ta chính là, lúc đầu đêm nay không thể uống rượu với nhau có chút tiếc nuối, nhưng đánh một trận này, liền đem tiếc nuối đền bù. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta còn là bảo ngươi đêm nay thật sự là không thể phân thân, hôm nào ta đến an bài. Vũ Pháp Quân nói, vậy liền một lời đã định. Hai người nắm tay, riêng phần mình rời đi. Hứa Thuần Lương rời đi không lâu nhận được Cao Tân Hoa điện thoại, hỏi hắn có chưa có về nhà, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết không sao, quan tâm một chút Cao Hiểu Bạch có hay không bị kinh sợ. Cao Tân Hoa cười nói, không có việc gì, nàng còn cùng ta thống nhất đường kính lừa nàng mẹ đâu. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ngài không trách ta gây chuyện thị phi à. Đương nhiên cái này cùng công tác của hắn tính chất cũng có quan hệ. Cao Tân Hoa từ Hứa Thuần Lương trên thân thấy được không ít mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng, hắn đối Hứa Thuần Lương thưởng thức là từ trong ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Nữ nhân kia miệng phun hương thơm, ta đều nghĩ quất nàng, may mắn ngươi giúp ta xuất khí. Cao Bộ Đàm nghiệm khí cũng phi thường nóng nảy, thế nhưng là trưởng thành theo tuổi tác hắn bắt đầu trở nên không tranh quyền thế. Cao Tân Hoa nói, Thuần Lương a, ta cùng ngươi Cao gia ra thương lượng một chút, nay đêm 30 dự định hai chúng ta nhà cùng một chỗ qua. Hứa Thuần Lương nói, kia tốt, ta đến an bài đi. Cái nào có thể để ngươi an bài đâu, ta đến an bài, ngươi chỉ cần thống kê một chút trong nhà mấy miệng người là được rồi. Cao Tân Hoa bên này vui mừng đã cúp điện thoại, nhìn thấy thê tử tràn ngập chất vấn ánh mắt, tranh thủ thời gian giải thích nói, lão gia tử thích náo nhiệt, bình thường đều ở kinh thành, thật vất vả trở về một chuyến, hẹn lên Hứa Thúc một nhà tốt sum vầy, tuổi bọn họ lớn như vậy, còn có thể có mấy năm tốt tụ, ngươi nói có đúng hay không? Lại nói, nhiều người náo nhiệt, ăn Tết cũng có không khí. Tiếu Sở Hồng nói, ta cùng ngươi kết hôn đã nhiều năm như vậy, ngươi muốn làm gì ta còn có thể không biết. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút. Còn không phải muốn đem chúng ta nghe nữ cùng Hứa Thuần Lương hướng cùng một chỗ tác hợp. Cao Tân Hoa lắc đầu nói, lần này ngươi thật đoán sai, đi qua ta đích xác có phương diện này dự định, hiện tại Thuần Lương đã có bạn gái, ta cũng không thể chia rẽ người ta đi. Tiếu Sở Hồng nói, đứa nhỏ này có phải hay không rất hoa? Cao Tân Hoa nói, ngươi nghe ai nói? Tiếu Sở Hồng nói, hai ngày trước ta gặp được hắn cùng một nữ đi cùng một chỗ, kia nữ còn rất xinh đẹp, bất quá nhìn so với hắn lớn. Cao Tân Hoa cười nói, nam nữ là cùng một chỗ rất bình thường. Tiếu Sở Hồng nói, hắn đối tượng không phải Mai Như Tuyết sao? Cao Tân Hoa nói, ta cùng ngươi kết hôn cũng không có nghĩa là ta không thể cùng nữ tiếp xúc a, ngươi chớ đoán mỏ nghi. Cao Tân Hoa, ta liền náo không rõ, ngươi làm sao lại như vậy che chở hắn? Hứa Thuần Lương nên không phải ngươi sinh ra a. Cao Tân Hoa dở khóc dở cười nói, ta ước gì sinh ra một cái con trai như vậy, ta hữu tâm ngươi hữu lực sao? Nếu không chúng ta thử một chút lại muốn một cái. Cút, ta đều tuyệt trải qua. Hứa Thuần Lương vừa cúp điện thoại, Tô Tình liền đánh tới, Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái nàng thời gian này còn gọi điện thoại. Nguyên lai bọn hắn vừa rồi xung đột đã đẩy đưa đến đài truyền hình bên này chuyên mục tổ. Tô Tình đêm nay trực ca đêm, sớm đem ngày mai tin tức sửa sang lại, đài truyền hình cùng hệ thống công an có trong đó bộ hiệp nghị, lấy tên đẹp cảnh dân liên động, cảnh sát bên này có xã hội tin tức trước tiên đẩy đưa cho vừa vặn trong thành phố gần nhất đang làm liên hợp chỉnh đốn hành động, đối loại này tin tức phá lệ mẫn cảm, kỳ thật không cần cảnh sát đẩy đưa, đã có nhiệt tâm quần chúng bấm tin tức đường dây nóng. Tô Tình lúc đầu cảm thấy tin tức này chính đuổi tại danh tiếng bên trên, muốn làm thành điển hình đưa tin một chút nhưng xem xét sự kiện nhân vật chính một trong chính là Hứa Thuần Lương, Tô Tình lập tức tìm người phụ trách cho áp xuống tới, tin tức này không thể truyền bá, một khi truyền ra khẳng định phải gây nên mãnh liệt xã hội tiếng vọng, đối Hứa Thuần Lương cũng không có chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nghe nói chuyện này nhanh như vậy liền truyền đến đài truyền hình, lúc này mới ý thức được tin tức xã hội đáng sợ, mình lơ là bất cẩn. Hướng Tô Tình biểu thị ra một chút cảm tạ, nghe nói nàng còn tại trực ca đêm, căn dặn nàng muốn chú ý thân thể. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, nắm chặt thời gian cho Lục Kỳ đánh cái một chiếc điện thoại, hôm nay hiện trường dùng di động đập video không ít, vạn nhất truyền đến trên mạng, lại là một cái điểm nóng tin tức. Lục Kỳ nghe nói bọn hắn sau khi đi náo loạn một màn như thế, thật là có chút im lặng, còn phải cho đại ca chào hỏi hỗ trợ xóa bỏ một chút trên mạng video. Điện thoại đánh trôi qua về sau. Lục Minh nói cho hắn biết đã chậm, hiện tại lưới bên trên khắp nơi đều là xung đột nhau tin tức, bất quá sự kiện tiêu điểm tụ tập tại đường dẫn chứng nữ lái xe mở BMW đụng Audi sự kiện bên trên, chú ý Hứa Thuần Lương cũng không nhiều. Lục Kỳ gọi điện thoại thời điểm, Lục Minh chính nhìn video đâu,
phát hiện sự kiện phát sinh liền tại bọn hắn vừa rồi ăn cơm cổng, không nghĩ tới cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Lục Minh tới hào hứng, bắt đầu lục soát BMW đụng Audi video, kết quả lục ra được Hứa Thuần Lương cùng Vũ Pháp Quân liên thủ đánh đau hơn 10 tên đại hán video, đánh cho mặc dù rất đã, nhưng thời gian bây giờ điểm có chút mẫn cảm, Chu thư ký 2 ngày trước mới tổ chức hội nghị, yêu cầu tại Đông Châu tiến hành một lần liên hợp chấp pháp hành động. Hứa Thuần Lương đêm nay một màn này có chút ngược gây án ý tứ. Trực giác nói cho Lục Minh chuyện này khả năng ép không được, hắn để nhân viên trực tra xét một chút lục soát lượng, ngay tại bằng tốc độ kinh người đi lên tăng trưởng. Lục Minh cảm giác muốn xấu, hắn để Lục Kỳ nhắc nhở Hứa Thuần Lương muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, ngàn vạn không thể khinh thị dư luận, chỉ ít hắn tại năm bên trong chưa từng gặp qua truyền bá tốc độ nhanh như vậy video, hắn sẽ tận lực để công nhân viên cho ép một chút, tranh thủ tướng ảnh hưởng khống chế tại thấp nhất phạm vi. Lục Kỳ đem ca ca nhắc nhở chuyển cáo cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương không có đem chuyện này để ở trong lòng, coi như khiến cho dư luận xôn xao thì sao, vừa rồi đánh người thời điểm hắn nắm giữ phân tắc, liền vết thương nhẹ hại đều không có một cái, mà lại song phương đã đạt thành hòa giải hiệp nghị. Tô Tình một mực đều chú ý tới chuyện này tiến triển, nhìn thấy tương quan video giá cao không hạ điểm kích, nàng cũng cảm thấy không lành, thân là tin tức hành nghề người đối với phương diện này sự tình đều phi thường mẫn cảm. Chuẩn bị cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại thời điểm, Hứa Thuần Lương điện thoại trước đánh vào, để nàng đến cổng một chuyến. Tô Tình cúp điện thoại, đi vào đài truyền hình cổng, nhìn thấy Hứa Thuần Lương mang theo một bao lớn đồ vật đứng ở bên ngoài, lại là hắn trải qua trên đường mua bữa ăn khuya đưa tới. Hứa Thuần Lương cười nói, tạ ơn nhắc nhở, cái này bữa ăn khuya là mời ngươi cùng các đồng nghiệp. Tô Tình nói, ngươi có hay không nhìn video a? Hiện tại khắp nơi đều là BMW đụng Audi tin tức. Nhiệt độ cao nhất là xung đột nhau, sau đó là người đánh người kia đoạn. Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện, đạt thành hiệp nghị bồi thường. Tô Tình nửa tin nửa ngờ nói, thật không có sự tình. Thật không có sự tình, Hứa Thuần Lương đem bữa ăn khuya đưa cho nàng. Tô Tình nói, ngươi về sau điểm khống chế tính tình, đừng hơi một tí cùng người ta đánh nhau. Hứa Thuần Lương nói, ta là hỗ trợ, nói đều chưa nói xong đâu, Tân Hồ đồn công an điện thoại đánh tới. Để hắn đi đồn công an một chuyến. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, sự tình đều giải quyết, đồn công an tìm hắn làm gì? Đồn công an trực ban cảnh sát nhân dân nói cho hắn biết, đụng chuyện xe giải quyết, nhưng là tại trường hợp công khai đánh nhau ẩu đả sự tình không có giải quyết, để hắn mau chóng tới nói rõ tình huống, nếu như không đi, tự gánh lấy hậu quả. Hứa Thuần Lương giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ cùng Tô Tình tạm biệt, Tân Hồ đồn công an khoảng cách đài truyền hình không xa. Hắn chạy đến. Đi vào cửa đồn công an, nhìn thấy Vũ Pháp Quân từ trong một chiếc xe taxi ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười, đều như thế nhận được điện thoại, để bọn họ chạy tới nói rõ tình huống. Vừa rồi tại Hồ Cảnh Nhất Hào cổng tham dự đánh nhau một phương khác tiếp vào thông chi sau cũng đã đến đây 6 cái, đồn công an cảnh sát nhân dân chính đang cho bọn hắn ghi khẩu cung, ở trong đó có mấy cái đều có án cũ. Phụ trách cho bọn hắn ghi khẩu cung gọi Điền Khải Cường. Hứa Thuần Lương đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, hắn cho rằng đồn công an có chút nhỏ nói thành to, dù sao vừa rồi song phương đều đã đạt thành hiệp nghị. Điền Khải Cường nói, vừa rồi các ngươi đạt thành hiệp nghị là giao thông phạm pháp, hiện đang tìm các ngươi là một chuyện khác. Vũ Pháp Quân nói, bọn hắn mười mấy người tới muốn đánh chúng ta cũng không thể không hoàn thủ đi, mà lại cũng không có tạo thành tổn thương a, không cấu thành hình sự vụ án. U ôi! Người thật giống như còn hiểu điểm pháp, là rất nhỏ tổn thương không cấu thành hình sự vụ án, không có trách nhiệm hình sự, chỉ có trị an xử phạt cùng dân sự bồi thường trách nhiệm. Bình thường rất nhỏ tổn thương có thể do công an tiến hành điều giải đạt thành hiệp nghị sau không còn xử phạt. Như điều giải bất thành, nhưng xử phạt khoản hoặc 15 ngày trở xuống hành chính câu lưu. Nhưng là cấu thành cố ý tổn thương tội hoặc là tụ chúng ẩu đả tội, đồn công an sẽ lập án truy tố. Hứa Thuần Lương cùng Vũ Pháp Quân liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ lại đồn công an muốn đem chuyện đêm nay xem như tụ chúng ẩu đả xử lý? Nếu thật là dạng này liền phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta song phương đều đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta lẫn nhau không truy cứu trách nhiệm. Điền Khải Cường nói, người ta cũng không phải nói như vậy, trên mạng có thật nhiều hiện trường video, đối với các ngươi rất bất lợi, ta còn là nhắc nhở các ngươi một chút, căn cứ nước ta tại chỗ pháp luật, tụ chúng ẩu đả. Đối hàng đầu phần tử cùng cái khác tích cực người tham gia, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Chúng ta nhiều nhất xem như phòng vệ chính đáng,
không gọi tụ chúng ẩu đả, lại nói, tụ chúng ẩu đả, chỉ ít ba người đi, chúng ta cộng lại mới hai cái. Ba người là chúng, hai người là từ, Hứa đại giáo chủ đầu não siêu cấp rõ ràng. Ngươi thật giống như không hiểu nhiều pháp a, vậy ta liền giúp ngươi phổ cập chút khoa học, tụ chúng ẩu đả tội xâm phạm khách thể là công chung trật tự, tức tại xã hội công cộng trong sinh hoạt nên tuân thủ các hạng cộng đồng sinh hoạt quy tắc, trật tự. Công nhiên xem thường pháp luật kỷ cương cùng xã hội đạo đức công cộng, phá hư công cộng trật tự, chính là tụ chúng ẩu đả tội bản chất đặc thù. Tụ chúng ẩu đả tội khách quan phương diện biểu hiện là tụ tập đám người kết bè kết đảng ẩu đấu hành vi, là một loại ảnh hưởng nghiêm trọng xã hội công cộng trật tự ác liệt hành vi phạm tội. Hứa Thuần Lương nói, ngài đừng làm ta sợ, ta còn là gọi cái luật sư tới cùng các ngươi đàm. Điền Khải Cường cười cười nói, ta còn thực sự không phải đe dọa ngươi, hiện tại toàn thành phố phạm vi bên trong đang tiến hành nhiều bộ môn liên hợp sửa trị hành động, các ngươi thật biết chọn thời gian, tận cho chúng ta thêm phiền. Hắn nhìn lướt qua hai người tư liệu, nhìn thoáng qua Vũ Pháp Quân, ngươi là hoa niên lớn khỏe mạnh phó tổng, có thể a, cũng làm bên trên lãnh đạo làm sao còn tham gia ẩu đả. Hứa Thuần Lương nói, Phật cũng có lửa đâu, đừng nói lãnh đạo cũng là người. Vũ Pháp Quân nói, chúng ta đem tình huống đều nói rõ, cũng ký tên, bây giờ có thể đi rồi sao? Không thể, chờ đối phương đều đến đông đủ, chúng ta đem toàn bộ tình huống hiểu rõ ràng lại nói. Nếu không hai người các ngươi đi trước căn phòng cách vách tỉnh táo một chút. Hứa Thuần Lương cùng Vũ Pháp Quân hai người bị làm tiến vào phòng tối bên trong ở lại, tới trước kia sáu cái cũng ngồi xổm ở bên trong, sáu người kia bị bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập, chính ở nơi đó thương lượng đối sách đâu. Nhìn thấy cái này hai đối đầu cũng tiến vào, từng cái mắt lom lom nhìn lấy bọn hắn. Hứa Thuần Lương đem chừng mắt, nhìn cái gì vậy? Muốn bị đánh à? Vũ Pháp Quân tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Nơi này là đồn công an, trong này đánh nhau khẳng định phải tội thêm một bậc. Bên ngoài cảnh sát nổi giận nói, đều cho ta thành thật một chút, tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ còn có cái gì tình huống không có nói rõ ràng. Nói xong ầm một tiếng đóng cửa lại. Đối diện sáu người bên trong đầu chọc thở dài nói, ta nói các ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Không phải đã đàm tốt giải quyết riêng, các ngươi còn không buông tha làm gì. Không phải đem sự tình làm lớn chuyện. Khiến cho lỗi nặng năm đến đồn công an đưa tin. Hứa Thuần Lương vừa bực mình vừa buồn cười, bọn hắn hiện tại bắt đầu thông tình đạt lý, sớm đi làm cái gì rồi. Thịnh Chiêu Mai gọi điện thoại động người thời điểm, từng cái tranh nhau chen lấn tới nối giáo cho giặc, sự tình làm lớn chuyện lại hại sợ. Các ngươi mới có bệnh đâu, tìm bị đòn lại không phải chúng ta. Vũ Pháp Quân nói, tất cả mọi người ít nói vài lời gần sang năm mới ai cũng không muốn tới chỗ này a. Song phương lúc này đều có chút hiểu, ai cũng không có cáo ai, là đồn công an tìm bọn hắn, đêm nay động tĩnh huyên náo có chút lớn, đồn công an muốn làm nhìn không thấy cũng không được, vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, cấp trên cũng phải truy cứu nơi đó đồn công an trách nhiệm. Vũ Pháp Quân nói, ta nói các vị, hôm nay khả năng chúng ta cũng phiền phức. Tình huống như thế nào? Đối phương lại gần hai cái, gần sang năm mới ai cũng không muốn tại cục cảnh sát bên trong ở lại. Đương nhiên hiện tại đồn công an lấy tên đẹp là để bọn hắn bọn người, còn chưa nói câu lưu sự tình. Vũ Pháp Quân nói, ta nghe nói gần nhất trong thành phố tại nghiêm trị, chúng ta đêm nay khả năng đâm vào trên đầu sóng ngọn gió đi. Đầu chọc nói, ta cũng nghe nói, Thịnh Chiêu Mai cái kia nương môn thật sự là đem chúng ta cho lừa thảm rồi, gặp phải nghiêm trị, nói không chừng đến từ xử lý chúng ta. Vũ Pháp Quân nói, không nghiêm trọng như vậy, chúng ta lại không có gì huyết hải thâm cừu. Cũng không có tạo thành thương vong, chỉ cần chúng ta mình không truy cứu, người ta hẳn là cũng sẽ không nhiều sự tình. Đối diện sáu người đồng thời gật đầu, đầu chọc trong lòng tự nhủ cái này Vũ Pháp Quân vẫn là thông tình đạt lý, bất quá đêm nay cái thứ nhất xông lên sờ mình giống như chính là hắn. Hứa Thuần Lương cảm thấy thật có ý tứ, vẫn là lần đầu bị nhốt phòng tối, từ cảnh sát đối bọn hắn xử lý đến xem, hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng, ngay cả điện thoại đều không đoạt lại. Cái này rõ ràng là cho bọn hắn cơ hội tìm quan hệ. Vũ Pháp Quân cùng đầu chọc trò chuyện trong chốc lát, trở lại Hứa Thuần Lương bên người, thấp giọng nói, quay lại chúng ta thống nhất đường kính, cũng đã nói đi nhận biết, uống rượu uống trở mặt, hiện tại mọi người tỉnh rượu. Hứa Thuần Lương nói, người ta cảnh sát cũng không phải người ngu, người nói như vậy cũng phải có người nguyện ý tin tưởng. Vũ Pháp Quân hạ giọng nói, ta vừa liên hệ một vị bạn học cũ, hắn nói gần đây tóm đến tương đối nghiêm. Là Chu thư ký tự mình hạ đến mệnh lệnh hắn cũng không tiện ra mặt. Dừng lại một chút nói, ngươi từng có cứng rắn quan hệ sao? Ta thân chính không sợ bóng nghiêng, có quan hệ cũng không thể nói,
Hứa Thuần Lương cùng Vũ Pháp Quân lại không quen, nói ra không phải tai họa người khác sao? Mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy sự tình hôm nay sẽ không quá nghiêm trọng, không có tất phải vận dụng quan hệ. Vũ Pháp Quân nói, hôm nay là ta trước lao ra đánh người, ngươi đừng quên điểm này. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ hắn coi như nghĩa khí, nói khẽ, ngươi điểm xuất phát cũng là vì giúp ta một tay, với ngươi không quan hệ, ngươi cắn chết miệng nói mình không có xuất thủ. Lại qua nửa giờ, tham dự đêm đó ẩu đả người tất cả đều đến đông đủ, đồn công an cho bọn hắn ghi chép khẩu cung. Trong lúc này, các phương tìm quan hệ đều nhao nhao gọi điện thoại tới. Đồn công an để bọn hắn tại tương quan trên văn kiện ký tên, hoàn thành thủ tục về sau mới thả bọn họ đi người. Cái này cũng nghiệm chứng Hứa Thuần Lương suy đoán, chuyện đêm nay không nghiêm trọng, nhưng là vừa vặn gặp phải lần này toàn thành phố phạm vi bên trong liên hợp chấp pháp hành động, mà nên muộn ẩu đả video cũng bị người bên trên truyền đến trên mạng. Nơi khởi nguồn ở vào Tân Hồ đồn công an khu quản hạt, đồn công an lúc đầu không có ý định xuất cảnh, thật không nghĩ đến trong thời gian ngắn video truyền bá nhanh như vậy, thường nói, dân bất lực quan không truy xét, nhưng bây giờ chuyện này tại trên mạng không ngừng lên men, ai cũng không dám cam đoan cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, cấp trên khẳng định là yếu vấn trách, Tân Hồ đồn công an đem người trong cuộc tất cả đều làm tới điều tra cũng là một loại mất bò mới lo làm chuồng biện pháp. Ban đêm lúc 11 giờ đồn công an làm cho tất cả mọi người tất cả về nhà. Hứa Thuần Lương cùng Vũ Pháp Quân cùng đi đến cửa đồn công an thời điểm, phát hiện nơi đó ngừng lại một cỗ màu trắng giáp sát trùng. Tô Tình đứng tại ngoài xe chờ lấy hắn. Vũ Pháp Quân biết điều cười cười nói, ta đi trước a. Hứa Thuần Lương hướng hắn phất phất tay nói, gặp lại. Hứa Thuần Lương đi vào Tô Tình trước mặt. Tô Tình mỉm cười cười nói, đồn công an thể nghiệm như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, thật tốt, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tô Tình nói, đừng quên ta là học tin tức. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đoán chừng là điện thoại mình thanh âm quá lớn bị nàng nghe được, ngươi không nên học tin tức, hẳn là xử lý gián điệp tình báo công việc. Tô Tình mở cửa xe, đi thôi, đưa ngươi về nhà. Hứa Thuần Lương đi phụ xe ngồi, Tô Tình không có tắt máy, trong xe ấm áp dễ chịu. Ngươi không phải tăng ca sao? Tô Tình nói. Tăng ca cũng không phải trực ca đêm, nhiệm vụ hoàn thành, Hứa Thuần Lương, ngươi xem một chút điện thoại. Hứa Thuần Lương nói, nhìn món đồ kia còn không bằng nhìn ngươi đây. Tô Tình gương mặt xinh đẹp nóng lên, ta là để ngươi xem một chút tin tức, ngươi có thể muốn lửa. Hứa Thuần Lương nói, lửa. Tô Tình nói, vừa mới bắt đầu BMW đụng Audi nhiệt độ rất cao, nhưng bây giờ ngươi đánh người nhiệt độ đã vượt xa BMW đụng Audi. Hứa Thuần Lương mở ra coi thường nhiều lần phần mềm, liếc mắt liền thấy được mình tại cửa ra vào đánh người chàng diệt, Hứa Thuần Lương liên vẽ mấy cái, đều là lấy mình làm trung tâm video, hắn vốn đang cảm thấy Vũ Pháp Quân xuất thủ trước đoạt mình danh tiếng đâu. Xem ra chính mình trời sinh liền là nhân vật chính mặt, người qua đường chú ý trên cơ bản đều là chính mình. 2. Hứa Thuần Lương cảm thán nói, ta nguyên lai treo lên người đến như vậy đẹp trai. Tô Tình không nghĩ tới hắn chú ý điểm ở chỗ này. Nhịn không được bật cười, người a, còn có tâm tình nghĩ chuyện này, có phát hiện hay không chuyện này phi thường kỳ quái. Hứa Thuần Lương nói, làm sao kỳ quái. Tô Tình lại lần nữa nghe chuyên nghiệp góc độ đến phân tích một chút chuyện này, BMW đụng Audi sự kiện hiển nhiên muốn so hai đám người đánh nhau càng có tin tức giá trị, cho nên ngay từ đầu cái trước nhiệt độ liền so cái sau cao hơn nhiều. Nhưng là rất mau đánh cái nhiệt độ lên như diều gặp gió, không bao lâu cái sau vượt cái trước. Hiện đang đánh nhau coi thường nhiều lần khắp nơi đều là, BMW đụng Audi video cũng không nhiều. Hơn nữa còn có một kiện tương đối chuyện kỳ quái, cơ hồ tất cả video đều là đang quay Hứa Thuần Lương, nếu như không hiểu rõ sự kiện bản thân, giống như trận này cái là Hứa Thuần Lương một người đánh, cho hắn ống kính đều là chính mặt cùng bên mặt, càng kỳ quái hơn chính là, còn có một đoạn video dùng tới thăng cấp quay chụp, căn bản là dùng chuyên nghiệp máy ảnh DSL đánh ra tới. Cho nên Tô Tình nói hắn muốn phát hỏa. Hứa Thuần Lương cũng có chút buồn bực, tham dự trận này ẩu đả hai bên cộng lại hết thảy 15 người, vì cái gì có thể một mình hắn đập. Xem ra thật là hướng về phía hắn tới. Hứa Thuần Lương thưởng thức một chút mình 120fps động tác chậm ống kính, thân thủ như vậy không đi đập phim hành động tình cảm đáng tiếc. Tô Tình từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác chuyện này không đúng lắm, giống như có người cố ý tại trợ giúp, tận lực đem chuyện này nhiệt độ cho sao. Mà lại rất có thể là nhằm vào Hứa Thuần Lương, xã hội dư luận là một thanh kiếm hai lưỡi, nhiều khi đám khán giả mới sẽ không quản chân tướng là cái gì,
bọn hắn chỉ nguyện ý tin tưởng mình nhìn thấy. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Tô Tình không thể nghi ngờ phát hiện chuyện này nơi mấu chốt, người sợ nổi danh heo sợ mập, mình lần này khẳng định là muốn dương danh lập vạn. Tô Tình dừng xe ở Hồi Xuân Đường trước cửa, ôn nhu nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, trên mạng điểm nóng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nói không chừng chuyện này ngày mai nhiệt độ liền sẽ bình phục. Hứa Thuần Lương nói, đêm nay vất vả ngươi, ngươi mau đi về nghỉ đi, một người lái xe trên đường cẩn thận một chút. Tô Tình cười nói, đừng đem ta nghĩ đến như vậy yếu đuối, mau về nhà đi, đừng để Hứa Gia Gia chờ ngươi. Hứa Thuần Lương để cho nàng đi trước, đưa mắt nhìn chiếc kia giáp xác trùng biến mất ở trong màn đêm, lúc này mới tiến vào gia môn. Hứa Trường Thiện hôm nay bồi tiếp lão hữu Cao Hoành Đường hạ nửa ngày cờ, ban đêm lão ca hai lại uống mấy chén, cho nên cũng sớm đã ngủ, xem ra chuyện đêm nay còn không có truyền đến chỗ của hắn. Hứa Thuần Lương không có quấy rầy hắn, rón rén trở về phòng, vọt vào tắm ra, nhìn tới điện thoại di động bên trên có hai cái điện thoại chưa nhận, đều là Hoa Trục Nguyệt đánh tới. Nhìn lướt qua WeChat, lại là Hoa Trục Nguyệt cũng soát đến hắn đánh người video, ra ngoài quan tâm gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi. Hứa Thuần Lương cho Hoa Trục Nguyệt về tới. Hoa Trục Nguyệt có chút giận trách, tại sao lâu như thế mới trả lời điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi bị câu đi lên, không quay lại điện thoại ta, ta phải thăm dò được chỗ nào vất người đi. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi liền không thể ba ta điểm tốt, ta vừa mới tắm rửa đâu, cũng không thể thân thể trần truồng tiếp ngươi điện thoại. Chẳng phải là quá không long trọng. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, kia mới gọi thẳng thắn gặp nhau đâu, ta dù sao không ngại. Nghiêm chỉnh mà nói a, người chuyện lần này khả năng có hơi phiền toái, vừa mới qua đi bao lâu, phô thiên cái địa tất cả đều là người đánh người tin tức, ta cảm giác việc này có chút không bình thường, khả năng có người giúp ngươi mua nóng lục soát. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải rảnh đến nhức cả trứng sao. Giúp ta mua cái này nóng lục soát làm gì? Nhưng trong lòng minh bạch phía sau làm chuyện này người khẳng định không phải rảnh đến nhức cả trứng, người ta dùng tiền xào chuyện này, mục đích là đem mình đánh người ảnh hưởng khuếch đại. Hứa Thuần Lương vừa mới bắt đầu không có cảm thấy là cái đại sự gì, song phương ẩu đả về sau, tại chỗ đã thỏa đàm giải quyết riêng, Thịnh Chiêu Huy sớm đã bị mình cho chỉnh ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ không mua cái này nóng lục soát đến hại từ mình. Dựa theo bình thường logic, làm chuyện loại này bình thường cùng mình có thù. Hứa Thuần Lương đắc tội qua người mặc dù không ít, nhưng là có năng lực giúp hắn mua nóng lục soát không nhiều. Hoa Trục Nguyệt nói, ta giúp người điều tra thêm, nhìn xem rốt cục là ai ở sau lưng giở trò xấu. Nàng luôn cảm thấy chuyện này không tầm thường, hoài nghi là Hà Đông tập đoàn trả thù, liên hệ đến gần nhất phát sinh sự tình, nàng cái thứ nhất nghĩ đến Phan Vệ Đông, đây cũng là Hà Đông tập đoàn thường dùng thủ pháp, Dương Mộ Phong tại SEVN Star bị người độc chết về sau, bọn hắn liền ở sau lưng trợ giúp. Khiến cho sự kiện kia mọi người đều biết, cho toàn bộ Lam Tinh tập đoàn đều tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Hứa Thuần Lương lấy độc trị độc, tướng OMMIA cũng làm đến ngừng kinh doanh chỉnh đốn, mặc dù mặt ngoài nhìn là Hoàng Đại Tiên đại náo quán ba, nhưng Hà Đông tập đoàn cũng là ngọa hổ tàng long, nói không chừng đã hoài nghi đến thân thể của bọn hắn bên trên. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn, không cần ngươi quan tâm, chúng ta mới vừa ở đồn công an đã ký qua hòa giải hiệp nghị thư. Hẳn là sẽ không lại có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ tin tức bay đầy trời, nếu như khống chế không nổi dư luận sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, dư luận thật đúng là không dễ khống chế, đài truyền hình bên kia Tô Tình đã hết sức trợ giúp mình tướng tin tức ép xuống, Lục Minh cũng đang giúp đỡ khống chế mạng lưới ảnh hưởng, nhưng là cái này tin tức truyền bá tốc độ đã trải qua vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Hứa Thuần Lương đối thanh danh không thế nào coi trọng. Cùng lắm thì cũng chính là tiếng xấu bên ngoài. Lão tử nên ăn ăn nên ngủ ngủ, trước đem cái này qua tuổi tốt lại nói. Đông Châu Tân Hồ Tây Nhai quần ẩu sự kiện nhiệt độ tốc độ trước đó chưa từng có nhảy lên thăng, thứ hai thiên nhất sớm vậy mà nhảy lên tới nóng lục soát bảng 10 vị trí đầu, bình thường đây đều là ngôi sao giải trí đất phần trăm, vì trường kỳ bảo trì nhiệt độ, bọn hắn phía sau đẩy tay đoàn đội không tiếc trọng kim mua nóng lục soát đánh bảng. Hứa Thuần Lương một không có mua nóng lục soát, hai không có đánh bảng, dựa vào đánh người liền leo lên nóng lục soát 10 vị trí đầu, lần trước dựa vào đánh người trà trộn vào nóng lục soát vẫn là ngày nào đó sau chồng trước. Sáng sớm Mai Như Tuyết liền gọi điện thoại tới, hỏi hắn đến cùng tình huống như thế nào. Hứa Thuần Lương thật là có chút dở khóc dở cười, hắn nói cho Mai Như Tuyết, có người ác ý lấy ra video đặt ở trên mạng, đây là cùng một chỗ có tổ chức có mục đích nhằm vào cá nhân hắn lưới bạo sự kiện. Mai Như Tuyết nói, người còn ủy khuất.
đừng đem chính mình nói đến như thế vô tội, xuất thủ đánh người phải ngươi hay không? Là ta, bất quá ta là phòng vệ chính đáng. Mai Như Tuyết đều bị hắn cho khí cười, ngươi lần nào không phải phòng vệ chính đáng. Biết ngươi có thể đánh, nhưng cũng không thể mỗi lần giải quyết vấn đề không phải động thủ đi. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này thật không tệ ta. Hắn đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Mai Như Tuyết nghe xong cũng có chút không cao hứng, ngươi thật là được a, một tháng không có qua, ngươi cũng giúp Cao Hiểu Bạch đánh hai lần trống. Hứa Thuần Lương cười nói, cái này không vừa vặn đuổi kịp sao? Ta cũng không thể để Cao Bí Thư động thủ, ngoan, lần sau ta giúp ngươi đánh nhau. Mai Như Tuyết nói, anh hùng cứu mỹ nhân ta không phản đối, nhưng trên đời này nhiều mỹ nữ như vậy ngươi cứu được tới sao? Hứa Thuần Lương nói, khát nước ba ngày, ta chỉ lấy ngươi cái này một bầu, liền ngươi cái này một bầu ta vẫn chỉ là nhìn xem, đều không có cơ hội uống một ngụm đâu. Được rồi, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, Đông Châu hiện tại tình huống như thế nào ngươi không biết. Chu Thư Ký tự mình họp yêu cầu 9 bộ ngành lớn liên hợp chấp pháp, trọng điểm chính là chỉnh đốn trị an xã hội, người ngày hôm qua hành vi chính là ngược gây án. Người đừng cho ta chụp như thế chụp mũ, chúng ta song phương đã ký qua hòa giải hiệp nghị. Hứa Thuần Lương, người thanh tỉnh một điểm, bây giờ không phải là các ngươi song phương vấn đề, là xã hội dư luận đã tạo thành, người đánh người sự tình đã bên trên nóng lục soát 10 vị trí đầu, người đánh nhau bản thân tính chất không nghiêm trọng. Nhưng là một sáng bị công chúng chú ý, chuyện này liền phiền toái, ngươi liền cách xảy ra chuyện không xa. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nói, ta là thật không nghĩ tới a, những này từ truyền thông vẫn rất sẽ cả từ nhi, đương đại Diệp Vấn, một người đánh 10 người. Mai Như Tuyết nói, ngươi không có ấn mở nhìn, trên cơ bản đều đang nói, tối hôm qua Đông Châu Tân Hồ Tây Nhai phát sinh xã hội nhân viên nhàn tản say rượu quần ẩu sự kiện. Hỗn tiểu tử, ngươi cho ta xuống tới. Hứa lão gia tử gầm lên giận dữ, đem Hứa Thuần Lương dọa đến khẽ run rẩy, cùng Mai Như Tuyết một giọng nói, tranh thủ thời gian xuống dưới. Hứa Trường Thiện đang xem tin tức đâu, tin tức sớm xe tuyến phát ra chính là tối hôm qua Hứa Thuần Lương cùng người ta ẩu đả chàng diện, nói xác thực là hắn đánh người chàng diện. Cái này TV tin tức cũng chế nhạo, liền mẹ nó gạch men cũng không biết đánh. Hứa Thuần Lương nhìn thấy trên màn hình TV mình tấm kia bộ mặt đặc tả, gốc râu cằm mà đều đập đến rõ ràng. Hắn giả vờ ngây ngốc, ai, cái này ai vậy, dáng dấp cùng ta có chút giống đâu. Hứa Trường Thiện khẽ vươn tay đem lỗ tai hắn cho nắm chặt, người cái hỗn tiểu tử, còn dám lừa gạt ta, ta cháu mình nhận không ra. Ai u, ngài buông tay, ngài buông tay. Hứa Giải Phổ nói, đánh nhau đều đánh tới trên TV đi, ngươi nhưng cho chúng ta lão Hứa nhà Quang Tông rượu tổ. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, TV tin tức nếu có thể tin, lão mẫu heo đều có thể lên cây. Lỗ tai đều muốn rơi mất, ngài đụng nhẹ. Hứa Trường Thiện nói, TV tin tức làm sao không thể tin. Người ta có thể truyền bá liền là thật, gần sang năm mới ngươi liền không thể sống yên ổn điểm. Hứa Trường Thiện buông tay ra, nhìn chằm chằm tin tức bên trên, ngay tại diễn ra Hứa Thuần Lương dùng ít địch nhiều truy đánh hơn 10 người chàng diện đặc sắc, lão gia tử quan tâm là cháu trai có hay không ăn thiệt thòi. Hiện trường hình ảnh truyền hình xong, tin tức dẫn chương trình tiến hành một phen tổng kết. Đại khái ý là tại Đông Châu thì toàn diện chỉnh đốn trật tự xã hội hôm nay, còn phát sinh dạng này ác tính sự kiện, công nhiên xem thường pháp luật kỷ cương cùng xã hội đạo đức công cộng, phá hư công cộng trật tự, là cực kỳ ác liệt hành vi phạm tội, là đối toàn thể Đông Châu thị dân khiêu chiến. Hứa Trường Thiện nghe đến sắc mặt tái xanh, thở phì phò nói bậy nói bạ, những tin tức này liền biết nói ngoa, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, ta đã nói rồi. Nói còn chưa dứt lời liền bị Gia Gia nổi giận đùng đùng biểu lộ dọa cho trở về. Hứa Trường Thiện mặc dù sụ mặt, nhưng nói ra lại bộc lộ ra hắn đối cháu trai quan tâm, có bị thương hay không. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Hứa Trường Thiện nhẹ nhàng thở ra, lại tại hắn trên mông vỗ một cái, hỗn tiểu tử, về sau chớ hổ nháo nữa. Hắn thấy chỉ cần cháu trai không chịu thiệt cũng không phải là cái gì vấn đề lớn. Tô Tình lúc 10 giờ đến tìm Hứa Thuần Lương, vành mắt hồng hồng. Hứa Thuần Lương gặp nàng biểu lộ khác thường, liên tưởng đến hôm nay tin tức sớm xe tuyến chuyển ra tối hôm qua tin tức sự tình, đoán chừng nàng bởi vì là chính mình sự tình tại trong đài bị ủy khuất. Hắn mời Tô Tình tiến đến ngồi, Tô Tình lắc đầu biểu thị không cần, thế là hai người đứng ở bên ngoài nói chuyện. Tô Tình nói, không có ý tứ, ta cùng Dương chủ nhiệm đều nói xong, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là đem tin tức cho truyền ra. Hứa Thuần Lương cười nói,
ta còn tưởng rằng nhiều chuyện lớn đâu, không phải liền là vừa vỡ tin tức nha, hiện tại lưới bên trên khắp nơi đều là ta video, chế nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, không có chuyện. Tô Tình bực tức nói, ta không làm, bởi vì không có thể giúp trợ Hứa Thuần Lương ngăn chặn mặt trái tin tức, nàng lại là áy náy lại là oán giận, nước mắt rưng rưng. Hứa Thuần Lương từ trong túi móc ra một đoàn rúm gió giấy vệ sinh, đừng khóc a. Không có khóc, Tô Tình lúc đầu chịu đựng nước mắt, nhưng nghe hắn kiểu nói này, nước mắt lạch cạch rơi xuống, chuyển qua gương mặt xinh đẹp nói, ta chính là không muốn người bị người oan uổng. Hứa Thuần Lương nội tâm có chút cảm động, nàng cha ruột mất tích đều không gặp nàng khó qua như vậy, mình chút chuyện này đem nàng cho khổ sở, cái này đầy đủ chứng minh mình tại trong mắt của nàng địa vị sao mà trọng yếu. Hứa Thuần Lương đem giấy vệ sinh hướng phía trước đưa, xoa lau nước mắt, người cái này vừa khóc người khác còn không biết ta đem ngươi cho làm gì đâu. Tô Tình nhìn qua trong tay hắn tờ giấy kia, không biết hắn làm gì còn lại, nín khóc mỉm cười nói, ngươi dám làm gì a? Ta lại không sợ ngươi, nói bóng gió chính là ngươi thử một chút. Hứa Thuần Lương nuốt nước miếng một cái, hắn thế mà từ Tô Tình trong ánh mắt thấy được chờ mong, tiểu nhi tử đây là phép khích tướng a, ta lại không lên ngươi làm. Lúc này một cỗ màu đen Alpha tại ven đường dừng lại, lại là Hoa Trục Nguyệt sang đây xem hắn. Hoa Trục Nguyệt sau khi xuống xe, không chịu được cười nói, ta chính lo lắng người nào đó nghĩ quẩn đâu, nguyên lai ở chỗ này bồi mỹ nữ nói chuyện phiếm đâu. Tô Tình tranh thủ thời gian tiếp nhận Hứa Thuần Lương giấy vệ sinh xoa xoa nước mắt, còn tìm lấy cớ, bên ngoài gió quá lớn, mê mắt. Hoa Trục Nguyệt ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, liếc mắt liền nhìn ra tình trạng, không có quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm a. Hứa Thuần Lương nói, không có, Tô Tình cũng là chuyên môn vì ta sự tình tới, nàng muốn giúp ta đem mặt trái tin tức cho triệt tiêu, kết quả không có ngăn chặn. Hoa Trục Nguyệt nói, có phải hay không bên trên tin tức đã không trọng yếu, Hứa Thuần Lương, ngươi có thể a, đều trà trộn vào nóng lục soát bảng 10 vị trí đầu, làm sao? Muốn hay không rèn sắt khi còn nóng tiến quân giới văn nghệ a? Ta nếu là tiến quân giới văn nghệ, đám kia nương pháo còn có thể có đường sống. Hoa Trục Nguyệt cùng Tô Tình liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời làm ra một cái khinh thường thần sắc, nhưng trong lòng đều là nhận đồng, dù sao các nàng trong mắt Hứa Thuần Lương rất có nam tử khí khái. Hôm nay ánh nắng không tệ, Hoa Trục Nguyệt cùng Tô Tình cũng không chịu đi vào ngồi, liền ở bên ngoài dưới ánh mặt trời ngồi rất tốt. Hứa lão ra từ cách cửa sổ nhìn xem, nhìn qua phi thường hài hòa, già không hỏi ít sự tình người tuổi trẻ sự tình để hắn tự mình xử lý đi thôi. Hứa Thuần Lương cho các nàng triệt ấm trà. Hoa Trục Nguyệt nói, người chuyện này phía sau có người tại đẩy tay, liên quan đến chuyện này có kinh thành nhiệt lực truyền thông, còn có hơn 10 marketing hào, đoán chừng thu người ta không ít tiền, đám này truyền thông người không có thiên lương, ai đưa tiền bọn hắn liền giúp ai làm việc, căn bản không hỏi làm chính là cái gì. Tô Tình nói, người nào hư hỏng như vậy a, tại sao muốn hãm hại hắn? Hoa Trục Nguyệt nói, liền cái kia tính tình, đắc tội với người không phải rất bình thường. Ta đã để cho người ta liên hệ những cái kia chức nghiệp đẩy tay, để bọn hắn dừng ở đây, không phải tất cả đều cho bọn hắn hạ luật sư văn kiện. Tô Tình nhìn qua khí chàng cường đại Hoa Trục Nguyệt âm thầm bội phục, mình cũng không có năng lực như vậy liền một cái Đông Châu đài truyền hình băng tần tin tức đều không giải quyết được, nàng lần này là quyết tâm muốn từ chức. Lúc trước sở dĩ lựa chọn Đông Châu đài truyền hình, chủ nếu là bởi vì muốn chiếu cố phụ thân, hiện tại phụ thân mất tích. Nàng lưu tại Đông Châu đã không có quá lớn ý nghĩa. Đông Châu đài truyền hình phát triển không gian không lớn, nếu như thành phố này có thể có để nàng lưu lại lấy cớ, hẳn là bên người Hứa Thuần Lương. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Hứa Thuần Lương đã có Mai Như Tuyết, nghĩ tới đây Tô Tình trong lòng càng phiền muộn, cũng càng phát ra kiên định rời đi Đông Châu suy nghĩ. Hoa Trục Nguyệt nói, Cao Hiểu Bạch đâu, bởi vì nàng náo lên sự tình, làm sao không gặp người nàng. Bởi vì trước đó không lâu Hứa Thuần Lương ở kinh thành liền vì Cao Hiểu Bạch gây không ít phiền phức, lần này lại là bởi vì nàng, chỗ lấy Hoa Trục Nguyệt đối Cao Hiểu Bạch ấn tượng cũng không tốt. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này không trách nàng, là ta đem mâu thuẫn kích thích. Lúc này Cao Tân Hoa gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở nơi nào, nghe nói hắn còn tại Hồi Xuân Đường, biểu thị mình lập tức tới, để Hứa Thuần Lương chờ hắn. Hứa Thuần Lương đoán chừng 89 phần 10 là vì chuyện tối ngày hôm qua. Hắn cũng không tiện để Cao Tân Hoa tự mình đi một chuyến, chủ động đưa ra đi tìm Cao Tân Hoa. Cao Tân Hoa nghe xong liền luống cuống để hắn đừng đến bệnh viện, cũng đừng đi Hoa Niên lớn khỏe mạnh, hiện tại có không ít phóng viên cùng làm từ truyền thông đang ở bệnh viện phỏng vấn.
Tô Tình cùng Hoa Trục Nguyệt gặp hắn có việc, đồng thời đứng dậy cáo từ. Các nàng đi không bao lâu, Cao Tân Hoa đã đến, Cao Tân Hoa lần này là ngồi bệnh viện xe thương vụ tới. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường Cao Tân Hoa rất ít vận dụng đơn vị cỗ xe, lại nói, Hồi Xuân Đường hiện tại địa chỉ cách Trường Hưng cũng không xa, coi như đi tới cũng không có bao lâu thời gian, giải thích hợp lý chính là Cao Tân Hoa không muốn bại lộ hành tung. Hứa Thuần Lương đem Cao Tân Hoa mời đến bên trong, nhìn thấy Hứa Trường Thiện, Cao Tân Hoa kêu một tiếng hứa thúc. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, nhiều ít cũng biết chuyện này tiền căn hậu quả, đối Cao Tân Hoa cũng có mấy phần trách cứ, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, hắn người lớn như vậy còn không hiểu chuyện. Lúc ấy hắn đã ở đây vì cái gì không ngăn cản. Cao Tân Hoa cũng không đoái hoài tới hướng Hứa Trường Thiện giải thích, cười cười nói, thúc, ta cùng Thuần Lương nói chọn món vị sự tình. Hứa Trường Thiện ừ một tiếng, vậy ta ra ngoài cho các ngươi đằng địa phương. Cao Tân Hoa nói, không cần, không cần, chúng ta đi trên lầu nói. Hứa Thuần Lương mang theo Cao Tân Hoa đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại, cười nói, Cao Thúc, ngài chớ để ý, gia gia của ta hôm nay có chút khí không thuận. Cao Tân Hoa thở dài nói, còn không phải là bởi vì hai người chúng ta, Thuần Lương, lần này thúc cho ngươi rước lấy phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, biệt giới a, phiền phức là chính ta gây ra, cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ. Hứa Thuần Lương biết Cao Tân Hoa làm người, liền sợ hắn sẽ nghĩ như vậy. Cao Tân Hoa nói, chuyện ngày hôm qua làm lớn chuyện, khiến cho dư luận xôn xao, nghĩ ép đều ép không được. Hứa Thuần Lương cười thầm, đâu chỉ dư luận xôn xao, đều tiến nóng lục soát bảng 10 vị trí đầu. Hắn dành thời gian nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện nóng lục soát 10 vị trí đầu đã không gặp được mình tin tức, xem ra Hoa Trục Nguyệt xuất thủ uy hiếp làm ra hiệu quả, chỉ cần đám kia phía sau đẩy tay đình chỉ động tác. Hắn nhiệt độ rất nhanh liền sẽ hạ xuống đi, bất quá bây giờ ảnh hưởng đã tạo thành, nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có chỉ sợ không thể nào. Cao Tân Hoa tới chính là muốn nói với hắn chuyện này, Hứa Thuần Lương đơn vị làm việc đã bị lột ra, vô luận là Hoa Niên tập đoàn vẫn là Trường Hưng bệnh viện cũng không thể xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Trước khi hắn tới, Triệu Phi Dương liền tổ chức một lần hội nghị cấp cao, thảo luận chuyện tối ngày hôm qua. Chuyện này đã tạo thành tương đương ác liệt xã hội ảnh hưởng, bên ngoài bây giờ không ít đều đang đồn, Trường Hưng bệnh viện bác sĩ đánh người, bọn hắn nhất định phải xuất ra một cái thái độ. Hoa Niên tập đoàn CEO Kinh Luân mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là cũng hạ đạt chỉ thị, đối với ảnh hưởng tập đoàn con sâu làm dầu nồi canh phải kiên quyết xử lý, thà thiếu không ẩu. Hứa Thuần Lương nghe rõ, tập đoàn muốn cùng tự mình làm cắt chém, để tránh mình mặt trái tin tức ảnh hưởng đến Hoa Niên tập đoàn. Ảnh hưởng đến Trường Hưng bệnh viện, hắn một điểm cảm giác đều không có, Hoa Niên với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, bệnh viện là dự định khai trừ ta còn là xử lý ta. Cao Tân Hoa nói, người trước hãy nghe ta nói hết, ta tại trong hội nghị đem tình huống nói một lần, Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng Vũ Pháp Quân cũng tại chỗ thừa nhận là hắn cái thứ nhất lao ra đánh người. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này Vũ Pháp Quân ngược lại là đủ ý tứ. Gặp được phiền phức không có vội vã đem sự tình hướng trên người mình đẩy. Cao Tân Hoa nói, nhưng Bùi Lâm có ý tứ là hiện ở loại tình huống này, dính đến người càng ít càng tốt. Hứa Thuần Lương nói, nàng nói không sai, sự tình đều đã nháo đến tình cảnh như thế này, không cần thiết đem các ngươi lại liên lụy vào, như vậy đi, dứt khoát ta từ chức, chỉ cần ta từ chức, liền sẽ không ảnh hưởng đến Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn. Cao Tân Hoa nói, ngươi là vì hiểu bạch ra mặt ngươi từ trước để cho ta còn có mặt mũi tại Trường Hưng làm tiếp sao? Để cho ta về sau làm sao người đối diện ra ra? Ta suy nghĩ, hai người chúng ta đứng ra làm tuyên bố, đem chuyện này tiền căn hậu quả nói cho đại chúng. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ngài tuyệt đối đừng đem hiểu bạch lại dính dáng vào, chuyện này đã bắt đầu hạ nhiệt độ, các ngươi một giải thích, không chừng người ta lại mượn đề tài để nói chuyện của mình lẫn lộn một đợt, ngươi là không hiểu rõ đám này mạng lưới hắc tử lợi hại. Ta bị lưới bạo không quan trọng, tâm ta lý tố chất cường đại, Cao hiểu bạch được không? Nếu là nàng bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, người cảm thấy nàng có thể thừa nhận được ở áp lực sao? Cao Tân Hoa im lặng, đây chính là hắn vấn đề lo lắng nhất. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này nhiệt độ lên cao nhanh như vậy cuối cùng người ta là hướng về phía ta tới, trên mạng video tuyệt đại bộ phận đều là của ta, đã đều phát triển cho tới bây giờ tình trạng, liền để một mình ta khiêng. Để cho ta một người bị lưới bạo, bất kỳ cái gì kết quả ta đến tiếp nhận, ngươi cùng hiểu bạch còn có Vũ Pháp Quân đều đừng đứng ra,
bình thường loại tình huống này là, ra đến càng nhiều người mục tiêu càng lớn. Cao Tân Hoa nói, chỉ là như vậy quá ủy khuất ngươi. Hứa Thuần Lương nói, không có gì tốt ủy khuất, nói câu lời trong lòng, Trường Hưng bệnh viện ta đã sớm làm ngán, Bùi Lâm hiện tại là hoa niên lớn khỏe mạnh tổng giám đốc, ngẫm lại về sau ta muốn dưới tay nàng công việc ta đều cảm thấy úp buồn bực. Hứa Thuần Lương chủ yếu là đối Triệu Phi Dương thất vọng, Triệu Phi Dương người này tuyệt không có khả năng cùng chung hoạn nạn, lúc trước hắn thất ý thời điểm, nghĩ hết biện pháp lôi kéo mình, hiện tại hắn một lần nữa đạt được trọng dụng, mình gặp được điểm tê dại phiền, hắn không phải trước tiên tận lực mình, mà là đầu tiên nghĩ đến cùng mình làm cắt chém, phòng ngừa mặt trái tin tức ảnh hưởng đến Trường Hưng lợi ích. Cao Tân Hoa nói, đừng a, Triệu Phi Dương lại không nói ra chứ ngươi, Bùi Lâm cũng tán thành năng lực của ngươi, bọn hắn có ý tứ là nghĩ làm dáng một chút, miễn trừ chức vụ của ngươi, cho ngươi một cái cảnh cáo xử lý, đối công chúng có cái bàn giao, chờ đến nhiệt độ hạ xuống đi, ngươi nên làm gì vẫn là làm gì. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn vui lòng diễn kịch để bọn hắn diễn đi, ta không có nghĩa vụ phối hợp bọn hắn, cả ngày diễn đến diễn đi có mệt hay không a? Cao Tân Hoa nói, ngươi đến là ra ra ngươi ngẫm lại, nếu là hắn biết ngươi từ chức sẽ như thế nào. Lúc trước thật vất vả mới đem biên chế giải quyết, ngươi cứ như vậy ném đi không cảm thấy đáng tiếc. Hứa Thuần Lương không có cảm thấy có gì có thể tiếc, một cái biên chế thôi, lúc trước hắn cũng không nghĩ nhiều đi làm việc, chẳng qua là tạm thời tìm nơi an thân, về sau quyết định lưu lại thì là bởi vì ra ra, lão gia tử vì hắn phần công tác này đáp ứng từ địa điểm cũ động rời. Nếu như mình hiện tại từ chức, tương đương với ra ra một phen tâm huyết tất cả đều uổng phí, hắn chủ yếu là không muốn lão gia tử thất vọng. Cao Tân Hoa nói, nếu không ngươi mượn trước điều đi đừng đơn vị công việc một đoạn thời gian. Bệnh truyền nhiễm viện Nghiêm Hồi Ý bên kia thế nào? Hắn vẫn luôn rất thưởng thức ngươi. Hứa Thuần Lương nói, không thích hợp đi, ta bên này bị Trường Hưng xử lý, bên kia ta đi chỗ của hắn công việc, đây không phải cho người ta thêm phiền phức nha. Nghiêm Hồi Ý thưởng thức hắn không giả, trước đây cũng nhiều lần liên hệ hắn, hỏi hắn có phải hay không cố ý đi bệnh truyền nhiễm viện công việc, đều bị Hứa Thuần Lương từ chối nhã nhặn. Trước khác nay khác, hiện tại Hứa Thuần Lương ngay tại danh tiếng đỉnh sóng bên trên, đoán chừng ai cũng không muốn hắn cái phiền toái này. Đầu năm nay vui với dệt hoa trên gấm rất nhiều người, nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đích xác rất ít người. Cao Tân Hoa nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, quay đầu ta cùng Triệu Viện lại thương lượng một chút. Cao Tân Hoa rời đi thời điểm, nhìn thấy Hứa Trường Thiện ngay tại trong tiểu hoa viên phơi nắng, vốn muốn đi qua lên tiếng kêu gọi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi suy nghĩ, Hứa lão gia tử rõ ràng không cao hứng, mình vẫn là chớ chọc hắn tâm phiền. Hứa Thuần Lương đưa tiễn Cao Tân Hoa, trở lại ra ra bên người, hai tay rơi vào trên vai hắn giúp hắn xoa bóp. Hứa Trường Thiện nhắm mắt lại, tiểu tử này thủ pháp thực là không tồi, lão gia tử thở dài nhẹ nhõm nói, người cao thúc đi rồi. Hứa Thuần Lương nói, ngài mặt tấm đến cùng Trường Bạch Sơn, người ta không dám cùng ngài tạm biệt. Hứa Trường Thiện nói, ta không trách hắn, ta chỉ là lo lắng ngươi a. Thuần Lương, có phải hay không bệnh viện phải xử lý ngươi? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ai dám xử lý ta à, cũng không nhìn một chút ta là ai cháu trai. Hứa Trường Thiện mở ra hai mắt, ngươi đừng hướng trên mặt ta thiếp vàng, ta chính là một phổ thông thông dân chúng, không quyền không thế. Dạ, cháu của ta gặp được phiền phức ta đều giúp không được gì. Hứa Thuần Lương nói, nhìn ngài nói, bao lớn chút chuyện a. Ta một không có phạm pháp, hai không có loạn kỷ, chỉ là vừa xảo tại không thích hợp thời điểm làm điểm chừng ác dương thiện sự tình, cùng lắm thì ta không làm, ta từ chức, trở về kinh doanh hồi xuân đường. Hứa Trường Thiện ý vị thâm trường nhìn qua hắn, tiểu tử ngươi đừng lừa ta, liền tính tình của ngươi, có thể an an ổn ổn ở chỗ này kinh doanh hồi xuân đường. Dù sao ta là không tin. Hứa Thuần Lương nói, ngài cũng đừng hối hận, về sau đừng lại nói cái gì không người kế tục. Hứa Trường Thiện nói, nếu thật là làm được không vui coi như xong, ra ra xem như đã nhìn ra, lấy năng lực của ngươi ở đâu đều có thể xông ra thuận theo thiên địa. Lúc này bên ngoài truyền tới một giọng ôn hòa nói, Hứa tiên sinh ở đây sao? Hứa Trường Thiện nghe thanh âm có chút quen thuộc, nhưng là hắn cũng không có lập tức nhớ tới là ai. Hứa Thuần Lương lại ngay đầu tiên phản ứng lại, quay người liền hướng mặt ngoài nghênh đón. Hứa Trường Thiện đều có chút kỳ quái đến tột cùng người nào để cháu trai khẩn trương như vậy. Một vị lão giả tóc trắng đứng ở trước cửa, hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt mỉm cười, ôn hòa bên trong mang theo không giận tự uy khí chàng. Hứa Thuần Lương chớp chớp an ủi, Kiều lão, ngài sao lại tới đây?
hắn hướng Kiều lão sau lưng nhìn một chút không nhìn thấy Mai Như Tuyết. Lái xe Tiểu Vũ đang từ một chiếc Mercedes xe thương vụ bên trong ôm một dương rượu ra. Kiều lão nói, Tiểu Tuyết không biết ta tới. Hứa Trường Thiện lúc này cũng từ bên trong ra đón, kinh hỉ nói, nha, đây không phải Kiều lão tiên sinh nha, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Kiều lão cười nói, ta đi Nam Giang, đi ngang qua Đông Châu, nhớ tới ngươi vị lão bằng hữu này, cho nên mới tới bái phỏng, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Hứa Thuần Lương một mực không có nói cho Gia Gia Kiều lão thân phận chân chính, nếu như Gia Gia biết, chỉ sợ bọn họ ở chung liền không có dạng này tự nhiên. Hứa Trường Thiện cười ha ha, bằng hữu tới có rượu ngon. Kiều lão nói, rượu ta mang đến, bên trong cống, ngươi hẳn là không uống qua. Hứa Trường Thiện nói, giữa trưa ta đến an bài Thuần Lương, đem ngươi Trịnh Thúc gọi tới nấu cơm, chúng ta trong nhà ăn. Kiều lão nói, trong nhà tốt nhất. Hứa Thuần Lương từ Tiểu Vũ trong tay tiếp nhận kia dương rượu, Mao Đài tập đoàn xuất phẩm, khẳng định không rẻ. Kiều lão nói, Tiểu Vũ a, người đi đem Tiểu Tuyết tiếp đến. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu xoay người đi. Hứa Trường Thiện ngạc nhiên nhìn Hứa Thuần Lương, nghe được Tiểu Tuyết, hắn nhận biết Tiểu Tuyết trước mắt mà nói cũng chính là Mai Như Tuyết, Hứa Trường Thiện ẩn ẩn cảm giác trong này khẳng định có mình không rõ ràng quan hệ. Hứa Thuần Lương lúc này mới giới thiệu nói, ra ra, Kiều lão là Mai Như Tuyết ông nội. Hứa Trường Thiện lúc này mới làm rõ trong đó quan hệ, trách cứ, người tiểu tử này, cũng không nói sớm. Tiểu Tuyết ông nội a. Kiều lão cười nói, ngươi nhìn ta không giống chứ, ngươi đừng trách hài tử, hắn cũng không biết, ta lúc đầu a, cũng không biết hắn cùng Tiểu Tuyết nhận biết. Hứa Trường Thiện cười tủm tỉm nói, đâu chỉ nhận biết, hai người bọn họ ha ha. Lão ca ca, chúng ta đây là thân càng thêm thân đây này. Kiều lão nói, mang ta tham quan tham quan. Hứa Trường Thiện nói, thất lễ, nhanh, mời vào bên trong. Hứa Thuần Lương trước cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, Mai Như Tuyết nghe nói ra ra tới. Cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ra ra tới thật là không phải lúc, hết lần này tới lần khác Hứa Thuần Lương dẫn xuất một cái đại phiền toái, lần này muốn giấu giếm đều không gạt được. Trịnh Bồi An tranh thủ thời gian đến đây, thuận đường mà mua chút mới mẻ rau quả, đã là 28 tháng chạp, đồ ăn giá lên như diều gặp gió. Lão gia tử chuyên môn bàn giao tới khách nhân trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không trước tiên bắt hắn cho triệu tới. Hứa Thuần Lương hỗ trợ nhổ hành lột tỏi thời điểm. Bùi Lâm phát một đoạn lớn tin tức cho hắn, đơn giản là cho thấy một chút hiện tại trở ngại dư luận, không thể không làm điểm mặt ngoài công việc, đem Hứa Thuần Lương tạm thời cách chức cũng là hành động bất đắc dĩ. Hứa Thuần Lương lười nhác cho nàng đáp lời, đoán chừng nàng cùng Triệu Phi Dương thương lượng xong, Triệu Phi Dương khả năng còn có chút chảy nước mắt chảm mã tắc ý tứ. Nhưng là Bùi Lâm khẳng định ước gì mình rời đi, mình tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh, nàng về sau công việc không tốt khai triển, không chỉ bởi vì hắn không sợ trời không sợ đất tính tình. Cũng bởi vì Bùi Lâm cùng Dương Mộ Phong kia đoạn đi qua hắn đã biết. Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không lợi dụng chuyện này đi uy hiếp Bùi Lâm, nhưng là Bùi Lâm thấy thế nào hắn cũng không rõ ràng, này nương môn hiện tại tâm lý chính là đã muốn cho hắn đi, lại sợ đắc tội hắn. Kỳ thật Hoa Niên tập đoàn phương diện nhìn chính mình không vừa mắt cũng có khối người, Đường Thiên Nhất cũng sẽ không bỏ qua cái này đối với mình cơ hội bỏ đá xuống giếng, liền liền CEO Đường Kinh Luân cũng nói ra thả thiếu không ẩu. Cái trước là bởi vì cùng mình có thù cũ, cái sau là bởi vì hắn bị Đường Kinh Vĩ từ Hoa Niên chữa bệnh đá ra ngoài, ra chuyện này, hắn thừa cơ phát tiết tư phẫn. Dân doanh xí nghiệp mới không giảng nhân tình gì, mình tồn tại sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng thời điểm, bọn hắn sẽ không chút do dự phủi sạch quan hệ. Mai Như Tuyết 11 giờ mới đi đến Hồi Xuân Đường, mặc một thân màu đen sáo trang, cổ áo bên trên cài lấy một viên tiên diễm đảng huy, lộ ra cao quý đoan trang. Xem xét chính là vừa bận bịu xong công tác, bình thường nàng cũng không phải cái này thân đánh đóng vai. Ông nội của ta đâu? Hứa Thuần Lương chỉ trên lầu, tham quan chúng ta lão Hứa nhà tàng thư đâu? Mai Như Tuyết cười nói, hắn thật xa chạy tới, nhưng không phải là vì tham quan nhà các ngươi giá sách ha. Tàng thư, Hứa Thuần Lương cải chính. Mai Như Tuyết nói, hôm nay như thế trung thực, không có ra ngoài tiêu xái a. Hứa Thuần Lương nói, làm người đến điệu thấp. Hiện tại biết điệu thấp, quá muộn. Ngươi Hứa chủ nhiệm hiện tại là Đông Châu danh nhân, không, cả nước danh nhân. Mai chủ nhiệm, chúng ta còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm, ngươi đối một cái bình dân chăm họ lãnh chào nóng phúng, nói móc đả kích, có phải hay không quá không có nhân đạo. Mai Như Tuyết nở nụ cười, ngươi đánh nhau thời điểm nghĩ tới nhân đạo sao. Ngươi được lắm đấy,
rút người ta cái tát có một bộ. Hứa Thuần Lương nói, lột tỏi, nhanh. Mai Như Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống hỗ trợ lột tỏi. Hứa Thuần Lương thừa dịp không ai chú ý, tiến tới tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đánh lén một chút, Mai Như Tuyết xấu hổ đỏ mặt, mắng, không muốn mặt ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta nổi giận, ngươi kiên nhẫn một chút. Trịnh Bồi An thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra, Thuần Lương, tỏi lột xong chưa? Hứa Thuần Lương nhanh lên đem lột tốt đống kia cho hắn đưa đi, trở lại Mai Như Tuyết bên người, nhỏ giọng nói, người yên tâm đi, ta không có đại sự gì. Mai Như Tuyết nói, chuyện xác thực không lớn, khả thi cơ không đúng, Chu thư ký vừa mới họp yêu cầu tại toàn thành phố phạm vi bên trong tiến hành liên hợp sửa trị, người liền náo một màn này mà lại ảnh hưởng náo như thế lớn, nếu như đối với chuyện này chẳng quan tâm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đã thông báo đi. Hứa Thuần Lương nói, có người cố ý trợ giúp, để cho ta điều tra ra ta không tha cho hắn. Mai Như Tuyết nói, BMW đụng Audi nhiệt độ đều bị ngươi cho hoàn toàn phủ lên, cái này chứng minh có người đang cố ý chỉnh ngươi, phía sau bày ra chuyện này người phi thường cao minh, hẳn là đối ngươi hiểu rõ vô cùng, biết chỉ có lợi dụng xã hội dư luận tài năng cho ngươi tạo thành chân chính phiền phức, có hay không cảm thấy dạng này thủ pháp rất quen thuộc. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trước đây tại Nguy Sơn đảo Đại Hằng Duy Quyền sự kiện cũng là thông qua xã hội dư luận đến trợ giúp. Sự kiện kia hẳn là xích đạo vốn liếng ở sau lưng thôi động. Mặc Hàm hẳn là sẽ không tướng dạng này thủ pháp dùng trên người mình, nàng không cần không có nghĩa là người khác sẽ không dùng, tin tức thời đại, loại thủ pháp này phổ thông nhưng hữu hiệu. May mắn nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ thấp, một khi mạng lưới đẩy tay đình chỉ động tác, sự kiện bản thân không đến mức gây nên kéo dài chú ý. Hứa Thuần Lương đem bệnh viện phương diện ý kiến nói cho Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết có thể lý giải. Nhưng là nàng có chút là Hứa Thuần Lương không đáng, Hứa Thuần Lương là Trường Hưng làm nhiều chuyện như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Hoa Niên tập đoàn vì phủi sạch quan hệ làm như vậy không gì đáng trách, nhưng là Triệu Phi Dương không đứng ra giúp đỡ nói chuyện cũng có chút không chính cống. Tại Mai Như Tuyết xem ra, lãnh đạo làm việc không thể không bận tâm xã hội dư luận, nhưng là cũng không thể hoàn toàn khuất phục tại xã hội dư luận áp lực, Triệu Phi Dương thái độ chính là khuyết thiếu đảm đương. Cũng không bài trừ hắn tại sử dụng Hứa Thuần Lương vấn đề bên trên có chỗ cố kỵ, dù sao Hứa Thuần Lương dạng này tính cách không phải người bình thường có thể khống chế. Mai Như Tuyết nói, chính ngươi tính toán gì? Hứa Thuần Lương nói, muốn mở cũng là ta đem Trường Hưng cho mở. Mai Như Tuyết nở nụ cười, liền thích hắn cái dạng này. Không phá thì không xây được, Hoa Niên tập đoàn ngay tại đứng trước nợ nần nguy cơ, Trường Hưng bệnh viện khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, người rời đi cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta còn không có cùng Gia Gia nói, lúc trước ta phần công tác này là hắn từ bỏ hồi xuân đường lão điếm cho đổi lấy. Mai Như Tuyết nhỏ giọng nói, người lo lắng từ chức sẽ cô phụ một phen tâm huyết của hắn, để lão nhân ra thất vọng. Hứa Thuần Lương nói, người hiểu rất rõ ta, ở trước mặt ngươi, ta cùng cởi hết, cái gì đều bị ngươi nhìn một cái không sót gì. Ai vui lòng nhìn ngươi, Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp có chút phát sốt. Lúc này Trịnh Bồi An lại gọi Hứa Thuần Lương, để hắn đi mua một ít rau hẹ đi. Mai Như Tuyết chủ động xách ra bản thân đi. Hứa Thuần Lương đem chuẩn bị tốt phối đồ ăn đưa đến trong phòng bếp, nhìn thấy Trịnh Bồi An đã đem đồ ăn thuận đến không sai biệt lắm, cười nói, Trịnh Thúc, hôm nay long trọng như vậy. Trịnh Bồi An hướng ra phía ngoài liếc nhìn, thần thần bí bí nói, ra ra ngươi bàn giao. Hôm nay nhất định phải đem ta đỉnh phong tiêu chuẩn lấy ra, lão gia tử kia là Mai Như Tuyết gia gia. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Trịnh Bồi An nói, khí vũ bất phàm, như cái cán bộ kỳ cựu. Hứa Thuần Lương cười nói, người thật không có nhìn nhầm. Trịnh Bồi An nói, ta cái này đương thúc lúc đầu không nên hỏi. Vậy cũng chớ hỏi. Trịnh Bồi An nghĩ lời muốn nói bị hắn thì tại nửa đường, mở chừng hai mắt nói, tiểu tử ngươi thật là đủ nghẹn người. Các người hôm nay đây coi như là gặp gia trưởng sao? Hứa Thuần Lương cười nói, người ta không phải nói đến rõ ràng nha, đi Nam Giang ăn Tết, vừa vặn đi ngang qua Đông Châu, đặc địa qua tới bái phỏng một chút Hứa lão tiên sinh. Trịnh Bồi An nói, bái phỏng Hứa lão tiên sinh là giả, nhìn xem ngươi là thật, tiểu tử ngươi thu liễm một chút. Ta thu liễm cái gì? Trịnh Bồi An nói, chính ngươi không rõ ràng a, cả ngày không có chính hành. Một mặt cười xấu xa, đầy mình tâm địa gian dảo. Ngươi về sau cách ta tiểu cô xa một chút. Nói đùa ta nói đùa, Trịnh Bồi An lập tức liền sợ.
Hứa Thuần Lương nhìn thấy một cỗ đại bôn ngừng tại cửa ra vào, Ân Hằng chế dược tổng giám đốc Thịnh Chiêu Huy tới. Thịnh Chiêu Huy lần này đến đây là đưa quà tặng trong ngày lễ, kỳ thật hắn hai ngày trước liền chuẩn bị tới, bởi vì có việc trì hoãn, không nghĩ tới xảy ra Đường tỷ cái này việc sự tình. Mặc dù gây chuyện là Thịnh Chiêu Mai, nhưng Thịnh Chiêu Huy trong lòng không chắc, nhất là Hứa Thuần Lương đánh người bởi vì việc này bên trên nóng lục soát, Thịnh Chiêu Huy sợ hắn giận lây sang mình. Muốn biết mình mạng già còn nắm ở Hứa Thuần Lương trên tay, ngũ độc công tâm hoàn giải dược là cần người ta định kỳ ném cho ăn. Thịnh Chiêu Huy chỉ huy lái xe từ Dương phía sau ra bên ngoài khuôn đồ, Hứa Thuần Lương đi tới cười nói, Thịnh Tổng, người đây cũng quá long trọng đi. Thịnh Chiêu Huy nói, ta đến xem Hứa lão tiên sinh. Kỳ thật hắn cùng Hứa Trường Thiện căn bản không có đã từng quen biết, chủ yếu là qua để lấy lòng vị này tiểu tổ tông. Hứa Thuần Lương móc ra một hộp khói. Thịnh Chiêu Huy tiếp một chi, Hứa Thuần Lương giúp hắn đốt. Thịnh Chiêu Huy cúi đầu khom lưng không phải thường khách khí, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tâm tình không tệ, xem ra cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng, lúc này mới yên lòng lại. Thịnh Chiêu Huy suy nghĩ làm sao mở miệng tìm hắn muốn giải dược. Hứa Thuần Lương tướng hộp thuốc lá đưa cho hắn, người giữ lại mình hút đi. Thịnh Chiêu Huy nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức hiểu ý, mở ra hộp thuốc lá nhìn thoáng qua, chỉ có hai điếu thuốc. Bên trong chứa một cái bình nhỏ, hẳn là Hứa Thuần Lương cho giải dược của hắn. Thịnh Chiêu Huy như chút được gánh nặng, nhanh lên đem hộp thuốc lá hảo hảo thu về, Hứa chủ nhiệm, ta hôm nay liền đem tiền cho Cao Bí Thư bọn hắn đánh tới. Hứa Thuần Lương nói, không kịp, dựa theo bình thường chương trình đi, đừng để người hữu tâm cầm chuyện này làm văn chương. Thịnh Chiêu Huy gật đầu nói, ta Đường tỷ người kia không có văn hóa gì, lần này cho ngài thêm phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, không đánh nhau thì không quen biết nha, chúng ta không phải cũng là dạng này nhận biết. Thịnh Chiêu Huy ngượng ngùng cười cười, Hứa Thuần Lương đánh người sự tình náo như thế lớn, thậm chí so với lần trước công nhiên xâm nhập Ân Hằng tổng bộ hành hung mình huyên náo còn lớn hơn, vậy mà bên trên nóng lục soát bảng 10 vị trí đầu. Thịnh Chiêu Huy thân là đưa ra thị trường dược sĩ tổng giám đốc, vẫn là có được tương đương dự phán năng lực, hắn cho rằng Hứa Thuần Lương lần này khẳng định phải chịu ảnh hưởng, làm không tốt lần này liền công việc đều không gánh nổi. Dù sao Hoa Niên tập đoàn đã ra làm sáng tỏ, Hoa Niên tập đoàn cùng Hứa Thuần Lương ở giữa cũng không thuê quan hệ, tương đương với minh xác phân rõ cả hai giới hạn. Thịnh Chiêu Huy nói, có gì cần ta xuất lực địa phương ngài một mực nói. Hứa Thuần Lương đối Thịnh Chiêu Huy thái độ biểu thị hài lòng, người quả nhiên là không đánh không nhớ lâu, Thịnh Chiêu Huy hiển nhiên là triệt để bị mình chế phục. Người cùng Vũ Viên Nghĩa còn có liên hệ sao? Thịnh Chiêu Huy hoảng vội vàng lắc đầu. Bọn hắn Ân Hằng là đưa ra thị trường công ty, Vũ Viên Nghĩa là cái đầu cơ trục lợi hàng cấm kẻ phạm pháp, cùng loại người này dính líu quan hệ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hứa Thuần Lương nói, có con đường tìm tới hắn sao? Thịnh Chiêu Huy nói, ta cùng hắn rất sớm đã không có liên hệ, người hẳn phải biết, đối một cái đưa ra thị trường xí nghiệp tới nói, vận doanh tính hợp pháp cực kỳ trọng yếu, chúng ta đang chọn tuyển thương nghiệp cung ứng phương diện phi thường nghiêm ngặt, người này làm ăn không sạch sẽ, ta kính nhi viễn chi. Hứa Thuần Lương nói, Vũ Viên Nghĩa xuất thân bì môn người rõ ràng sao? Thịnh Chiêu Huy nói, nghe nói qua, nhưng là ta cùng hắn không có gì giao tình. Hứa Thuần Lương nói, ta muốn tìm hắn, người giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Nhìn Thịnh Chiêu Huy một cái nói, cái này Vũ Viên Nghĩa trả thù tâm rất mạnh, nếu là hắn biết ngươi giúp ta đối phó hắn, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thịnh Chiêu Huy mím môi Hứa Thuần Lương câu nói này rõ ràng chính là uy hiếp, mình nếu là không hỗ trợ. Không bài trừ Hứa Thuần Lương thả ra tin tức này khả năng, Vũ Viên Nghĩa nếu như tin là thật, khẳng định sẽ đối với Ân Hằng ra tay, Thịnh Chiêu Huy đối bỉ môn thủ đoạn hiểu rõ. Trong nội tâm cân nhắc một chút lợi và hại, Thịnh Chiêu Huy nói, ta nghĩ một chút biện pháp. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Thịnh Chiêu Huy bả vai, nhớ tới trước đây tại rạp chiếu phim nhìn thấy lão bà hắn Lương Văn Tĩnh sự tình, bây giờ nhìn Thịnh Chiêu Huy luôn cảm thấy đỉnh đầu hắn hiện ra lục quang, cố ý nói, hai người các ngươi lỗ hổng quan hệ tại sao dạng. Thịnh Chiêu Huy cười khổ nói, có thể tốt hơn chỗ nào, mặt ngoài vợ chồng thôi. Chuyện của hắn Hứa Thuần Lương đều rõ ràng, sở dĩ cặp vợ chồng đến bây giờ đều không có ly hôn, còn không phải là bởi vì cộng đồng lợi ích liên lụy, mà lại Lương Văn Tĩnh mới là Ân Hằng chủ tịch, Thịnh Chiêu Huy cái này giám đốc cũng không thực quyền. Hứa Thuần Lương nói, cái kia Trần Kiến Tân bây giờ còn đang Ân Hằng công việc sao? Thịnh Chiêu Huy mặt mo nóng lên, hắn sợ nhất Hứa Thuần Lương nhắc lên chuyện này, nhưng người ta nhắc lên cũng không thể không đáp, nói cho Hứa Thuần Lương, bởi vì Triệu Hiểu Tuệ sự tình, Lương Văn Tĩnh rất là nổi giận, đã đem Trần Kiến mới mở.
Hứa Thuần Lương nghe nói Trần Kiến Tân rời đi Ân Hằng, lại liên tưởng khởi hắn cùng Lương Văn Tĩnh cùng một chỗ xem phim sự tình, càng phát giác chuyện này không tầm thường, bất quá hắn cũng không có điểm phá, uyển chuyển nhắc nhở Thịnh Chiêu Huy nói, nữ nhân đều là cần phải quan tâm. Thịnh Chiêu Huy hiểu sai ý, còn tưởng rằng Hứa Thuần Lương đang nhắc nhở hắn không thể bạc đãi Triệu Hiểu Tuệ, thấp giọng nói, ta tâm lý nắm chắc. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi có mấy cái rắm, đỉnh đầu đều nhanh cắm đầy lục tiễn kẹo cao su. Nhưng người ta cặp vợ chồng sự tình cũng không tiện nói đến quá minh, nói không chừng người ta cặp vợ chồng đã sớm đạt thành ăn ý, riêng phần mình tiêu xái các chơi các. Thịnh Chiêu Huy bên này vừa đi Đinh Tứ lại tới tặng lễ. Kiều Lão cùng Hứa Trường Thiện hai người trên lầu cửa sổ đứng đấy, thấy rất rõ ràng. Kiều Lão nói, tiểu Hứa bằng hữu thật nhiều a. Hứa Trường Thiện đối với mình bảo bối cháu trai chưa hề đều là không lời ca tụng, đứa nhỏ này làm người trượng nghĩa, đối người nhiệt tâm. Cho nên người ta đều nguyện ý cùng hắn kết giao. Kiều Lão nói, nghe nói con của ngươi ở nước ngoài. Hứa Trường Thiện nói, ở bên kia An gia, ta coi như không có đứa con trai này, may mà ta cháu trai hiếu thuận, ta khuê nữ cũng không tệ. Đối Hứa Gia Hiên đứa con trai này, hắn vẫn là có oán niệm, đừng nhìn trở về cho nhà mua căn biệt thự, cũng không thể cải biến Hứa Trường Thiện đối cái nhìn của hắn, kỳ thật đương phụ mẫu không quan tâm nhi nữ cho mình bao nhiêu tiền. Chân chính để ý chính là bọn hắn có thể nhiều rút ra chút thời gian bồi bồi chính mình. Kiều Lão cười nói, hài tử lớn, không phải chúng ta muốn lưu liền có thể lưu lại, chúng ta những này làm trưởng bối muốn tôn trọng bọn hắn ý nghĩ của mình. Không khỏi nhớ tới nhi tử Kiều Viễn Sơn, nếu như lúc trước không phải mình buộc hắn thật chặt, hoặc có lẽ bây giờ hắn còn ở bên người, hắn thường xuyên tại nghĩ lại, hạnh phúc của con trai không phải là không bị mình một tay hủy đi. Hứa Trường Thiện tràn đầy đồng cảm nói. Đúng vậy a, chính bọn hắn hạnh phúc liền tốt. Kiều Lão nhìn qua phía dưới vội vàng thu lễ quên cả trời đất Hứa Thuần Lương, hữu ý vô ý hỏi, tiểu Hứa ở đơn vị là chức vị gì? Hứa Trường Thiện sửng sốt một chút, coi là Hứa Thuần Lương thu lễ sự tình đưa tới Kiều Lão không vui, tranh thủ thời gian giải thích nói, hắn tại Trường Hưng chính là cái phổ thông nhân viên, những cái kia đều là bạn hắn. Kiều Lão nói, ta nghe Tiểu Tuyết nói hắn vẫn là cái viện trưởng đâu. Kỳ thật sớm nhất là Hứa Trường Thiện nói, Hứa Trường Thiện sợ Kiều Lão cho rằng Hứa Thuần Lương thu hối lộ. Đừng nhìn Hứa Thuần Lương quan không lớn, ngày lễ ngày Tết tặng lễ cũng không ít, vì chuyện này Hứa Trường Thiện cũng không có giao thiếu đời, để Hứa Thuần Lương nhất định phải bảo trì đầu não thanh tỉnh, không muốn lợi dụng chức quyền chi tiện thu hối lộ. Mỗi lần nhắc lên thời điểm, Hứa Thuần Lương đều để hắn đừng lo lắng, hắn cái này hạt vừng lớn tiểu quan coi như nghĩ tham ô đều không có cơ hội, mà lại hắn cũng không có đem tiền để vào mắt. Hứa Trường Thiện mặc dù tin tưởng mình cháu trai, nhưng nhìn đến người ta bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà đưa luôn cảm thấy không tốt, huống chi còn bị Mai Như Tuyết ra ra thấy được. Hứa Trường Thiện tranh thủ thời gian là cháu trai bù, hắn chính là cái phân viện người phụ trách, người kia gọi Đinh Tứ, là đến xem ta giúp hắn đã chữa bệnh. Kiều Lão cười tủm tỉm nói, Hứa tiên sinh tế thế cứu nhân tạo phúc thương sinh để cho ta cảm giác sâu sắc bội phục. Hứa Trường Thiện nói, thượng y y quốc, trung y y người. Hạ y y bệnh, ta cả đời này cũng liền khó khăn lắm làm được y bệnh mà thôi. Kiều Lão nói, làm người giải trừ ốm đau đã rất đáng gờm rồi, tiên sinh sao lại cần tự coi nhẹ mình. Hai người đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, tặng lễ người đi, Mai Như Tuyết mua đồ ăn trở về, Hứa Thuần Lương nghênh ra ngoài tiếp nhận đồ vật trong tay của nàng, nhìn lẫn nhau một chút, trong ánh mắt đều là ngọt ngào. Hứa Trường Thiện tràn ngập vui mừng nói, tuổi trẻ thật tốt. Kiều Lão cảm thán nói. Đúng vậy a, nhìn thấy những người tuổi trẻ này, Phương mới ý thức tới chúng ta già thật rồi. Hứa Trường Thiện nói, người đã già liền phải chịu già, đi qua luôn luôn không yên lòng những này hậu bối, luôn cảm thấy bọn hắn là hài tử, muốn chiếu cố bọn hắn, trợ giúp bọn hắn, nhưng đột nhiên có một ngày ta phát hiện, hắn thế mà bắt đầu chiếu cố ta. Kiều Lão nhẹ gật đầu, Hứa Thuần Lương đã bắt đầu chiếu cố ra ra hắn, từ một điểm này đi lên nói, mình hậu bối còn không ai có thể giống hắn dạng này. Buông tay nói dễ, nhưng chân chính làm rất khó, đối Hứa gia mà nói y thuật chính là gia tộc bọn họ bên trong thứ trọng yếu nhất, đại biểu cho gia tộc của bọn hắn vinh quang, mà Kiều gia cần muốn truyền thừa chính là chính trị huyết mạch mình còn xa mới tới buông tay thời điểm. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết bày bàn thời điểm, Cao Hoành Đường tản bộ đến tìm Hứa Trường Thiện uống rượu, trong tay còn mang theo một con vừa mua gà quay. Nhìn về đến trong nhà có khách, Cao Hoành Đường lập tức đánh lên chống lui quân, cười xưng mình đi ngang qua. Đưa con gà quay cho Hứa Trường Thiện nếm thử. Hứa Trường Thiện đem Cao Hoành Đường giới thiệu cho Kiều Lão nhận biết.
Kiều lão hô, đã tới liền cùng nhau ăn cơm nha. Cao Hoành Đường tranh thủ thời gian khoát tay nói, không được không được, trong nhà chờ ta ăn cơm đâu. Kiều lão nói, ở đâu ăn còn không phải như vậy, ta cũng là đi ngang qua, ăn cơm xong liền đi Nam Giang. Hứa Trường Thiện cũng làm cho Cao Hoành Đường chớ đi, dù sao đều không phải là ngoại nhân. Cao Hoành Đường làm rõ Kiều lão thân phận, nhoáng cái đã hiểu rõ, người ta đây coi như là gặp gia trưởng, hắn gặp qua Mai Như Tuyết, bình tĩnh mà xem xét nữ hài tử này thật sự là xinh đẹp, hơn nữa còn là cán bộ gia đình, luận xuất thân luận điều kiện đều hết sức ưu tú, cùng Hứa Thuần Lương cũng rất xứng. Cao Hoành Đường biết nhi tử đã sớm nhìn chúng Hứa Thuần Lương, vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm thấy hai đứa bé chênh lệch có chút lớn, nhưng là theo cùng Hứa Thuần Lương tiếp xúc, hắn cũng càng ngày càng thích tiểu tử này, trong âm thầm cũng nghĩ đem hai đứa bé hướng một khối tác hợp. Bất quá bây giờ xem ra hai hài tử là không có hy vọng, Cao Hoành Đường mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá hắn biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, hai nhà người mặc dù không thể thân càng thêm thân, nhưng nhìn đến Hứa Thuần Lương tìm một vị tốt như vậy cô nương, cũng từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Cao Hoành Đường hôm nay tới nhưng thật ra là bởi vì chuyện ngày hôm qua, sự kiện kia huyên náo dư luận xôn xao, hắn cũng lại lần nữa nghe thượng thấy được, nghe nói Hứa Thuần Lương là vì Cao Hiểu Bạch ra mặt, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, mua con gà quay tới bồi lão hữu tâm sự, thuận tiện biểu đạt một chút áy náy, nhưng là không nghĩ tới Hứa gia khách tới. Lớn tuổi, tửu lượng đều không so lúc còn trẻ, Cao Hoành Đường uống vài chén rượu, mượn chút rượu mục đích Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương a, Hiểu Bạch sự tình cho ngươi thêm phiền toái. Hứa Trường Thiện dưới bàn đá hắn một cước, cái này lão Cao thật sự là, hết chuyện để nói. Hứa Thuần Lương cười nói, Cao gia gia ngài cùng ta còn nói lời khách khí a, ta mời ngài một chén. Mượn mời rượu đổi chủ đề, để phòng Cao lão gia tử tiếp lấy xuống chút nữa nói. Mai Như Tuyết có chút thấp thỏm nhìn qua gia gia, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, gia gia bình thường rất ít nhìn điện thoại, vốn đang ôm một tia may mắn, hy vọng hắn không biết chuyện này. Kiều lão mỉm cười nói, nguyên lai tiểu Hứa chính là vì ngài tôn nữ đánh nhau a. Hắn câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hứa Thuần Lương từ đó bắt được hai cái tin tức, một là Kiều già đã sớm biết mình chuyện đánh nhau, hai là Kiều lão cho là hắn là nữ hài tử khác đánh nhau, giống như có chút không ổn. Cao Hoành Đường lúc này mới ý thức được mình nói sai, có chút lúng túng nhìn qua Hứa Trường Thiện, Hứa Trường Thiện trong lòng thầm than. Cái này lão Cao thật sự là thành sự không có bại sự có dư, hắn chính suy nghĩ ứng làm như thế nào giúp cháu trai tròn đi qua. Hứa Thuần Lương nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm a, Kiều gia gia, Tiểu Tuyết đều khuyên ta bao nhiêu hồi, nhưng ta chính là không đổi được cái này bạo tính tình. Mai Như Tuyết tranh thủ thời gian giúp đỡ, đúng vậy a, ta cả ngày nói hắn, nhưng hắn còn là ưa thích cùng người ta động thủ, lần này bị người hữu tâm cho thiết kế. Kiều lão mỉm cười nói, người trẻ tuổi đánh nhau không tính mau bệnh, ta lúc còn trẻ cũng thường xuyên cùng người ta động thủ, bất quá ta không bằng tiểu Hứa có thể đánh như vậy, một cái thế mà đánh 10 cái, nhanh gặp phải kia cái gì Diệp Vấn. Tất cả mọi người nở nụ cười, nhìn Kiều lão thái độ tựa hồ cũng không có đem chuyện đánh nhau để ở trong lòng. Cao Hoành Đường nói sai, cũng giúp đỡ bù, chuyện này không trách Thuần Lương, là tôn nữ của ta cùng người ta phát sinh một chút ma sát, Thuần Lương cùng tôn nữ của ta lại là Thanh Mai Trúc Mã. Hứa Trường Thiện lại đá hắn một cước, cái này lão Cao, ngươi không biết nói chuyện đừng nói mỏ, cái gì Thanh Mai Trúc Mã, cái này khiến Mai Như Tuyết nghe được cũng không tốt ha. Cao Hoành Đường nói, ý của ta là bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mai Như Tuyết cười nói, Cao Hiểu Bạch rất ưu tú một cái nữ hài tử, ta nghe nói nàng tại Thủy Mộc đọc sách ha. Cao Hoành Đường nhẹ gật đầu, học tập rất tốt. Mai Như Tuyết hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhiều cùng người ta Cao Hiểu Bạch học một ít, đừng hơi một tí liền xúc động. Kiều lão nói, mọi người có người cách sống, người trẻ tuổi nếu là không có điểm huyết tính, như vậy chúng ta xã hội này cũng vô pháp tiến bộ. Đánh nhau không phải chuyện gì xấu, một cái nam nhân nếu như cả một đời không có đánh qua một trận cái, hắn liền không cách nào thành là chân chính nam tử hán. Hứa Trường Thiện cùng Cao Hoành Đường liếc mắt nhìn nhau, hai người mặc dù đối câu nói này đều có chút tán đồng. Nhưng là luôn cảm thấy câu nói này không nên từ Kiều lão miệng bên trong nói ra. Mai Như Tuyết nói, hắn cũng không chỉ đánh một trận cái. Kiều lão cười nói, nam nhân chân chính, nắm đấm muốn qua cứng, đầu óc muốn thanh tỉnh, vĩ nhân đều nói qua đến chi năng run run chi năng thắng. Có thể giảng đạo lý thời điểm đương nhiên muốn giảng đạo lý, giảng không thông đạo lý thời điểm, nên xuất thủ còn phải xuất thủ, bất quá a,
ta phải phê bình ngươi, làm việc phải đưa ánh mắt thả dài xa một chút, xuất thủ thời điểm liền phải nghĩ kỹ giải quyết tốt hậu quả, không thể giết địch 1.000 tự tổn 500. Hứa Trường Thiện ngầm thầm bội phục, Mai Như Tuyết ra ra không đơn giản a, bao che khuyết điểm đô hộ đến như thế lẽ thẳng khí hùng, phản chính tự mình là tìm không ra nhiều như vậy lý luận căn cứ. Nghe Kiều lão nói xong, Hứa Trường Thiện đều cảm thấy cháu trai hẳn là xuất thủ, muốn nói có lỗi địa phương, chính là không có đem giải quyết tốt hậu quả công việc làm tốt. Hứa Thuần Lương nói, Kiều ra ra, ta nhất định hảo hảo tổng kết kinh nghiệm. Mai Như Tuyết nói, loại kinh nghiệm này ngươi vẫn là đừng tổng kết. Trịnh Bồi An bưng một đạo chua canh cá quế đưa đi lên, Mai Như Tuyết tranh thủ thời gian đứng dậy đi đón, Trịnh Bồi An nói, ta tới, đừng sấy lấy. Kiều lão nói, nhỏ Trịnh A, người cũng vất vả đã nửa ngày, ngồi xuống uống hai chén. Trịnh Bồi An cười nói, Kiều lão, ngài nếm thử con cá này thế nào? Hứa Trường Thiện nói, đúng, xin ngài cắt cái màu. Kiều lão cười nói, vậy ta nếm thử. Mai Như Tuyết giúp hắn đựng bát canh cá. Kiều lão uống một ngụm, hương cay ngon miệng, cửa vào nước miếng, khen, tốt, con cá này canh tỉnh rượu khai vị, nhỏ Trịnh tiêu chuẩn này đuổi kịp Thượng Quốc Tân quán đầu bếp. Trịnh Bồi An nói, ta chính là cái dã đầu bếp. Hứa Thuần Lương chào hỏi hắn ngồi xuống. Trịnh Bồi An kính Kiều lão một chén rượu. Kiều lão nói, tiểu Hứa chuyện này tại bệnh viện các ngươi ảnh hưởng không nhỏ a. Trịnh Bồi An nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương, hắn không biết trả lời thế nào. Hứa Thuần Lương nói, cho bệnh viện tạo thành một chút ảnh hưởng trái chiều, cho nên ta chính suy nghĩ rời đi Trường Hưng, mới vừa rồi còn cùng gia gia của ta thương lượng trở về đem hồi xuân đường phát dương quang đại đâu, nhưng gia gia của ta không nguyện ý. Hứa Trường Thiện nói, hảo hảo bát sắt cũng không thể nói không cần là không cần. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại cũng thời đại nào ai còn để ý bát sắt. Kiều lão nói, gặp được khó khăn liền lựa chọn trốn tránh giống như không phải tính cách của ngươi, chiếu ta nhìn. Các người cái đơn vị này có vấn đề a, mình công nhân viên chức ở bên ngoài thấy việc nghĩa hăng hái làm, đơn vị hẳn là ủng hộ không phải bị xã sẽ dư luận ảnh hưởng, khuất phục tại dư luận, đó chính là từ bỏ kiên trì chính nghĩa, gặp được sự tình liền đem nhân viên đẩy ra phía ngoài, lãnh đạo như vậy là không hợp cách, cũng là không chịu trách nhiệm. Hứa Trường Thiện khen, ngài nói đến trong lòng ta đi, Thuần Lương, dạng này bệnh viện không ngốc cũng được, ra ra quyết định, tôn trọng ngươi lựa chọn của mình. Kiều lão nói, tôn trọng về tôn trọng, chúng ta cũng phải giúp người trẻ tuổi kiểm định một chút, không thể bởi vì nhất thời xúc động liền rời đi, kia cùng đào binh có gì khác biệt a? Mai Như Tuyết nói, ra ra, Thuần Lương mới không muốn làm đào binh, hắn chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Kiều lão nói, chỗ nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên, ngươi không phải tại Nguy Sơn đảo công việc nha, còn đi hơi núi đảo chứ sao? Mai Như Tuyết nói, ngài không biết tình huống cụ thể. Nàng phát hiện hôm nay ra ra đối Hứa Thuần Lương sự tình đặc biệt quan tâm, cái này có chút khác thường. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta đừng trò chuyện chuyện của ta, yên tâm, ta không từ chức, Kiều ra ra nói đúng chỗ nào té ngã ta còn từ nơi đó đứng lên. Sau bữa cơm trưa Kiều lão để Hứa Thuần Lương cho hắn viết một bức chữ mang đi, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết bồi tiếp Kiều lão đi vào thư phòng, Mai Như Tuyết hỗ trợ mài mực. Hứa Thuần Lương dựa theo Kiều lão yêu cầu viết 7 chữ to. Hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Kiều lão nói, mấy chữ này ta dự định tặng cho ngươi đại bá. Mai Như Tuyết nở nụ cười, ra ra hẳn là muốn thông qua 7 chữ này nhắc nhở một chút đại bá. Trước đây đại bá tiến về Nguy Sơn đảo, tại đường sắt anh hùng bia kỷ niệm tao ngộ duy quyền quần chúng. Chuyện này khiến cho xôn xao, ra ra cũng bởi vì việc này phi thường không vui. Để Kiều lão sinh khí không là chuyện này bản thân. Mà là Kiều Viễn Giang tiến về Nguy Sơn đảo bản ý là đi cho Hoa Niên tập đoàn đứng đài, lấy Kiều Viễn Giang thân phận làm chuyện như vậy cũng không thích hợp. Bởi vì việc này, Mai Như Tuyết cùng Kiều Viễn Giang quan hệ cũng rộng làm người biết, mà Mai Như Tuyết trùng hợp vào lúc này rời đi, người hữu tâm tướng Nguy Sơn đảo gần đây xuất hiện một vài vấn đề cùng nàng liên hệ ở cùng nhau. Kiều lão nói, Thuần Lương, người dự định từ nơi đó đứng lên. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút. Đây là Kiều lão lần thứ nhất xưng hô như vậy hắn, đi qua vẫn luôn là gọi hắn tiểu Hứa, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn đã được đến Kiều lão tán thành. Hứa Thuần Lương kỳ thật vừa rồi đã quyết định nghe theo Cao Tân Hoa đề nghị, tiến về bệnh truyền nhiễm viện, nhưng Kiều lão hỏi lên như vậy, hắn ngược lại có chút khó trả lời. Mai Như Tuyết nhìn ra sự do dự của hắn, mỉm cười nói, ra ra, hắn còn chưa nghĩ ra đâu, ngài cũng đừng quan tâm. Kiều lão nói, làm sao lại chưa nghĩ ra. Mình chỗ nào té ngã không biết,
ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc a? Mai Như Tuyết nói, môn phụ, nàng là tận lực hướng cao nói, Hứa Thuần Lương nhiều nhất chính là cái trong bệnh viện mời môn phụ. Hứa Thuần Lương thực sự cầu thị, trong bệnh viện mời, hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ. Kiều lão nói, có thể nhìn theo góc độ khác vấn đề nha, cán bộ trẻ tuổi có thể đi Hồ Sơn trấn tạm giữ chức nha. Mai Như Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Gia Gia sẽ trực tiếp hỏi đến Hứa Thuần Lương sự tình, bất quá nàng cũng cảm thấy vui vẻ, cái này chứng minh Gia Gia đã tiếp nhận hắn. Hứa Thuần Lương nói, Kiều lão, chính ta có thể giải quyết. Mai Như Tuyết bàn tay đến đằng sau, phụng trộm vặn hắn cánh tay một chút. Kiều lão nói, ta không phải giúp ngươi, ngươi đối tình huống bên kia hết sức quen thuộc, hiện ở bên kia xuất hiện một vài vấn đề, có ít người tận lực tướng đầu mâu chỉ hướng Tiểu Tuyết, ngươi cũng có thể vì Thanh Mai Trúc Mã đánh nhau, chuyện của nàng ngươi không ra mặt. Hứa Thuần Lương nói, ta không thể đổ cho người khác a. Kiều lão nhìn qua bức kia chữ nói, bức chữ này viết tốt, quay đầu ta để Kiều Viễn Giang treo hắn trong thư phòng, hơn 50 tuổi người, liền như thế điểm đạo lý cũng đều không hiểu. Kiều lão cùng đám người từng cái bắt tay nói đừng, xế chiều hôm đó còn muốn đi trước Nam Giang. Mai Như Tuyết đi theo Gia Gia lên xe, lái ra một khoảng cách về sau, rốt cục nhịn không được nói, Gia Gia, ngài muốn cho Thuần Lương đi Hồ Sơn trấn. Kiều lão nhẹ gật đầu, đại bá của ngươi trước đây kia một chuyến thật là cho chúng ta Kiều gia tăng thể diện. Mai Như Tuyết âm thầm thở dài, tại đại bá đi vào Đông Châu về sau, còn chuyên môn đi gặp hắn, mục đích đúng là khuyên can đại bá không muốn đi trước Nguy Sơn đảo tham gia hoa niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện điện cơ khánh điển, mặc dù đại bá cuối cùng cải biến hành trình, nhưng là vẫn gặp phiền toái không nhỏ. Gia gia đời này có bằng hữu cũng không ít kẻ thù chính trị, có người đang chú ý Kiều gia người nhất cử nhất động, đại hằng duy quyền sự kiện mặc dù nhưng đã qua, nhưng là vì vậy mà nổi lên dư ba cũng không tiêu trừ. Mai Như Tuyết minh bạch Gia Gia khổ tâm, thế nhưng là nàng cũng không rõ vì sao muốn để Hứa Thuần Lương đi qua. Kiều lão nói khẽ, Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không lo lắng ta lợi dụng Thuần Lương? Mai Như Tuyết lắc đầu mặc dù trong lòng thật có ý nghĩ như vậy. Kiều lão nói, lần này với hắn mà nói là cơ hội cũng là khảo nghiệm. Mai Như Tuyết nói, tính cách của hắn cũng không thích hợp thể chế. Kiều lão mỉm cười nói, mỗi người đều có sở trường của mình cũng có mình nhược điểm. Có người thích hợp miếu đường, có người thích hợp giang hồ, còn có một loại người du tẩu cùng miếu đường cùng giang hồ ở giữa, vô câu vô thúc, tiến thối tự nhiên. Thuần Lương tiểu tử này phong mang quá lộ, vừa vặn mượn cơ hội này ma luyện một chút. Mai Như Tuyết nói, Hồ Sơn trấn còn sót lại vấn đề hẳn là từ ta đi giải quyết. Kiều lão lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ngươi chỉ cần an tâm làm tốt công việc của mình, ta cảm thấy ngươi hẳn không có nhìn lầm người.